Vợ nhỏ, cuối cùng em đã lớn. Hứa Minh Tâm. Tập 6. Đừng, đến lúc đó bố em nhìn thấy em sẽ càng thấy không thoải mái và lại chút giận lên em. Ông ta dám sao? Cố Gia Huy trương lớn hai mắt không có chút cảm xúc nào nhưng khiến người khác phải run rẩy. Nhà họ Hứa, đúng là càng lúc càng không ra gì rồi. Hứa Văn Mạnh nghĩ rằng bám được lấy Cố Triệt là có thể kê cao gối lên để ngủ, thậm chí còn tưởng tượng đến một viễn cảnh rất đẹp đẽ. Em mệt rồi, em có thể nghỉ ngơi ở đây không? Bây giờ em vẫn chưa muốn xuống dưới, đợi đến khi ăn cơm rồi em mới xuống có được không? Được, lát nữa anh đến đón em. Cố Gia Huy giúp cô đắp chăn rồi hôn lên trán cô một cái và nói, nhớ mơ đến anh trong giấc mơ đấy. Hử, Hứa Minh Tâm bĩu môi tức giận. Người này đúng thật là bá đạo, đến giấc mơ của cô cũng muốn quản lý, sao anh không đến làm ở cục giám sát luôn đi. Cố Gia Huy véo véo má cô một chút rồi xoay người rời đi, anh đương nhiên là có việc phải làm, nhà họ Hứa đã bắt nạt người của anh thì anh đương nhiên không thể tha cho bọn họ được. Hứa Văn Mạnh lúc đó vẫn còn ở trong đại sảnh giao lưu với mọi người. Mọi người đều tới chúc mừng, ông ta uống nhiều rượu đến mức cảm giác người mình có thể bay lên. Người gặp được chuyện vui thì tinh thần thoải mái, đúng là ông ta đang cảm nhận được cảm giác này. Cố Gia Huy cam ly rượu tới và cạn ly với Hứa Đức Thằng. Hứa Văn Mạnh nhìn thấy rõ người đang tới là ai, trong lòng ông ta không khỏi run lên, ông ta bắt đầu nhận ra có chuyện gì đó không ổn. Xem ra đứa con gái khốn kiếp kia đã đi mách lẻo, đúng là có được một chỗ dựa thì không coi người bổ này ra gì. Anh Trung, Hứa Văn Mạnh nói, tôi muốn uống với bố vợ một ly. Anh nói nhẹ nhưng mọi người xung quanh đều biết ý nên đi sang cho khác. Thấy vậy, Hứa Văn Mạnh hình như hiểu ra điều gì. Đó, anh Trung tìm tôi là vì chuyện của con bé Minh Tâm sao? Trước đó tôi đã nói với ông mấy lời rồi nhưng hình như ông không coi nói ra gì, ông làm như vậy thật là làm khó tôi. Cố Gia Huy nhìn chất lỏng màu đỏ tươi trong cốc rồi lắc nhẹ, ánh đèn phản chiếu ra một màu sắc vô cùng kỳ lạ. Ánh sáng màu đỏ đó hắt lên khuôn mặt anh. Khiến khuôn mặt anh trở nên thâm sâu khó đoán hơn. Cả người anh, giống như một bóng ma. Bây giờ Từ Văn Mạnh cũng đã là thông gia với Cổ Triệt và ngang hàng với Cố Gia Huy. Thêm chuyện Cố Gia Huy muốn cưới Hứa Minh Tâm thì ông ta thấy vai về của mình vẫn có chút hơn. Ông ta cảm thấy tự tin hơn một chút. Anh Trung, ông là người làm cha, chẳng lẽ dạy dỗ con gái mình một chút cũng là sai sao? Sao tôi nhớ lúc đầu, ông không nói chuyện với tôi như đờ nhi? Ông nói chuyện rất khách sáo và còn khẳng định chắc chắn rằng sẽ chăm sóc tốt cho Hứa Minh Tâm, không để cho cô ấy phải chịu một chút ẩm ức nào trong nhà họ Hứa. Sao bây giờ con gái lớn của ông trở thành người của nhà họ có, qua lại với anh trai của tôi thì cách nói chuyện của ông lại thay đổi như vậy. Tôi cũng chỉ nói sự thật, nếu con bé Hứa Minh Tâm không làm gì sai, thì tôi việc gì phải trừng phạt nó. Tôi yêu thương nó còn không hết kia kia, thật sự là vì lần này là nó ăn nói không biết suy nghĩ. Không biết trên biết dưới nên tôi mới tức giận dạy dỗ cho nói một trận. Trên đời này làm gì có người cha nào lại không dạy dỗ con mình chứ? Kể cả là Hứa An Kỳ, nếu như nó làm gì sai thì tôi cũng sẽ xử lý nó. Nhưng ông nói cô ấy là một sự sỉ nhục. Cố Gia Huy lạnh lùng nói, từng chữ được nói ra từ đôi môi mỏng quyến rũ. Hứa Văn Mạnh nghe vậy thì cả người run lên. Ông ta không ngờ. Hứa Minh Tâm còn nói cả những điều này với Cố Gia Huy nhưng ông ta không biết rằng Cố Gia Huy từ lâu đã nghe thấy hết những gì ông ta nói. Ông nghĩ rằng Hứa An Kỳ gả vào nhà họ Cố, phía sau có anh trai tôi chống lưng thì có thể kế cao gối mà ngủ sao. Tính tình tôi cũng chẳng tốt đẹp gì lắm, lại còn dễ tức giận. Lúc đầu ông đưa con gái thứ hai của mình cho tôi cũng là để lấy lòng nhà họ Cố. Bây giờ ông không lấy lòng được tôi thì tôi cũng không cần phải khách sáo nữa. Những thủ đoạn của tôi cũng không rực rạc sẽ gì làm, con gái ông từ nay về sau đều ở nhà họ Cố, ông không nhìn cũng không gặp dược, nếu chẳng may có chuyện gì xảy ra thì dùng là không hay lắm. Anh đang uy hiếp tôi sao? Mặt Hứa Văn Mạnh biến sắc, ông ta hơi tức giận. Ông động vào người của tôi thì làm sao tôi không được động vào người của ông? Cố Gia Huy lạnh lùng nói, ánh mắt của anh vô cùng nguy hiểm, thậm chí giống như muốn ăn tươi nuốt sống người khác vậy. Hứa Văn Mạnh nghe thấy vậy thì cả người run lên, Hứa Văn Mạnh, ông một bó tuổi như vậy rồi, cũng không dễ dàng gì mới lấy được những thứ trong tay, ông đừng hủy hoại trong chốc lát như thế. Nếu như ông không thể làm chủ được nhà họ Hứa thì ông cứ nắm mơ đến gì, xê đi. Nếu như ông đã không thể công bằng, vậy thì để tôi đứng về phía Hứa Minh Tâm,
bây giờ ông thử dụng vào gì? Câu nói cuối cùng rõ ràng là đang uy hiếp ông ta. Bây giờ anh không khác gì một con sư tử dữ khi bị con Minh bị người khác động vào, vô cùng tức giận, Hứa Văn Mạnh bị những lời này dọa cho đến mức đổ mồ hôi lạnh, vừa nãy ông ta còn mơ màng vì uống rượu nhưng bây giờ thì ông ta đã tinh cả rượu. Anh Trung, đang nói, về sau chỉ có tôi được dạy do cô ấy, ông không có cái quyền ấy, ông hiểu chưa? Tôi hiểu, hiểu rồi. Hứa Văn Mạnh tức giận nhưng không dám nói, đúng là núi cao còn có núi cao hơn. Cổ Triệt đúng là rất lợi hại nhưng ông ta không thể không đề phòng Cố Gia Huy. Những năm nay, Cố Triệt vẫn luôn muốn lấy mạng Cố Gia Huy, nhưng lần nào Cố Gia Huy cũng thoát chết trong gang tấc, thậm chí còn cải trang tới bây giờ, phát triển gì, xê thành một tập đoàn có sức mạnh kinh người. Mấy năm nay Cố Triệt còn phải e dè Cố Gia Huy thì làm sao ông ta có thể đắc tội được với người này. Bây giờ ông ta chỉ có thể kiềm chế. Những gì Cố Gia Huy nên nói anh cũng đang nói xong. Những gì không nên nói anh cũng đã nói nên lúc này anh quay người rời đi, anh đã dặn dò Khương Tuấn, nên đối phó với Hứa Thị như thế nào thì cứ đối phó như thế, chỉ cần để bọn họ không phá sản là được. Dù sao Hứa Minh Tâm cũng là con gái của nhà họ Hứa, Hứa Thị sụp đổ kiểu gì cũng có ảnh hưởng đến cô. Đến khi thời điểm chín muối, anh nhất định sẽ cho Hứa Minh Tâm rời khỏi nhà họ Hứa, hoàn toàn rời khỏi căn nhà máu lạnh vô tình đó. Về sau... Nhà của anh sẽ là nơi ở duy nhất của cô, anh giao cho Khương Tuấn mấy chuyện, thứ nhất là chuyện của nhà họ Hứa và thứ hai là Lâm Thanh Loan. Mồm miệng của cô ta có vẻ quá giải dối. Ông nghĩ nên đối phó như thế nào với những người đàn bà lắm mồm? Đương nhiên là vào miệng rồi, giống như trong phim cung đấu vậy. Bên trái một cái dối lại bên phải một cái, đánh như thế mới sung sướng. Vậy tôi giao nhiệm vụ này cho ông. Tôi cũng lớn tuổi rồi. Đánh một người phụ nữ thì có vẻ không hợp lý lắm. Khương Tuấn nói hơi ngắn ngại, tôi bảo ông phải tự ra tay sao? Ông không biết tìm người khác sao? Cố Gia Huy hơi tức giận nói. Và, vậy thì tôi trông giống thái giám, đứng canh người ta ra tay. Khương Tuấn cự cảm thấy kỳ lạ. Cố Gia Huy chưa về đến phòng nghỉ ngơi thì đã bị Cổ Yên chặn lìa. Anh muốn uống một ly không? Cô cười và nói. Trong lòng Cố Gia Huy đang hơi khó chịu nên nhanh chóng gật đầu. Hai người ngồi một góc trong sảnh lớn, trên bàn bày rất nhiều rượu và điểm tâm. Cổ Yên khó hiểu không biết vì sao Hứa Minh Tâm lại thích ăn thứ này. Những thứ này đều ngọt như vậy, cô làm sao mà ăn được vậy, cô ăn thử một miếng bánh ngọt và lạnh nhưng không chịu được nên đành bỏ xuống. Cái này ngọt quá, làm sao có thể ăn được vậy? Hứa Minh Tâm cô ấy khóc suốt nên mới muốn dựa vào những thứ đó ngọt này để lấp đầy nỗi đau trong lòng. Cố Gia Huy nhìn những món điểm tâm đó, anh giống như đang suy nghĩ gì đó, khuôn mặt nhỏ nhắn mang theo nụ cười của Hứa Minh Tâm hiện lên trong tâm trí anh. Cô rất ấm áp, cô giống như chưa từng trải qua những chuyện trên cuộc đời và cũng chưa từng trải qua những chuyện sóng gió. Không biết suốt cả quãng đường vừa qua cô đã vất vả như thế nào. Cổ Yên nghe điều này thì hơi xúc động. Nhưng... Nếu cứ tiếp tục như vậy sẽ không tốt cho cơ thể, sau này vẫn phải kiềm chế, nếu như phải nhập viện thì rất tệ. Sao em lại chung một cái nét như Lệ Nghiêm vậy? Cố Gia Huy bất lực nhìn sang. Cổ Yên cười và nói, vậy sao? Em cũng chẳng còn cách nào khác, ai bảo bọn em là một đôi. Sông có khúc, người có lúc, hai đứa vẫn chưa phải chính thức đâu mà sao em tích cực vậy? Em và anh ấy không quan tâm đến điều đó, chỉ cần bọn em hiểu nhau là được. Tình cảm nam nữ lãng man bọn em có, mà tình anh em trượng nghĩa giúp đỡ nhau bọn em cũng có. Bọn em là đối tác làm việc hợp nhau nhất, cũng là một cặp trai xinh gái đẹp giúp đỡ lẫn nhau trong cuộc sống bình thường, như thế không phải rất tốt sao? Thực ra em cũng không có nhiều tham vọng lắm, em cũng chỉ muốn làm một người phụ nữ nhỏ sau lưng anh ấy. Nếu anh ấy cần em xuất hiện thì đương nhiên em phải là một đầu sĩ. Nếu anh ấy không cần thì em là một người vợ bình thường thôi. Lệ Nghiêm không biết đã tích bao nhiêu phúc mà kiếp này mới gặp được một người chung tình như em. Đúng vậy, không biết kiếp trước anh ba cũng tích được bao nhiêu phúc mà kiếp này mới gặp được một cô vợ nhỏ như hoa như ngọc vậy. Anh xem, ở cạnh anh thì áp lực nhiều thế nào, ăn một chút thôi cũng bị người khác nói này nói kia. Nếu như anh công khai mọi chuyện ra thì chắc cô ấy chết chim trong nước bọt của người khác mất. Anh thì không sao chứ người chịu cực khổ là Hứa Minh Tâm. Anh biết điều đó. Giọng nói của Cố Gia Huy rất thấp, về mặt anh cũng rất nghiêm túc, anh muốn bảo vệ cô một cách chu toàn nhưng không có bức tường nào mà không lót gió.
Chuyện hai người ở bên nhau còn chưa công khai mà đã nhiều sóng gió như vậy rồi, nếu không phải có sự giúp đỡ của nhà họ Ngôn, giúp địa vị của cô trở nên cao hơn thì sợ sau này quãng đường của hai người còn khó đi hơn. Anh luôn cảm thấy mình nợ cô ấy quá nhiều và anh muốn dùng cả cuộc đời mình để bù đắp. Cố Gia Huy khẽ nói. Hy vọng con đường về sau sẽ tốt hơn, cũng không biết cô ấy có thể kiên trì được không nữa. Nếu cô ấy sợ hãi và muốn bỏ chạy thì làm sao? Anh cũng không biết. Cố Yên không khỏi cảm thấy kinh ngạc khi nghe thấy bốn chữ này. Hiểm khi cô thấy anh cô bối rối như vậy. Trước đây, đã có lần anh để cô ấy đi. Anh nghĩ như thế là mình đã được giải thoát nhưng sự thật đã chứng minh là anh rất ích kỷ. Anh chỉ mong có thể giữ cô ấy bên mình cả đời. Anh ba, từ trước đến giờ anh vẫn là một người rất thông minh, trăm trận trăm thắng nhưng sao đừng trước một cô gái anh lại trở nên mất tự tin như vậy. Gặp phải cô ấy thì tất cả sự thông minh của anh gắn như biển mất hết cả. Anh không buông giáp đấu hàng đã là quá may rồi. Khi Cố Gia Huy nhắc tới Hứa Minh Tâm, khóe miệng anh không khỏi cong lên thành một nụ cười nhẹ, những đường nét trên khuôn mặt anh đều bị xóa nhòa, cả con người trở nên vô cùng dịu dàng. Một người cứng rắn như anh cũng có lúc cho nên dịu dàng như thế. Anh à, nếu anh thật sự muốn bảo vệ cô ấy một cách chu toàn, thì anh phải tạo dựng được thể lực của riêng mình. Để thân phận của Hứa Minh Tâm lên cao đến mức người khác không või tới được thì tất nhiên những người đó cũng không dám ăn nói linh tinh. Anh biết rồi, có lẽ nhà họ Hứa không được nữa rồi, bây giờ chỉ còn biết trông cậy vào nhà họ Ngôn. Nhà họ Ngôn đúng là sẽ giúp anh chuyện này, nhưng bọn họ cũng có lòng riêng, bọn họ muốn Hứa Minh Tâm và con trai nhà họ ở cạnh nhau. Chỉ sợ lại phản tác dụng. Anh tin cô ấy, Cố Gia Huy mỉm cười, nói, anh tin cô ấy sẽ không rời bỏ anh. Cô ấy đã không rời bỏ anh khi anh xấu xí và nghèo nàn nhất. Bây giờ anh ở trên cao như vậy thì anh cũng sẽ không từ bỏ cô ấy. Những chuyện này anh chỉ có thể âm thầm ra tay, Hứa Minh Tâm không muốn nhận ân tình của nhà họ Ngôn, anh cũng không muốn cô ấy có gánh nặng tâm lý. Anh đúng là dành hết tâm sức cho chuyện này. Em không thông thạo chuyện kinh doanh nên không thể giúp đỡ anh. Anh cả cũng nhất định không chịu ngồi cho chết. Mấy năm nay, anh ta đều coi anh như cái gai trong mắt. Anh ta nhất định không để cho Hứa Minh Tâm một bước lên mây dễ dàng như vậy. Anh lấy một người vợ mạnh mẽ như vậy, lại còn thêm quan hệ với nhà họ Ngôn nữa. Chẳng lẽ anh quên mất trước đây anh cả đã làm những gì sao? Nghe thấy vậy, Cố Gia Huy như biến thành một con người khác. Anh nheo mắt lại, siết chặt chiếc cốc trong tay. Anh hung hăng nheo mắt, nắm tay chiếc cốc, vô thức siết chặt. Trong sâu thẳm đôi mắt của anh đang có sóng làn cuộn dâng, đôi môi mỏng lạnh lùng mím lại thành một đường, đường nét khuôn mặt cũng vì thế mà trở nên sắc hơn. Trong phút chốc Cố Yên cảm thấy Cố Gia Huy hình như đã trở thành địa ngục tu la, cả người chân ngập sự thù địch đáng sợ, đến mức có thể ăn tươi nuốt sống người khác. Trái tim Cố Yên run lên, có đã động đến chỗ đau của anh ba mình. Cô vội vàng đưa tay ra bắt lấy tay anh đứng dùng sức nữa, như thể sẽ làm anh bị thương đấy. Trên thành chiếc cốc xuất hiện những vết nứt nhỏ. Nếu cứ tiếp tục như vậy thì e rằng nó sẽ vỡ mất. Nghe vậy, cô Hàn Trung đau lòng nhắm mắt lại, rồi lại bình tĩnh mở mắt ra. Tất cả trở lại bình thường, giống như những gì cô vừa trông thấy chi là ảo giác. Anh thả tay ra, chất lỏng trong ly từ từ chảy ra nhuộm đỏ cả mặt bàn, giống như một vũng máu vậy. Anh làm em sợ rồi. Không, Cổ Yên khẽ lắc đầu, em biết mấy năm nay anh ba cũng không hạnh phúc. Em là con gái. Lại chi là con nuôi nên anh cả không để phòng em. Nếu như em có liên quan gì tới công ty của gia đình thì nhất định không được yên. Vậy nên em mới chọn một chuyên ngành khác là làm bác sĩ quân y. Nhưng em và Nguyễn Doanh ở bên nhau, lại có quan hệ với nhà họ Bạch, chỉ sợ lại làm chuyện bàn tán cho người khác. Dã tâm của anh cả quá lớn, nhất định không cho em phát triển lên. Cho dù em là con gái cũng không được, anh ấy, qua gia nghi nên không chấp nhận ai khác mình. Thậm chí đó là anh em ruột Cố Yên nói nhỏ. Cổ cảm ơn ông chủ đã nhận nuôi cô để cô không phải ở trong cô nhi viên dối sau đó sống cuộc đời trôi nổi. Những âm mưu tranh đấu trong nhà họ có khiến cô cảm thấy vô cùng mệt mỏi. Ngay sau khi anh hai và anh ba rời đi, cô cũng tự xin những trường nội trú. Cô không thích về nhà, cũng không muốn về nhà để nhìn thấy bộ mặt đáng sợ của anh cả. Lúc chọn chuyên ngành đại học, cô không dám chọn tài chính. Vì sợ anh cả sẽ nghĩ rằng cô muốn chống đối. Mấy năm qua cô cũng sống trong run rẩy sợ hãi. Gia đình nhà họ Cổ, quá phức tạp, có quá nhiều con dao được giấu sau lưng mọi người. Em nghĩ ai là cánh tay phải của anh cả?
Cố Yên nghe vậy thì suy nghĩ một lúc rồi nói, vợ của anh ấy là La Nhã Lan và cả phó chủ tịch hội đồng quản trị. Vị trí phó chủ tịch hội đồng quản trị rất quan trọng, ngoài bố ra thì chỉ có người đó là có thâm niên nhất. Ngoài ra còn có chị dâu, chúng ta không thể coi thường thân phận của chị ấy được. Bố của chị ấy cũng từng là nhân viên cao cấp, vậy nên anh cả bắt đầu bất cứ dự án nào mà có được sự đồng ý của hai người đó chứng tỏ không đơn giản. Chúng ta cứ làm từ từ, phải chặt đứt cánh tay phải của anh ta đã. Cố Gia Huy nói nhỏ. Anh có ý tưởng dối sao? Nhưng anh không thể nói cho em biết, anh phải từ từ suy nghĩ, tốt nhất em cũng không nên dính vào chuyện này. Em tin anh ba, nhưng, anh ba, anh thật sự tin là do anh cả nhúng tay vào sao? Anh hai anh ấy. Cô Yên nói đến đó thì không nói được tiếp nữa. Đây là lý do khiến Cố Gia Huy luôn muốn đối phó với anh cả của mình. Không chỉ để bảo vệ bản thân mà còn để trả thù cho anh hai. Em nghĩ anh ba sẽ lừa em à? Cô Yên nghe vậy thì thầm cảm thấy hơi tuyệt vong. Mặc dù cô và anh cả không thân nhưng cô cũng không muốn nhìn hai anh em ruột tàn sát lẫn nhau như vậy. Nhưng nếu anh cả ra tay trước thì đúng là đang ép anh ba phản kháng lại, mặc dù anh cả không tham gia trực tiếp vào chuyện đó, nhưng anh chắc chắn là anh ta đã nhúng tay vào. Yên tâm, dù là hung thủ hay đồng lõa thì anh đều không tha đâu. Anh ba, anh làm vậy vì anh hai à? Đáng không, chuyện này chẳng khác gì là đang đánh cược, anh phá anh cả. Người chịu tổn thương nhiều nhất chính là bố, mà tài sản bị tổn thất nhiều nhất cũng chính là cơ nghiệp nhà họ Cố. Bây giờ anh cả và anh đang ngang tài ngang sức, chắc chắn sẽ là hai bên cùng chết đay. Anh hai bảo vệ anh, nên mới chết. Cố Gia Huy ngập ngừng, giọng nói phảng phất vẻ bị thương. Mặc dù đây là chuyện của nhiều năm trước, nhưng nó vẫn luôn hằn sâu trong lòng anh. Anh không thể vượt qua nỗi cửa hài tâm lý của bản thân. Anh chỉ ước khi đó người chết chính là mình. Lúc đó anh hai và Ôn Thanh Vân cũng đã chọn xong ngày cưới, Thanh Vân còn mang thai. Chỉ đợi đến lúc anh ấy quay về Đà Nẵng để thông báo mọi chuyện cho bổ thôi, nào ngờ lại xảy ra vụ nổ trên du thuyền. Anh hai đã đưa chiếc phao cuối cùng cho anh dối đẩy anh xuống biển. Sau đó du thuyền bốc cháy, cơ thể anh ấy cũng bị ngọn lửa nuốt trọn. Có lẽ, mãi đến khi chết đi thì anh cũng không thể quên nổi cảnh tượng hôm đó. Cuối cùng du thuyền đã nổ tung. Chẳng còn chút hài cốt nào. Cố Gia Huy muốn tìm thi thể của anh trai về, để anh có thể về lại nơi chôn nhau cắt rốn nhưng lại không thể làm nổi, đây là chuyện hết sức đau lòng. Người anh em ruột thịt của mình lại chết vì bản thân mình, để lại vợ con sống ngày này qua tháng khác trong niềm thương nhớ khôn nguôi. Anh nợ anh hai rất rất nhiều, cô Yên nghe vậy cũng rơi vào im lặng, chủ đề của hai người bỗng trở nên đau thương hơn hẳn. Cố Gia Huy lại rót thêm một chén rượu mạnh, ngửa đầu uống can. Vài chén liên tiếp như vậy, Cố Yên cũng không khuyên anh dừng lại, vì cô biết là mình có khuyên cũng chẳng ăn thua gì. Chuyện này là nút thắt trong lòng Cố Gia Huy, mãi không thể gỡ ra nổi. Những người uống rượu như vậy thường rất dễ say. Uống xong hai chai rượu brandy tinh khiết, Cố Gia Huy cũng bắt đầu cảm thấy choáng váng. Cố Yên thấy anh uống cũng nhiều rồi nên cản lại, về đi, Minh Tâm đang đợi anh. Cố Gia Huy còn muốn uống thêm, nhưng... Nghe cô nói vậy thì do dự một lúc rồi đặt ly rượu xuống rồi. Anh ba, nếu ngày ấy anh chết thì anh sẽ không gặp được Hứa Minh Tâm đâu. Dù không gặp được anh thi cứu gì cô ấy cũng sẽ tầm được một người yêu mình, cùng nhau đi hết cuộc đời này. Anh thà rằng, cô ấy không gặp được anh, thà rằng anh hai côn sống. Cố Yên nghe vậy thì yên lặng. Xem ra, chấp niệm của anh ba vẫn rất sâu. Cô dìu Cố Gia Huy về phòng. Hứa Minh Tâm cũng đã tinh lại. Thấy anh uống say khướt, ngạc nhiên hỏi, sao lại uống thành ra thế này? Tôi và anh ba nói chuyện phiếm, không nhịn được. Nên uống hơi quá chén, để tôi đi chuẩn bị canh giải rượu. Để tôi ở lại chăm anh ấy. Hứa Minh Tâm cởi giày, cởi quần áo ra cho Cố Gia Huy, sau đó tổn hết sức lực mới có thể kéo anh lên giường. Trời à, sao lại nặng vậy chứ, anh giảm béo đi. Cố Gia Huy nghe thấy giọng cô, không nhịn được mà nắm tay cô lại. Ôm cô vào lòng. Em giang nói xấu anh. Hà, anh không say à, vậy mà vẫn để em vật lộn từ này đến giờ. Đúng là lúc này anh bị say, nhưng bây giờ khá hơn rồi, thuốc giải rượu của anh giang có tác dụng giói này. Thuốc giải rượu của anh chính là Hứa Minh Tâm. Hứa Minh Tâm thở phì phì, trừng mắt với anh không cho em uống rượu và cuối cùng lại say đến mức này, quá đáng thật đấy. Đúng là cho quan phóng hỏa nhưng lại không cho dân thường đốt đèn mà.
Cô vừa nói dứt câu thì bất ngờ Cố Gia Huy nhào lên hôn cô. Hứa Minh Tâm không thể phản kháng lại nổi, cộng thêm mùi rượu nồng nặc trên người anh, cô ngửi một lúc rồi cũng cảm thấy cả người nóng lên, đầu óc choáng váng. Cổ nghĩ, hình như mình cũng say rồi, nếu không thì sao đầu óc lại choáng váng, mất hết cả lý trí. Chẳng hiểu sao cô lại đắm chìm trong nụ hôn này, không thể kiểm soát nổi bản thân nữa. Lúc này, người nào đó đang chuẩn bị canh giải rượu ở bếp thì dùng hết cả mình. Cô chủ, cô sao vậy ạ? Người giúp việc quan tâm. Tôi đang run, da gà trên người tôi nổi hết lên gió. Hỏi, chết mẹ, tôi quên tắt tai nghe gió. Khả năng thu tiếng của mạch thu tiếng này rất tốt, có Yên còn nghe do giang mạch được cả tiếng nói chuyện giữa hai người, ngay chết mất. Cô Yên vội vàng tháo tai nghe ra, mai đến lúc. Này cô mới cảm thấy dễ chịu hơn một chút, co so so mặt, má cô nóng rực lên, chắc hẳn bây giờ mặt cô đang đỏ lựng lên rồi. Cô và Nguyễn Doanh quen biết nhau từ thời đại học đến giờ cũng phải 8-9 năm rồi, từ hối quen nhau, mến nhau đến giờ là yêu nhau nhưng cả hai chưa bao giờ triền miên với nhau đến mức này. Trước giờ Cổ Yên và Lệ Nghiêm ở cạnh nhau lúc nào cũng rất nghiêm chỉnh, chưa bao giờ đưa tay đi chơi xa cả. Tính ra tốc độ của anh hai nhanh thật đấy, tính đến 7 giờ mới có mấy tháng thôi mà đã nắm tay rồi, hôn rồi, ôm rồi, kể ra nếu không phải là Hứa Minh Tâm vẫn còn nhỏ thì có khi còn làm cả chuyện kia rồi ấy chứ. Hấy, tốc độ của Cổ Yên đúng là quá chậm rồi, phải tăng tiến độ lên mới được. Sau đó Hứa Minh Tâm đã nhận được điện thoại của Cổ Yên. Cô ấy nói là sẽ không dư canh giải rượu lên nữa, sợ quấy rầy chuyện tốt của hai người. Lúc này Hứa Minh Tâm mới nhở dến chuyên tai nghe, đỏ bừng mặt lên. Ai, xin lỗi, tôi quên mất. Hứa Minh Tâm ngại ngùng nói. Ây da, còn trẻ tốt thật đấy, tinh thần phấn chấn hừng hực, mạnh mẽ thật đấy. Rõ ràng là, do anh ba nhà cậu dở trò mà. Hứa Minh Tâm vô tội nói. Anh ba nhà tôi cũng lớn tuổi rồi. Cũng không biết xấu hổ là gì, sao tôi quan tâm anh ấy chứ. Giờ tôi biết cách đối phó với Lệ Nghiêm rồi, cảm ơn hai người đã làm mẫu cho tôi. Nói vậy là sao? Hứa Minh Tâm vẫn còn chưa hiểu phần đấu đuôi câu chuyện thì cô Yên đã cúp điện thoại, lúc này thì Cố Gia Huy ngủ không ngon giấc chút nào. Trong em đi, cảnh tượng 4 năm trước lại hiện ra. Vốn dĩ bọn họ đã định đi máy bay, nhưng không ngờ chuyến bay đó lại bị hủy. Họ đành phải chuyển sang đi bằng du thuyền, dù sao thì cũng chỉ mất nửa ngày mà thôi. Không ngờ trên du thuyền lại xuất hiện một tai nạn bất ngờ, có may vị khách không mời mà đến. Du thuyền bị gài bom, những người kia thi cắm sủng để giết người, mục đích của họ là phải giết chết bọn họ bằng được. Cố Trường Quân đã quyết tâm ở lại, giữ chân những người kia lại để cho Cố Gia Huy có thời gian để rời đi. Anh đã thành công tránh được một kiếp, nhưng... Đừng mà... Cô Gia Huy lại phải trợn mắt ra nhìn Cổ Thiên Linh đứng tại bong tàu, xung quanh anh ta là một biển lửa, một ngọn lửa lớn liềm đến, nuốt chửng anh ấy, rồi sau đó còn có một tiếng súng lớn, nhanh chóng và dữ dội. Thậm chí cô Gia Huy còn thấy được cả ánh mắt tuyệt vọng trong mắt anh hai, bản thân anh ấy cũng không muốn chết. Nhưng thà vậy còn hơn là để cô Gia Huy chết chung vài mình. Đứng mà! Hứa Minh Tâm nhìn người đàn ông trên giường, anh đã hết cầu đừng mà! Này hai lắn dối, trán anh toàn là những giọt mồ hôi to bằng hạt đậu xanh, gân xanh nổi hẳn lên, nhìn có vẻ rất đáng sợ. Tay anh giang túm chặt lấy chiếc chăn trên người, các đốt ngón tay trắng bệch ra, có thể thấy là anh đang túm rất chặt. Hứa Minh Tâm đang định lau mồ hôi cho Cố Gia Huy, nào ngờ cô vừa đến gần thì Cố Gia Huy lại đột nhiên đưa tay ra, túm chặt lấy tay cô. Anh vẫn chưa tỉnh dậy, đó chỉ là phản ứng theo bản năng của anh mà thôi. Sức của anh rất lớn, cứ vậy nắm chặt lấy cổ tay. Phần cổ tay cô đỏ bừng lên, đau nhói. Cô, đau quá, Hứa Minh Tâm nhíu mày lại, không nhìn được mà kêu ra thành tiếng, nhưng người đàn ông trên giường lại không nghe thấy gì cả. Người đàn ông này sao mà khỏe thế nhi? Tay Hàn Minh Tâm đau quá, muốn dùng sức để rút tay ra, nhưng không biết tại sao anh lại giữ chặt đến thế, cô không thể làm gì. Anh hai... Sau đó Cố Gia Huy rên rỉ nói thêm được vài từ anh hai nữa. Hứa Minh Tâm lập tức hiểu ra, hóa ra anh đang gặp ác mộng, hơn nữa lại còn là cơn ác mộng của 4 năm trước. Cô cũng không quan tâm đến cảm giác đau trên tay, nhanh chóng đưa tay còn lại ra vỗ nhẹ vào ngực anh, nhẹ nhàng dỗ dành, không phải sợ, em ở đây rồi. Anh ba em sẽ luôn ở cạnh anh. Nghe xong câu này, Cố Gia Huy cũng trở nên ngoan ngoãn hơn rất nhiều.
Tay anh cũng dẫn nối lòng ra, Hứa Minh Tâm thầm hớn hở, đang định rút tay ra thì anh lại nằm chặt lại tai cô, không chịu thả tay ra. Anh ba, anh nghe được nói chuyên dúng không? Hứa Minh Tâm vui vẻ nói. Cố Gia Huy nghe được tiếng cô nói thì cũng gian bình tĩnh lại, mặc dù thi thoảng vẫn thì thào nói gì đó, nhưng không còn lo lắng, sợ hãi như lúc nãy nữa rồi. Hứa Minh Tâm lau mồ hôi giúp anh, sau đó quạt quạt cho anh bằng tay, sợ anh bị nóng. Dẫn dẫn Cổ Thành cũng bình thường trở lại, nhìn giống như đang ngủ say. Nhưng phần lông mày của anh vẫn nhíu chặt lại, điều này khiến cô cảm thấy rất khó chịu. Cô đưa hai đầu ngón tay ra, đặt ở phần giữa lông mày của anh, miết nhẹ, miết xong, Hứa Minh Tâm bật cười, nói, như vậy mới dễ xem chứ. Năm nay anh mới 28 tuổi thôi mà cứ trao mày như ông già năm 18 tuổi ấy. Em không thích chút nào, Cố Gia Huy đẹp trai ngây người mới là số một cơ. Đây đúng là khuôn mặt đẹp trai đến mức gây họa. Mà, anh ấy không phẫu thuật thẩm mỹ thật chứ? Hứa Minh Tâm lẩm bẩm roi nhéo nhẹ vào má anh. Hóa ra da anh rất mịn màng. Mịn màng. Hình như dùng hai chữ này để tả đàn ông thì nghe bị kỳ kỳ. Nhưng cảm giác không tệ chút nào, sở rất thoải mái. Cô nhìn phần lông mày bị đứt đoạn của anh, không nhịn được, đưa tay sờ vào. Cô chưa bao giờ hỏi Cố Gia Huy về nguyên nhân của vết sẹo này. Nhìn miệng vết thương rất kỳ lạ, không biết là đã bị vũ khí gì đâm vào mà ngắn cụt lùn. Mặc dù không ảnh hưởng đến vẻ đẹp trai phong trần của anh, nhưng vì nó nằm ở ngay lông mày nên nhìn rất đáng sợ. Nếu không hiểu rõ Cố Gia Huy thì Hứa Minh Tâm cũng sẽ bị vết sẹo này dọa. Nhìn rất gian ác, chẳng gần gũi chút nào. Có cảm giác như vết sẹo này giống như đang nói với người khác rằng, cấm lại gắn, ai mà đến gần thì sẽ phải chết. Vậy, cô vuốt ve vết sẹo đó. Sau đó lại sờ tiếp xuống khuôn mặt anh, ánh mắt anh rất đẹp, là kiểu mắt phượng đi ẩn hình, hơn nữa lại còn là mắt hai mi, khiến đôi mắt phượng của anh trở nên sâu hơn hẳn. Cô nhớ rất rõ hình ảnh khi anh mở mắt ra, đôi mắt đến thăm thầm như bầu trời đêm, mênh mông như biển cả, cô cũng chẳng rõ là trong đó cất giấu những gì nữa. Đôi mắt này lúc thì độc ác, khi thì lại dịu dàng. Nhưng anh chưa bao giờ độc ác với cô. Lông mi của anh rất dài, lại còn cong nữa. Đúng là đẹp đến mức khiến người ta phải hâm mộ. Hứa Minh Tâm không kìm lòng được mà sờ lên hàng mi của anh, không cẩn thận làm rung mất hai cọng, cô vội vàng thổi bay đi, không để lại bất kỳ chứng cứ phạm tội nào. Hành động này của cô đã khiến Cố Gia Huy hơi giật mình, mí mắt anh hơi giật giật, cô còn tưởng là anh sẽ tinh nhưng hóa ra lại không. Cô lại sờ tiếp xuống, cảm giác như mình đang so một bức tượng điêu khắc vậy, lại còn là một bức tượng điêu khắc hoàn hảo không khuyết điểm gì. Anh nhìn giống người đẹp ngủ trong rừng quá, không biết bây giờ cô hôn anh thì anh có tính không nhỉ? Cô nghĩ đến chuyện này, ngại ngùng cười cười, thật ra nghĩ lại thì ý này cũng không tệ. Sống mũi cao ráo, bờ môi mỏng gợi cảm. Người ta thường nói những người đàn ông môi mong thường bạc tình phụ nghĩa, nhưng Cố Gia Huy là một ngoại lệ, nhìn đi, anh trung tình, trung nghĩa biết bao. Môi anh mỏng quả, muốn cần một cái ghế. Cô còn nhớ rõ vị của đôi môi này, rất mềm. Ăn rất ngon. Hứa Minh Tâm đào mắt, lén thơm anh một cái chắc cũng không sao đâu nhi, dù sao thì đây cũng là người đàn ông của mình, có phải là chồng chưa cưới của người khác đâu mà sợ. Đồ của mình muốn dùng thế nào là việc của mình. Nghĩ vậy, lá gan của Hàn Minh Tâm cũng to lên, cỏ nhẹ nhàng nhích sát lại gần anh, cẩn thận hôn lên môi anh, sau đó tiện mồm cần nhẹ một cái. Vị này tuyệt vời quá. Bàn tay nhỏ bé của cô lại đi xuống tiếp. Trái khế. Thần kỳ thật đấy, cái này chỉ có đàn ông có thôi, con gái không có, sờ tiếp xuống bả vai rộng lớn của anh. Sau đó sờ xuống cánh tay, cơ bắp đầu vào đó bên dưới nữa là ngực, cơ ngực này đáng khen đấy. Wow, còn có cả cơ bụng nữa à? Hàn Minh Tâm đưa tay vào trong chăn, không thể khách sáo gì mà sờ soảng khắp người anh. Xuống chút nữa. Không được rồi, xấu xa quá, mình là một em bé ngoan. Những gì sờ được cũng sờ hết rồi, hôn cũng hôn. Hứa Minh Tâm thấy chán muốn chết. Rồi, Cố Gia Huy, anh thả em ra một lúc được không? Em chưa lấy điện thoại, chán quá đi mất. Nào ngờ cô còn chưa nói dứt câu thì Cổ Thành. Trung đã nắm chặt tay cô hơn cả lúc nãy. Anh quá đáng, thôi được rồi, em không đi là được chứ gì, em ngủ với anh nhé. Hứa Minh Tâm ghẻ vào giường, chẳng bao lâu sau cũng ngủ thiếp đi. Nhưng dối chưa được bao lâu thì cô giã tinh, muốn đi vệ sinh quát Cố Gia Huy, anh cho em đi vệ sinh đã được không?
đợi em đi xong thì em sẽ quay lại bên anh, em cam đoan là sẽ không đi đâu hết. Được rồi, không đi nữa, em nhìn tiếp Hứa Minh Tâm thấy choáng cả rau. Cứ vậy mãi đến tân bữa tối rối mà Cố Gia Huy vẫn không định thả tay ra. Hứa Minh Tâm sốt ruột. Cố Gia Huy, anh không cho em đi vệ sinh thì em nhịn được, nhưng bây giờ anh không cho em ăn cơm thì hơi quá đáng rồi nhé. Anh không biết người là sắt, cơm là thép à, nhịn một bữa là đói chết đấy. Anh cứ nắm lấy tay em như vậy thì em đành phải lấy dao chặt tay anh đi nhé. Không động đậy. Vậy, chặt tay em nhé. Vừa nói dứt lời thì Cố Gia Huy đã thả tay ra rồi. Hứa Minh Tâm suýt thì bật khóc vì cảm động, sau đó nhanh chóng chạy đến nhà vệ sinh. Đến khi cô đi ra thì nào ngờ cô Gia Huy đã tỉnh lại rồi. Không biết có phải là do tác dụng của câu cô vừa nói hay không nữa. Anh tỉnh rồi à? Ừ, anh nghe thấy có người định chặt tay anh nên tự dưng bị tỉnh giác. Vậy anh không nghe được nửa câu sau à? Nửa câu sau em nói gì cơ? Cố Gia Huy nhìn Hứa Minh Tâm với ánh mắt khó hiểu, khiến cô dở khóc dở cười. Anh ngồi đỡ chán, chỉ thấy đau đầu muốn chết. Cơn ác mộng kia rất đáng sợ, nhưng không hiểu sao đoạn sau anh lại cảm thấy không quá đau khổ như trước nữa. Nơi nào đó sâu trong đầu anh luôn có giọng nói dịu dàng làm bạn, luôn gọi tên anh. Hóa ra là Hứa Minh Tâm. Hứa Minh Tâm đứng cạnh cửa sổ, liên tục xoa tay. Cô bị anh nắm chặt lấy cổ tay cả buổi trưa, bây giờ cổ tay đã bắt đầu sưng lên và hơi bầm tím lai, cảm giác rất đau. Cố Gia Huy thấy điều này, vội vàng đứng dậy, kéo cô vào lòng mình, tay em bị sao vậy? Anh còn dám hỏi em, anh uống rõ lắm rồi lên giường đi ngủ thì không sao. Sau đó còn hại em, cứ nắm chặt lấy tay em có nói gì thì cũng không chịu thả ra, đau chết mất, anh xin lỗi, anh không biết trên du thuyền có bác sĩ đấy, để anh bảo anh ta đi lấy ít thuốc cho em. Không cần đâu, đợi lát nữa xuống ăn cơm gió hỏi một câu cũng được. Anh dậy được không, hay là để em gọi người đưa đồ ăn lên đây cho anh nhé? Anh chưa đói, không muốn ăn lắm, em đi xuống ăn với Yên trước đi. Vâng, vậy em đi xuống dưới nhé. Cô vừa quay người lại, vừa mới đi được mấy bước thì đã bị Cố Gia Huy gọi lại, em cởi đồ của anh ra à? Ặc, Hứa Minh Tâm hít sâu một hơi, cả người cứng đờ lại. Cô không dám quay đầu lại, cứ vậy bỏ chạy nhanh như chớp. Cô cũng không dám nói cho Cố Gia Huy biết là mình đã nhân lúc anh ngủ say mà sờ mó khắp nửa người trên anh được. Hứa Minh Tâm, Cố Gia Huy thấy cô bỏ chạy thì cũng hiểu ra. Cô nhóc kia bình thường rất ngây thơ trong sáng, hơi tí là xấu hổ. Không ngờ là khi anh ngủ say thì cô lại dám động tay động chân với mình, đúng là đồ háo sắc. Không đúng, cô dám ra tay với anh lúc anh không tỉnh táo, dùng từ háo sắc thôi không đủ để tả cô. Hứa Minh Tâm hít thở không khí mát mẻ bên ngoài, cảm thấy thoải mái hơn hẳn. Tiệc cưới bắt đầu rồi, cô nên tranh thủ xuống dưới thì hơn. Hứa Minh Tâm vừa đến cửa, chưa kịp đẩy cửa vào thì đằng sau cô có tiếng bước chân dồn dập. Cô quay đầu lại nhìn theo phản xạ. Nào ngờ lại bị đánh mạnh một nhát vào cổ. Đúng lúc Hứa Minh Tâm định kêu đau thì nào ngờ lại bị ai đó che miệng lại, sau đó cứ vậy kéo cô đi. Lần này Hứa Minh Tâm không ngất đi ngay nhưng lại cảm thấy rất đau. Hứa Minh Tâm ngửi thấy mùi máu tươi. Chảy máu rồi, ngáy đau quá. Cô nhìn được người đằng sau mình là Trịnh Hoa. Lúc bịt miệng Hứa Minh Tâm lại, cô ta còn bịt cả thuốc mê vào, bây giờ cả người cô nhũn hết ra rồi, đừng nói là dãy giụa. Thậm chí ngay việc nói chuyện, kêu cứu cũng rất khó khăn. Tất cả khách mời đều đang ăn cơm ở du thuyền lớn nhất, còn hai du thuyền khác thì không có ai. Các nhân viên trên du thuyền cũng đều bận rộn làm việc, chẳng ai để ý đến cảnh bên ngoài nữa. Trịnh Hoa kéo Hứa Minh Tâm đến boong thuyền phía cuối du thuyền. Trịnh Hoa thấy Hứa Minh Tâm chưa ngất hẳn, vẫn có thể cảm nhận được máu tươi trong người mình chảy ra ngoài, cô ta cảm thấy cực kỳ thoải mái. Mấy ngày qua, Trịnh Hoa sống rất thấp thỏm, hãm hại Hứa Minh Tâm không thành, sau đó còn bị bẽ mặt trước vợ chồng Môn Dương. Ông nội cô ta cũng không bao che cho cô ta, trái lại còn trách đó là lỗi của cô ta. Cô ta không thấy mình sai gì cả, Hứa Minh Tâm không xứng với Cố Gia Huy, có lỗi lầm gì thì Hứa Minh Tâm cũng là người sai. Tự nâng giá trị bản thân lên, mơ tưởng hão huyền muốn làm chim sẻ bay lên cầy cây cao làm phượng hoàng, đúng là chuyện hoang đường. Ông nội không hiểu mình thì thôi, nào ngờ cô bốn nhà họ Cố lại còn quá đáng hơn, xông ra giúp đỡ cho Hứa Minh Tâm như một con chó điên vậy, thậm chí còn mắng chửi mình, ra tay tát mình một cái.
Cái tất đó đã khiến Trịnh Hoa phải trốn trong phòng không dám ra ngoài. Ông cụ nhà họ Trình cảm thấy Trịnh Hoa làm cả họ nhà mình mất mặt, còn định sắp xếp cano cho cô ta rời đi. Nhưng cô ta đã gào khóc ăn vạ không chịu đi, sau đó yên lặng chờ đợi mãi đến giờ, đợi cho mọi người đi tham gia tiệc cưới hết rồi mới tìm cơ hội để giết chết Hứa Minh Tâm. Chỗ này không có camera giám sát, cũng không có nhân chứng. Lần trước trời xanh trăng sáng chứng giám, nhưng bây giờ mây đen đã che khuất cả ánh trăng rồi, xem ra ông trời cũng biết là Trịnh Hoa đang định làm chuyện xấu nên mới làm vậy để giúp đỡ cô ta. Chúc Anh nghĩ, ngay cả ông trời cũng giúp mình, vậy chứng tỏ con khốn Hứa Minh Tâm này đáng chết thật rồi. Nếu đã không biết điều, nói mãi vẫn không chịu nghe thì cô ta cũng chẳng cần phải khách sáo nữa, cứ vậy mà tiễn cô lên trời mà thôi. Chúc Anh cầm một cây gậy sắt lấy từ nhà kho, trên đó còn dính lấy vệt máu đỏ thẫm. Vốn dĩ cô ta còn định đánh ngất Hứa Minh Tâm bằng một nhát gật, nhưng sợ bản thân không đủ khỏe đến vậy nên cô ta đã chuẩn bị sẵn cả thuốc mê. Quả nhiên, thuốc mê này rất hiệu quả. Vậy cũng tốt, ném cô xuống biển cho cá ăn ngay thì chẳng có gì vui cả. Loại con gái khốn nạn này nên giết từ từ thì mới thỏa được mối hận trong lòng cô ta. Đầu gậy sắt ma sát với bong thuyền, Trịnh Hoa đi đến gần, tiếng bước chân của cô ta xen lẫn với tiếng ma sát chói tai của cây gậy sắt xuống sàn nhà, nghe như tiếng gọi của địa ngục vậy. Sắc mặt Hứa Minh Tâm tái nhợt như tờ giấy trắng, trên trán còn có lớp mồ hôi mỏng. Cô cố hết sức để bò ra chỗ khác, nhưng chỉ có thể cử động được rất ít. Vệt máu dưới sàn bị kéo dài ra, nhìn rất đáng sợ. Con khốn này, mày sắp chết đến nơi rồi còn giãy giụa gì chứ? Đòi lát nữa giết mày xong tao còn phải lau máu cho mày nữa. Tôm thật đấy. Trịnh Hoa giẫm mạnh vào tay Hứa Minh Tâm, sau đó nghiêng mạnh chân xuống. Hứa Minh Tâm đau, muốn hét to lên nhưng lại không phát ra được tiếng gì cả. Người cô chẳng có chút sức lực nào, cổ họng nghẹn như bị thứ gì đó chặn lại vậy, cô chỉ có thể hít sâu một hơi. Trịnh Hoa, cô lại muốn giết tôi. Trước giờ Hứa Minh Tâm chưa bao giờ trải qua những chuyện tranh chấp kiểu này, cô chỉ biết đến mấy chiêu trả thù vặt vãnh mà thôi. Ngay cả việc tát người khác cô còn chẳng dám làm, huống chi là giết người. Không ngờ là Trịnh Hoa lại muốn giết người diệt khẩu. Hứa Minh Tâm đã đánh giá thấp sự đáng sợ của lòng người rồi. Hứa Minh Tâm đau đến mức mồ hôi toát ra như mưa, cố gắng lắm mới nói được câu kia. Trịnh Hoa nghe cô nói xong thì nhếch mép cười. Đừng trách tao ác. Chỉ trách bản thân mày đã cản đường của tao thôi. Tao đã nói chuyện nhẹ nhàng với mày rồi mà mày không chịu hiểu, vậy thì đừng trách tao độc ác. Hứa Minh Tâm, từ nhỏ đến lớn, những người dám tranh đồ của tao đều không sống yên ổn được đâu, mày cũng không ngoại lệ. Bây giờ tao tiễn mày chầu trời trước đã, sau đó tao sẽ từ từ nghĩ cách giải quyết Cố Yên sau. Con khốn đó, tao sẽ không cho nó sống yên ổn trên đời này đâu. Tất cả những người từng sỉ nhục tao đều phải chết, phải chết. Hứa Minh Tâm nghe vậy, hoảng hốt, Trịnh Hoa định trả thù cô đã đành rồi, vậy mà còn muốn trả thù cả Cổ Yên nữa. Cô biết Cổ Yên biết đánh nhau, nhưng kẻ địch trong tối, cô ấy ngoài sáng, huống chi bây giờ Trịnh Hoa đang như một con quái vật, chẳng có chút lý trí và nhân tính nào, nếu cô ta lên cơn điên rồi, không biết sẽ còn gây ra chuyện trái với luân thường đạo lý đến mức nào nữa. Cô không thể làm liên lụy đến Cố Yên được. Cố Yên bị tôi sai bảo đấy. Cô ấy vì tôi nên mới ra tay đánh cô. Cô thức gì thì cứ chốt lên người tôi đây này, đừng. Đừng có mà làm hại người vô tội. Hứa Minh Tâm vừa nói dứt câu thì Trịnh Hoa đã mất hứng quật mạnh gậy sắt vào đùi cô. Bắp chân toàn là xương, bị đánh bằng gậy sắt như vậy, cô chỉ cảm thấy đau đến mức run cả người, thậm chí còn không thể thở nổi. Cô như một con cá mắc cạn, cố gắng mở to miệng ra để thở, nhưng không khí mà cô hít vào lại như đang đốt cháy cổ họng vậy. Cô đau đến mức chảy cả nước mắt. Lúc này Hứa Minh Tâm cũng chẳng rõ mình đau ở đâu, cảm giác như cả người từ đầu đến chân chỗ nào cũng đau. Từ nhỏ đến lớn, cô chưa bao giờ bị đau đến mức này. Cô đau đến mức không thể nói ra lời, tiếng nghẹn ngào của cô cũng rất yếu ớt, tầm mắt cô mờ đi vì mồ hôi và nước mắt, cô chỉ có thể thấy mờ mờ là Trịnh Hoa đang cười. Cô nghĩ, nụ cười của Trịnh Hoa lúc này chắc là tàn nhẫn lắm. Trịnh Hoa túm lấy chân cô. Kéo về phía lan can, có vẻ như đang muốn đẩy cô xuống biển cả để cô phải chết một cách thần không biết quỷ không hay. Trịnh Hoa vừa kéo cô vừa nói, chỉ cần mày chết đi thì tao sẽ có thể lên làm mợ chủ nhà họ Cố, sẽ không còn chướng ngại vật nào cản đường tao nữa. Hứa Minh Tâm nghĩ, dù sao thì đêm nay mình cũng phải chết rồi,
trước khi chết cũng phải khiến Trịnh Hoa khó chịu một chút chứ nhỉ. Dù tôi có chết đi thì Cố Gia Huy Cung sẽ không lấy người phụ nữ độc ác như cô đâu. Cô quên chuyện đó đi thì hơn. Cô yếu ớt thều thào. Suy nghĩ của cô dần trở nên hỗn loạn, có lẽ là do cô đã bị mất máu quá nhiều rồi. Trịnh Hoa nghe nói vậy thì nổi giận, lại đánh đấm Hứa Minh Tâm thêm một trận nữa. Cô ta nhắm thẳng vào bụng Hứa Minh Tâm mà đá, mãi đến khi cô lăn vài vòng, đập mạnh vào lan can thì mới thôi. Đau. Hứa Minh Tâm cảm thấy cổ họng mình hơi ngai ngái, cô muốn mở miệng ra kêu đau, nào ngờ một ngụm máu tươi lại trào ra. Thế này, là chảy máu dạ dày à? Lúc này cô chẳng rõ nữa. Trịnh Hoa thấy cô đã lăn đến lan can rồi, chỉ cảm thấy đỡ phiền, vậy là không cần phải ra tay lần nữa rồi. Cô ta đỡ cô lên sau đó cứ thế đây cô ra ngoài. Nào ngờ, Hứa Minh Tâm lại túm được dây bảo vệ, treo lơ lửng ở phía ngoài du thuyền. Cô dẫy chết, thú vị đấy. Trịnh Hoa hứng lên, không vội vàng đẩy cô xuống ngay, bản thân cô ta cũng muốn nhìn xem Hứa Minh Tâm có thể kiên trì được đến bao giờ. Đúng lúc này, Cổ Yên tìm khắp sành lớn mà vẫn không thấy Hứa Minh Tâm đâu thì cảm thấy hơi là lạ. Cô đeo tai nghe lên, chỉ thấy bên kia có tiếng thở rất yếu ớt, khi có khi không. Vẫn đang ngủ à, Cổ Yên cảm thấy hơi ngạc nhiên, định lên lầu xem thử. Cổ Yên gõ cửa, bên trong có tiếng đáp của Cố Gia Huy, cô vội đẩy cửa đi vào. Anh, Minh Tâm đâu rồi? Cô ấy xuống ăn cơm rồi, em không gặp à? Đâu có, Minh Tâm. Chị có ở đó không? Có nghe thấy em nói chuyện không? Cô chỉnh lại tai nghe, thử gọi Hứa Minh Tâm. Hứa Minh Tâm nghe được, nhưng lại không có sức để trả lời lại. Cô sắp không chịu nổi nữa rồi, nếu trước kia biết được có ngày này thì cô đã ăn ít đi một chút cho không bị mập thế này. Sao, bản thân mình lại nặng vậy chứ? Cố Gia Huy thấy Cố Yên không liên lạc được với Hứa Minh Tâm thì nhíu mày lại, vội vàng xuống giường. Tìm đi. Vâng, đúng lúc này. Hứa Minh Tâm thả lòng một tay ra. Trịnh Hoa không nhịn được, vỗ tay, tao còn tưởng là mày sẽ sống không quá 10 giây, nào ngờ là lại chịu được lâu đến thế. Bây giờ mày chỉ còn lại một tay thôi, để tao xem mày chịu được bao lâu nữa. Anh, có tiếng của Trịnh Hoa. Không xong rồi, Minh Tâm gặp nguy hiểm. Cố Yên vội vàng nói. Hứa Minh Tâm nghe xong thì rất kích động, nhưng kích động được một giây thì cô đã ngã xuống. Cô thật sự đã cố hết sức rồi. Bây giờ mọi người mới phát hiện ra cô có vấn đề, đợi đến lúc mọi người chạy đến thì chắc cô cũng chìm xuống đáy biển mất rồi. Cô còn chưa tròn 20 tuổi, chưa cưới Cố Gia Huy. Sao, mình lại chết vậy? Trịnh Hoa thấy cô ngã xuống, đắc ý bật cười, xuống đó làm mồi cho cá đi. Mà bên này, Cố Yên cũng đã mở ra hệ thống định vị, cũng may là cô đã sửa lại chiếc tai nghe kia, cài thêm chip định vị vào đó. Anh! Ngay ở chỗ bong thuyền ở phía đuôi du thuyền, Cố Gia Huy chạy đến đó với tốc độ nhanh nhất, vừa tới nơi thì thấy Trịnh Hoa xách thùng nước, chuẩn bị lau sạch vết máu ở dưới sàn. Lúc này ánh trăng đã ló dạng, chiếu rõ máu tươi dưới đất. Vệt máu kéo dài đến tận chỗ lan can, ngay cả phần bên trên lan can cũng toàn là vết máu. Hứa Minh Tâm, tim Cố Trung Thành quặn thắt lại, cuối cùng anh không kìm chế được mà nhảy xuống biển. Anh, sau chuyện 4 năm trước. Cố Gia Huy đã bị ám ảnh với nước, vốn dĩ kỹ năng bơi của anh rất tốt, nhưng bây giờ chỉ cần nhìn thấy nước thì cả người anh sẽ cứng đờ lại. Nếu anh cứ lao xuống như vậy thì kiểu gì cũng sẽ chết mất. Cố Yên vội vàng gọi đội lặn chuyên nghiệp, bảo họ xuống biển tìm người càng nhanh càng tốt. Lúc này, Cố Gia Huy chìm dưới biển, anh sốt ruột muốn cứu người, không quan tâm đến thân thể của mình. Nhưng, bản năng của cơ thể lại mạnh hơn ý chí, cả người anh vẫn cứng đờ lại, không được. Trước khi tìm ra Hứa Minh Tâm, anh không được bỏ cuộc. Bây giờ mặt biển đang rất lặng, phần dưới biển cũng không có mạch nước ngầm. Hứa Minh Tâm bị thương, chắc chắn sẽ không thể bơi được, vậy kết quả của cô chỉ có một, đó là nhanh chóng chìm xuống đáy biển. Không biết là anh đã đến muộn bao nhiêu lâu rồi, nhưng chỉ cần anh chìm xuống nhanh hơn thì chắc chắn sẽ tìm được Hứa Minh Tâm. Anh từ bỏ việc bơi lội, cố gắng kiềm chế sự khó chịu, để yên cho mình chìm xuống. Cuối cùng thì anh cũng thấy được bóng người trong biển. Hứa Minh Tâm không nhúc nhích gì cả, giống như đã ngủ thiếp rồi vậy. Anh cũng mong là cô chỉ ngủ thiếp đi thôi. Cuối cùng thì anh cũng đến gần được Hứa Minh Tâm, ôm chầm cô vào lòng. Anh chưa thể chết được, nhất định phải cứu được cô đã. Nhưng mà,
Hình ảnh 4 năm trước lại tái hiện lại trong đầu anh đau như sắp nứt ra vậy. Anh dùng một tay ôm chặt Hứa Minh Tâm, tay còn lại đè mạnh lên đầu. Anh hai, nếu trong biển thật sự có vong linh của anh, năm đó anh không cho em chết ở biển, vậy thì bây giờ anh cũng cứu em, không để em chết ở biển đi mà. Mình không được chết, không thể để chuyện bất trắc gì xảy ra với Hứa Minh Tâm được. Có vẻ như lòng quyết tâm cứu người của anh quả kiên định nên dần dần cơ thể của anh đã có thể hoạt động trở lại. Anh vội vàng tăng tốc độ trồi lên mặt nước. Đội cứu viện cũng đã xuống nước rất kịp thời, vớt được hai người lên. Lúc này, ở boong tàu có rất nhiều người. Bác sĩ đến kiểm tra vết thương trên người cô, sau đó vẻ mặt trở nên rất nghiêm trọng. Bệnh nhân bị mất quá nhiều máu, trên du thuyền không đủ thiết bị chuyên dụng, phải lên bờ ngay. Anh, em đã chuẩn bị xong cano rồi, anh mau đưa Minh Tâm đi đi. Cô Yên đã lường trước tất cả các tình huống, chuẩn bị kỹ tất cả mọi biện pháp để ứng phó. Cố Gia Huy cẩn thận bế Hứa Minh Tâm lên, nhanh chóng rời đi. Rồi đột nhiên anh nhớ ra việc gì đó, quay sang, lạnh lùng nhìn Trịnh Hoa đang đứng ngây ra như phỗng, lạnh giọng nói ra tám từ. Nhà họ Trình, nợ máu phải trả máu. Sau đó anh đưa Hứa Minh Tâm rời đi, chẳng mấy chốc đã biến mất khỏi tầm mắt mọi người. Trịnh Hoa nghe nói vậy, ngồi bệt xuống đất, mãi không thể đứng dậy nổi. Vẻ mặt cô ta tái mét lại, không còn chút máu nào, cảm giác như máu cả người cô ta đã bị rút sạch ra rồi vậy. Trịnh Hoa ngơ ngác nhìn ông nội đang đứng trong đám người. Ông nội Trình cũng rất đau lòng, nhưng rồi, ông cụ lại tránh ánh mắt của cô ta. Dù ông ta có muốn cứu thì cũng rất bất lực, hôm nay có nhiều người chứng kiến như vậy, nhân chứng vật chứng có đủ, đây chắc chắn là tội giết người rồi. Thấy ông nội không chịu nhìn vào mình, Trịnh Hoa chỉ thấy tim mình như chết lặng. Nhìn bốn xung quanh, cô ta thấy tất cả mọi người đều đang chỉ trỏ mình. Cố ý giết người không thành thì sẽ thế nào? Sẽ phải đi tù có thời hạn hay là tù chung thân? Chắc chắn là cô ta sẽ phải ngồi tù rồi. Đường đường là cô Chiêu nhà họ Trình mà lại phải ngồi tù à? Đúng là nực cười. Dù có chết thì cô ta cũng sẽ không ngồi tù. Trịnh Hoa bất ngờ bò dậy, định nhảy xuống biển. Nhưng Cố Yên lại nghĩ đến chuyện này trước, lập tức ra tay. Cô túm vai Trịnh Hoa lại, kéo ngược cô ta lại về phía sau. Lúc Trịnh Hoa ngã xuống boong thuyền, chẳng ai thấy đồng cảm với cô ta cả. Mà trái lại, mọi người còn đồng loạt vỗ tay ủng hộ cách xử lý của Cố Yên. Không thể để yên cho tội phạm giết lộng hành như vậy được, giải quyết như vậy là quá nhẹ. Còn trẻ mà lại độc ác như vậy, đúng là đáng sợ. Loại người này có ngồi tù thì cũng chẳng đủ để trả giá cho những việc cô ta đã làm. Nhà họ Trình dạy dỗ thế nào mà lại ra đứa con gái như vậy nhỉ? Cuối cùng thì Trịnh Hoa chỉ thấy tầm mắt tối sầm lại, ngất lịm đi. Ông cụ Trình định lên xem thì lại bị Cố Gia Bảo chặn lại. Thằng ba nói rồi, nợ máu trả bằng máu, việc này cứ giao cho cảnh sát giải quyết, ông đừng có nhúng tay vào. Cố Gia Bảo, chúng ta làm bạn với nhau bao năm như vậy, chẳng lẽ ông định trơ mắt? Vậy ông định trơ mắt dung túng cháu gái mình làm hại con dâu tôi à? Cố Gia Bảo lạnh lùng cắt ngang lời ông ta, giọng nói âm trầm lộ rõ về lạnh lùng, ngoan độc. Đừng nói là Cố Gia Huy. Ngay cả ông ấy cũng không nuốt trôi nổi cơn tức này. Tình cảm bao năm qua với nhà họ Trình sao có thể so sánh được với mạng sống của con lâu mình chứ? Mạng sống của cháu gái ông ta là mạng người, vậy con dâu của ông thì không phải à? Cố Gia Huy ngồi trên cano, ôm chặt lấy Hứa Minh Tâm. Mặc dù trên người cô đã được khoác một chiếc áo choàng rất dày, nhưng cả người cô vẫn lạnh ngắt. Máu tươi chảy ròng ròng khỏi mũi, phần gáy cô cũng không ngừng chảy máu. Vẻ mặt cô tái nhợt đến mức đáng sợ, không hề có chút sức sống nào, cả người nhẹ bẫng, nhẹ như lông hồng vậy. Cô vẫn nằm yên trong lòng anh, hơi thở mỗi lúc một yếu. Tim Cố Gia Huy như bị điều khiển bởi nhịp thở của anh, nếu thấy cô mãi không chịu thở thì anh cũng không dám thở theo cô. Anh chỉ mong cho chiếc cano này đi càng nhanh càng tốt. Hứa Minh Tâm sắp không cố nổi nữa rồi. Lúc Cố Gia Huy lên bờ, xe cứu thương được gọi điện từ nay đã cho sẵn. Vội vàng đưa người đến bệnh viện, Hứa Minh Tâm được đeo mặt nạ thở oxy lên, sau đó được đẩy ngay vào phòng cấp cứu. Cửa phòng phẫu thuật bị đóng rầm lại, đèn báo hiệu ngoài cửa sáng lên. Cố Gia Huy đứng thẳng ngoài cửa, không chịu nhúc nhích, nước trên người anh vẫn còn nhỏ giọt xuống sàn nhà. Cố Yên và Lệ Nghiêm cũng chạy đến. Cố Yên thấy Cố Gia Huy thế này thì cũng xót xa. Anh, em xin lỗi,
đây là lỗi của em tại em tháo tai nghe ra. Nếu khi đó em không tháo nó ra thì những chuyện này cũng sẽ không xảy ra, anh. Anh, Cố Yên sốt ruột, nói năng lộn xộn. Nhưng Lệ Nghiêm thì vẫn còn khá tỉnh táo, khẽ choàng lấy vai cô, đẩy cô ra phía sau lưng mình. Chuyện này không trách em được, ai cũng có lúc sơ suất, bây giờ phải đợi kết quả thôi. Lệ Nghiêm tiến lên, vỗ vai Cố Gia Huy, nhìn anh một lúc lâu, không nói thêm gì nữa. Lúc này, chẳng có câu từ nào giải quyết được vấn đề cả. Cố Gia Huy nhìn chằm chằm vào cửa phòng phẫu thuật, cảm thấy tim mình như đang bị một bàn tay vô hình nắm chặt lại vậy. Biển. Lại thêm một chuyện xảy ra trên biển. Trên đời này, anh không bao giờ tin vào thần Phật, nhưng lúc này, anh sẵn lòng tin vào tất cả các loại tín ngưỡng trên đời này. Chỉ cầu cho Hứa Minh Tâm có thể bình an sống sót, dù có phải trả giá bằng tính mạng của mình thì anh cũng cam tâm tình nguyện. Từng giây từng phút trôi qua, chẳng mấy chốc mà đã là rạng sáng rồi. Lệ Nghiêm rất tỉnh táo phong tỏa tin tức, không để quá nhiều người đến thăm bệnh. Có nhiều người hơn thì cũng không làm được chuyện gì, huống chi bệnh viện cũng cần yên tĩnh. Cuối cùng, anh ta bảo Cố Yên về nhà. Nhưng mà, em muốn ở lại đây với anh ba. Em ở lại cũng không có tác dụng gì, yên tâm đi, có anh ở đây rồi, anh sẽ không để anh ấy gặp vấn đề gì đâu. Lệ Nghiêm, lúc anh trai ra đi, em không về kịp để ở cạnh anh ba, em đã rất hối hận rồi. Em biết là anh ba rất kiên cường, chắc chắn sẽ có thể chịu đựng được chuyện này. Nhưng mà, em vẫn rất muốn ở lại đây, dù chỉ là nhìn anh ấy thôi cũng được. Anh ấy rất đau lòng, nhưng lại không nói câu nào, em có thể cảm nhận được điều đó, em không muốn đi. Vậy được rồi, thế em đi soạn ít quần áo sạch đi, anh ấy mặc bộ đồ ướt sũng như vậy đứng đây mãi cũng không ổn. Lệ Nghiêm biết là mình không thể khuyên nổi Cổ Yên, đành phải nhờ cô đi làm việc khác để cô bớt tự trách bản thân đi. Những tai nạn bất ngờ lúc nào cũng có thể xảy ra, cũng chẳng ai muốn những chuyện đó rơi vào nhà mình. Chẳng bao lâu sau, quần áo đã được mang đến, Lệ Nghiêm thản nhiên hỏi, Cố Gia Huy, bây giờ anh muốn tôi tiêm cho anh một mũi gây mê rồi thay quần áo hộ, hay là anh tự đi thay? Cố Gia Huy vẫn đứng yên tại chỗ như chưa hề nghe thấy gì. Nếu như Hứa Minh Tâm bình yên vô sự, anh định chăm sóc cô ấy với bộ dạng này à? Nghe xong câu đó, Cố Gia Huy cũng đã phản ứng lại, cầm quần áo đi thẳng đến phòng bệnh không có người để thay đồ rồi lại ra đứng trước của phòng phẫu thuật. Anh nghĩ thầm, bình yên đợi em quay lại. Sáng sớm, mặt trời đã ló dạng, cuối cùng thì đèn ở phòng phẫu thuật cũng đã tắt. Bác sĩ mồ hôi đầm đìa đi ra, Cố Gia Huy lập tức tiến lên, nắm chặt lấy tay người đó, ăn dồn sức, giống như sắp bẻ gãy tay của bác sĩ ra rồi. Cô ấy sao rồi? Bây giờ tình hình của bệnh nhân không ổn lắm, đã được chuyển sang phòng ICU để quan sát 24 tiếng đồng hồ rồi. Nếu trong vòng 24 giờ tới vẫn không có tiến triển thì thật sự rất nguy hiểm. Bác sĩ đã cố gắng nói rất uyển chuyển, cũng không dám nói thẳng là nếu sau 24 tiếng mà vẫn chưa có phản ứng gì thì gia đình nên chuẩn bị hậu sự luôn là vừa. Nhưng nghĩ đến người trước mặt mình là cậu ba nhà họ Cố đang đằng đằng sát khí thì anh ta lập tức sửa lại lời nói của mình. Tôi không thích nghe những lời này, tôi cần một câu trả lời khẳng định. Cố Gia Huy đã dồn nén cảm xúc cả đêm, cuối cùng thì cũng bộc phát hết mọi thứ ra ngoài, giống như một con sư tử mất trí vậy. Đôi mắt phượng của anh đã đỏ bừng lên, tràn đầy vẻ khát máu. Quanh người anh toàn là cảm giác nguy hiểm khiến người ta cảm thấy sợ hãi, giống như sử giả địa ngục vậy. Lệ Nghiêm tiến lên, giữ chặt lấy tay anh. Cố Gia Huy, đây là quy định của bệnh viện rồi, không ai có thể cam đoan chắc chắn rằng mình sẽ cứu được người nào đó. Dù người sắp chết là anh thì tôi cũng không thể chắc chắn rằng sẽ cứu được anh mà chỉ có thể cố gắng hết sức thôi. Tôi hiểu tâm trạng của anh, nhưng, anh tỉnh táo lại một chút đi. Hứa Minh Tâm cần anh, bây giờ cô ấy đang đợi anh trong phòng ICU, mọi chuyện vẫn chưa đến mức xấu nhất, bây giờ anh phải tỉnh táo lại đã. Hứa Minh Tâm cần anh. Năm chữ này văng vẳng trong đầu anh giống như tiếng niệm chủ vậy. Tất nhiên là anh biết rằng Hứa Minh Tâm cần mình. Ngay từ lúc cô gặp chuyện là cô đã cần anh rồi. Nhưng mà, lúc đó anh đã ở đâu chứ? Nếu khi đó anh đi xuống dưới với cô thì Trịnh Hoa đã không có cơ hội. Đây là lỗi của anh, trách người ngoài thì được gì chứ? Nếu như Hứa Minh Tâm có chuyện gì bất trắc thì tôi sẽ chôn cả nhà họ Trịnh xuống cùng cô ấy. Anh điên rồi. Anh làm ra chuyện lớn như vậy, dùng mọi cách để kéo sập nhà họ Trình thì sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến tập đoàn JNC.
Anh mất lý trí như vậy từ bao giờ thế? Anh đã quên là bao năm qua anh đã trả giá vì điều gì à? Bây giờ thắng lợi ngay trước mắt rồi mà anh vẫn còn muốn đạp đổ hết mọi công sức à? Lệ Nghiêm nhíu chặt mày lại, anh ta biết là Cố Gia Huy nhẫn nhịn suốt 4 năm trời, rồi phải trả cái giá đắt như thế nào. Mãi đến bây giờ, công thành danh toại, có đủ vốn liếng để trả thù rồi. Nhưng bây giờ anh lại muốn nhà họ Trình phải trả giá. Thế lực của nhà họ Trình cũng không tầm thường chút nào, nếu muốn nhổ cỏ tận gốc thì chắc chắn tập đoàn JNC cũng sẽ bị tổn thất rất nhiều. Như vậy sẽ tạo cơ hội cho Cổ Triệt thừa nước đục thả câu, với tính cách của Cố Triệt, chắc chắn anh ta sẽ ngồi yên chờ thời, ngư ông đắc lợi. Tôi nói rồi, tôi đã không phải là Cố Gia Huy trước nữa rồi. Tôi không chỉ sống để báo thù, bây giờ tôi muốn sống cho cả bản thân mình nữa. Đây là việc mà tôi muốn làm khi còn sống, ai dám làm cô ấy bị thương thì cũng có nghĩa là muốn giết tôi, mà những người muốn giết tôi thì đều đáng chết. Cố Gia Huy lạnh lùng nói ra câu nói sau cùng, giọng điệu của anh không hề có chút tình người nào. Anh lạnh lùng quay người đi nhanh về phía phòng ICU, không quay đầu lại. Cố Yên nắm chặt lấy tay Lệ Nghiêm, nói, Lệ Nghiêm, anh phải khuyên anh ba đây, bây giờ chắc anh ấy điên rồi. Anh không khuyên nổi, em cũng thấy đấy. Nếu Hứa Minh Tâm mà có chuyện không hay xảy ra, thì anh chỉ sợ là anh ấy không chỉ điên lên thôi đâu. Lệ Nghiêm nhìn theo bóng lưng của Cố Gia Huy, nói với vẻ sâu xa. Anh ta chưa từng thấy Cố Gia Huy thế này bao giờ. Ngày xưa Cố Trường Quân qua đời, anh vẫn còn cố giữ tỉnh táo để nghĩ cách giải quyết, nhưng bây giờ. Anh điên thật rồi. Cố Gia Huy thay đồ vô rồi đi vào phòng ICU. Hứa Minh Tâm đã được thay đồng phục xanh trắng của bệnh viện. Trên mặt còn có mặt nạ oxy. Bên cạnh là máy theo dõi sự sống đang kêu tích tích, trên màn hình là các vạch dò đang dao động nhịp nhàng. Cố Gia Huy ngồi cạnh giường, cẩn thận nắm lấy tay cô, bây giờ tay cô vẫn rất lạnh. Hứa Minh Tâm là người sợ lạnh, buổi tối ngủ chung với anh, lúc nào cô cũng chủ động rúc vào người anh để sưởi ấm. Nhưng bây giờ Hứa Minh Tâm lại nằm yên trên giường, không động đậy, không rúc vào người anh như một chú mèo con đang làm nũng nữa. Một tiếng trước cô ấy vẫn còn cười với mình, rồi còn kêu gào làm nũng với anh, nhưng chỉ một lúc so thôi mà cô lại không cười đùa nữa. Anh nhẹ nhàng gạt phần tóc mái của cô sang một bên, để lộ phần trán của cô ra. Khuôn mặt cô rất nhỏ, chỉ bằng khoảng lòng bàn tay của anh thôi, còn có vẻ mũm mĩm như trẻ con nhìn rất đáng yêu. Cô chưa bao giờ ngoan ngoãn thế này. Trước kia dù có bị ốm thì cô cũng sẽ mơ màng lầm bầm, ồn ào kêu đau các kiểu. Nhưng bây giờ anh biết chắc là cô cũng đang rất đau. Cô là người rất sợ đau, vậy mà bây giờ gáy cô bị thương nặng, trên người có nhiều chỗ bầm tím do tụ máu, sao lại không đau được chứ? Anh cũng đau lòng muốn chết. Xin lỗi, tất cả là do anh không bảo vệ em cho tốt, đáng ra em phải đi cùng anh, sao anh lại để em đi xuống dưới đó một mình chứ? Em đang trách anh đã đến chậm đúng không? Vậy em tỉnh dậy đánh anh một cái nhé. Em sợ lạnh cơ mà. Sao bây giờ em không rúc vào lòng anh nữa? Em đau lắm đúng không? Em đừng chịu đựng một mình nữa đi mà. Cố Gia Huy đã nói rất nhiều, chỉ mong cô có thể đáp lại. Nhưng không. Lúc này nhìn cô như một con búp bê bằng sứ, rất yếu ớt, giống như chỉ vài giây sau thôi là cô sẽ vỡ vụn ra rồi biến mất vậy. Cố Gia Huy hôn lên bàn tay nhỏ bé của cô, hốc mắt đỏ lên. Lúc này anh chưa thể ngã xuống được. Anh không tin là Hứa Minh Tâm sẽ rời khỏi mình như vậy. Đúng lúc này, đột nhiên máy theo dõi sự sống lại phát ra tiếng kêu chói tai. Nguy hiểm! Cố Gia Huy vội vàng gọi người vào. Bác sĩ nhanh chóng đi vào, lúc này Lệ Nghiêm cũng thay áo blau trắng để tham gia vào đội cấp cứu. Có anh ta ở đây, Cố Gia Huy cũng yên tâm hơn một chút. Bệnh nhân bị nhiễm trùng sau ca mổ, bị sốt cao, ý chí sống đang rất yếu, bây giờ đang bị sốc. Chuẩn bị kích giật bằng điện, Lệ Nghiêm tỉnh táo nói. Sau đó tất cả các nhân viên trong bệnh viện đều bắt tay vào chuẩn bị, Cố Gia Huy không được vào đó, chỉ có thể đứng ngoài nhìn mọi thứ. Lệ Nghiêm tỉnh táo hơn mọi người rất nhiều, suốt quá trình này đều do anh ta điều khiển. Anh ta theo dõi các chỉ số sức khỏe trên máy, cố gắng hết sức để cứu cô. Cơ thể mỏng manh của Hứa Minh Tâm bị nhấc lên, hạ xuống, sau đó lại bật lên rồi hạ xuống, cứ vậy lặp đi lặp lại. Cơ thể của cô giống như một con thuyền lênh đênh trên biển rộng, không thể tìm nổi đường về nhà. Trên trán Lệ Nghiêm đã có một tầng mồ hôi dày đặc,
anh ta vừa làm vừa âm thầm cầu nguyện cho Hứa Minh Tâm bình yên vô sự, nếu không thì Cố Gia Huy sẽ mất hết lý trí, chuyện gì cũng có thể làm ra được. Bây giờ chỉ có thể nhìn vào Hứa Minh Tâm để xem có thể cứu nổi Cố Gia Huy được không. Có lẽ là Hứa Minh Tâm đã nghe được lời cầu nguyện của anh ta, các chỉ số sức khỏe trên máy cũng dần ổn định lại, mặc dù vẫn chưa ra khỏi vùng nguy hiểm, nhưng đây là lần cấp cứu cuối cùng rồi. Giờ mọi người còn phải đợi thêm 24 tiếng đồng hồ nữa. Sau khi ra ngoài, Lệ Nghiêm nói, có chuyện gì thì cứ gọi tôi. Cảm ơn. Cố Gia Huy vội vàng nói một câu, vội vàng đi vào. Hứa Minh Tâm bị biến chứng do cú đánh vào đầu, bắt đầu sốt cao, khuôn mặt nhỏ nhắn của cô đỏ bừng lên, cả người liên tục toát mồ hôi. Cô cảm thấy mình bị sốt đến mức mụ cả đầu rồi. Cả người cô như bị rơi xuống một cái động không đấy, không nhìn thấy mặt trời đâu. Cô cầu cứu rồi nhưng vẫn chẳng có tác dụng gì cả, thậm chí còn thấy cả đám đầu trâu mặt ngựa gác cổng địa ngục. Vậy là cô đã chết rồi à? Thế nên mới phải xuống âm tào địa phủ đúng không? Một gã đầu trâu mặt ngựa đến trước mặt cô, nói, Hứa Minh Tâm, dương thỏ của cô đã hết, đi theo chúng tôi nào. Đợi chút, tôi là người tốt cơ mà, tôi chưa bao giờ làm chuyện xấu gì cả, thậm chí còn làm rất nhiều chuyện tốt nữa, chẳng hạn như đỡ bà cố nội qua đường chẳng hạn. Bà cố nội mà cô cũng dám đỡ à? Đây không phải là vấn đề chính, đáng ra tôi phải được lên thiên đường chứ. Sao lại phải xuống địa ngục? Chuyện cô nói không nằm trong phạm vi công việc của chúng tôi. Thiên đường là định nghĩa của phương Tây, hiểu chưa? Đầu trâu mặt ngựa khinh bi nói. Kể cũng đúng. Cô còn tâm nguyện gì chưa hoàn thành không? Có thể nói ra, dù sao thì cũng vô dụng thôi. Tâm nguyện. Cô còn có tâm nguyện gì nhỉ? Điều duy nhất cô không nỡ để lại chỉ có mỗi Cố Gia Huy thôi. Nếu cô chết rồi thì anh sẽ phải làm sao đây? Hứa Minh Tâm còn tưởng là nếu mình gặp phải mấy tên đầu trâu mặt ngựa thì sẽ sợ đến mức nhũn cả chân ra rồi sẽ khóc òa lên. Nhưng không ngờ là cô sẽ tỉnh táo như thế này. Nếu là người thì có thể sẽ nhớ lại cuộc đời mình. Nhưng cô nghĩ lại, hình như 18 năm cuộc đời cô cũng chẳng có chuyện gì quá đặc biệt. Chuyện hạnh phúc nhất cuộc đời cô đó là gặp được cô bạn thân Bạch Thư Hân, còn gặp được người đàn ông tốt nhất trần đời tên Cố Gia Huy nữa. Nếu như cô đi rồi, chắc Cố Gia Huy sẽ tìm được một người thật tốt để bầu bạn cả đời nhỉ. Cô to gan cầu xin cho mình xem hình ảnh sau này của Cố Gia Huy, xem sau này anh sẽ bầu bạn với ai cả đời. Nào ngờ đầu trâu mặt ngựa, Cố Gia Huy là người có mệnh thiên sát cô tinh, phải sống một mình suốt quãng đời còn lại. Hàn Minh Tâm sốt ruột, anh ấy là người xuất chúng như vậy, sao lại phải sống cô độc suốt quãng đời còn lại chứ? Chắc chắn là do mấy người tính sai rồi. Sao chúng tôi tính sai được chứ? Cô là mối tình cuối cùng của anh ta rồi, đi nhanh lên. Đầu trâu mặt ngược rục rã. Đi đi cái đầu ông, tôi đi thì anh ba Cố sẽ không có vợ. Tôi không thể đi được, Hứa Minh Tâm dãy giụa. Cô vừa nghĩ thông rồi cơ mà. Chuyện độc thân là chuyện của anh ta, có liên quan gì đến cô đâu. Ông nói không liên quan thì nó không liên quan à. Đấy là người đàn ông của tôi, hiểu chưa? Không đi nữa, tôi muốn về. Hứa Minh Tâm cũng không biết mình lấy đâu ra dũng khí và sức mạnh để lao thẳng đến trước mặt mấy người đó rồi đấm mỗi người một nhát. Mấy người kia không chịu nổi cú đấm đó, ngã vật xuống đất rồi lăn qua lăn lại. Hứa Minh Tâm tranh thủ thời gian này để bỏ trốn. Cô phải đi về. Cô không thể để yên cho Cố Gia Huy sống một mình suốt quãng đời còn lại được. Nếu sống cô đơn từng ấy năm tháng dài đằng đẵng như vậy thì sẽ rất tịch mịch. Nếu như anh tìm người khác tốt hơn thì chắc chắn cô sẽ rất cam tâm tình nguyện rời đi. Anh phải sống thật tốt thì cô mới yên tâm được. Cô cắm đầu cắm cổ chạy, nhưng lại đâm vào một vòng tuần hoàn chết chóc. Không chạy ra nổi, cô rất sợ hãi, nhưng cũng rất bất lực. Đột nhiên cô không muốn chết nữa, cô muốn sống tiếp với Cố Gia Huy cơ. Thời gian từ từ trôi đi, sau khi xảy ra chuyện đến giờ, Cố Gia Huy vẫn trông chừng ở bệnh viện, không chịu ăn uống gì. Người khác khuyên bảo gì thì cũng vô dụng, anh vẫn kiên trì đợi Hứa Minh Tâm tỉnh lại. Cột mốc 24 tiếng đồng hồ dần đến gần, nhưng Hứa Minh Tâm vẫn không có dấu hiệu tỉnh lại. Chẳng lẽ ông trời lại tàn nhẫn đến nhường này ư, ông muốn đưa hết những người anh yêu thương đi ư? Anh hai đi rồi, chẳng lẽ Hứa Minh Tâm cũng sẽ đi à? Vậy tại sao anh vẫn còn sống chứ? Em sẽ rời bỏ anh thật ư? Cố Gia Huy nỉ non bằng giọng nói rất bi thương. Phòng bệnh tràn ngập hơi thở của sự tuyệt vọng. Cố Gia Huy nhìn chằm chằm vào người trên giường,
không dám rời mắt đi dù chỉ một giây. Dù có ngắm bao nhiêu thì anh vẫn thấy mình chưa ngắm khuôn mặt này đủ lâu, dù cô đã khắc sâu vào trong tim anh, không thể rời khỏi đó nữa rồi. Hứa Minh Tâm, đời này Cố Gia Huy anh chỉ có một người vợ, nếu không phải là em thì anh sẽ không cưới ai khác đâu. Anh nói từng câu từng chữ một cách rất rõ ràng và mạch lạc. Em sợ tối lắm cơ mà, nếu đi trên đường ấy một mình thì chắc sẽ bị dọa đến mức bị giày vò. Nếu như em sợ thì em chờ anh nhé, dù anh có phải hủy đi cả JNC, à không, em sẽ dốc hết sức mình để khiến những người đó phải trả giá thật nhiều. Anh chỉ cần báo được thù cho anh hai thôi, sau đó anh sẽ xuống gặp em. Em đi chậm thôi, đừng đi nhanh quá, anh sợ sẽ không bắt kịp được em. Nếu kiếp sau em vẫn là nữ, thì cứ tiếp tục làm một cô gái ngốc nghếch thế này đi. Anh sẽ tìm ra em, nhưng anh cam đoan, khi đó anh sẽ không khiến em bị liên lụy vào hoàn cảnh phức tạp như vậy nữa. Em muốn một cuộc sống bình dị thì anh sẽ cho em một cuộc sống bình yên. Xin lỗi, tất cả đều là lỗi của anh. Kiếp sau, anh sẽ đền bù lại cho em. Cuối cùng, 24 tiếng đã kết thúc. Cố Gia Huy nhìn đồng hồ trên tường, đồng tử anh co lại. Anh kiên trì mãi đến bây giờ, cuối cùng cũng không thể chịu đựng nổi nữa, cả người đổ đất gục xuống. Lễ Nghiêm và Cổ Yên vội vàng tiến đến đỡ anh dậy. Không cần. Anh đưa tay ra cản họ lại, tự mình đứng dậy từ dưới đất lên. Anh nhìn Hứa Minh Tâm một lúc rất lâu, mãi một lúc sau anh mới lưu luyến rời đi ánh mắt. Lễ Nghiêm, cậu cũng biết bảo quản thi thể thế nào đúng không, đừng để cô ấy rời đi trong thời gian sắp tới. Đợi khi nào tôi xử lý xong mọi chuyện đã. Anh định làm gì? Lễ Nghiêm giữ vai anh lại, lo lắng nói. Tôi nói rồi, nợ máu phải trả bằng máu. Hứa Minh Tâm chết rồi thì mấy người kia phải chôn cùng với cô ấy, đừng ai hòng trốn thoát. Anh định ra tay thế nào? Dù gì thì cũng phải sắp xếp một vụ tai nạn bất ngờ nào đó chứ. Anh định đường đường chính chính ra tay à? Đi đường chính đi, giới quý tộc ở Đà Nẵng vẫn biết do Cố Gia Huy tôi làm rồi mà. Che giấu làm gì nữa. Anh đừng xúc động, dù có giết được nhà họ Trình thì vẫn sẽ bị Cố Triệt bắt thóp, chuyện này phải bàn kỹ đi đã. Anh chán sống rồi à? Ừ. Lễ Nghiêm còn chưa nói hết câu thì Cố Gia Huy đã lạnh lùng nhà ra một chữ. Anh không sống cho riêng mình, sau khi bước ra khỏi cái bóng của 4 năm trước thì anh đã quyết định sống thật tốt, nhưng ông trời không muốn cho anh sống yên ổn. Yên tâm. Dù tôi có chết thì tôi cũng sẽ khiến những người đó phải trả cái giá đắt, phải đi cùng tôi. Cách làm của anh quá. Lễ Nghiêm đang định khuyên can, nhưng chẳng có tác dụng gì cả, Cố Gia Huy đang quyết tâm lắm rồi. Cố Gia Huy thoát khỏi cánh tay của Lễ Nghiêm, đi nhanh ra ngoài, Lễ Nghiêm vội vàng đuổi theo. Đúng lúc này, sau lưng vang lên tiếng hô của Cố Yên, anh, tay của Hứa Minh Tâm động đậy kìa. Lại định lừa anh à? Không, em nói thật. Anh quay lại mà xem này. Yên vội vàng nói. Lúc nãy Gia Huy mới nửa tin nửa ngờ tầm mắt, dù sao thì còn tia hy vọng nào cũng tốt hơn là tuyệt vọng mà. Nhưng vừa quay người lại thì Lễ Nghiêm đã đánh mạnh tay vào cổ anh. Anh ba. Cổ Yên vội vàng tiến đến, đỡ Gia Huy đang ngất xỉu dậy, tức giận hỏi, anh làm gì thế? Đây không phải là kế hoãn binh của em à? Em nói thật, tay Hứa Minh Tâm động đậy thật mà. Yên tức muốn chết, chỉ vào giường bệnh. Trên giường bệnh, Hứa Minh Tâm đau đớn em một tiếng, tiếng ấy rất nhỏ, nhưng phòng bệnh quá yên tĩnh, ai cũng nghe được tiếng động đó. Lúc này máy theo dõi các chỉ số cơ thể cũng đang chạy rất bình thường, nhịp đập của tim cô cũng trở nên vững vàng hơn, nhịp độ đập cũng trở nên mạnh. Hơn rất nhiều rồi. Lễ Nghiêm nhanh chóng tiến hành các thao tác cấp cứu cho cô, cuối cùng thì Hứa Minh Tâm cũng thoát khỏi nguy hiểm, mạng của cô đã quay lại. Mới đầu anh ta còn tưởng là Hứa Minh Tâm sẽ tỉnh lại sớm hơn Cố Gia Huy, nhưng anh ta đã đánh giá thấp nghị lực của Cố Gia Huy. Anh rất mạnh mẽ, chưa đầy nửa tiếng sau anh đã tỉnh dậy, vừa thấy Lễ Nghiêm, anh đã lao đến. Nếu như cậu còn coi tôi là anh em thì đừng có cản tôi lại. Vậy anh đi đi, để tôi chăm sóc Hứa Minh Tâm cho, được chưa? Nói vậy là sao? Bây giờ cô ấy không sao rồi, cơn sốt cũng đã hạ, tình hình đang từ từ khá lên rồi. Nhưng chắc mấy ngày nữa thì cô ấy mới tỉnh lại, Cố Yên đây cửa đi đến. Cố Gia Huy nghe nói vậy, không kịp đi giày mà vội vã đi vào trong phòng ICU. Hứa Minh Tâm vẫn còn đang cần theo dõi nên vẫn chưa được chuyển sang phòng bệnh thường. Cô an toàn rồi, vậy là yên tâm.
Tình trạng của Hứa Minh Tâm đã khá hơn lúc nãy rất nhiều, mặt cô cũng không còn đỏ bừng lên vì sốt nữa, nhìn có vẻ bình thường hơn rất nhiều rồi. Môi cô vẫn tái nhợt, nhưng không còn quá thiếu sức sống như lúc nãy nữa. Cánh mũi cô hơi phập phồng, cố gắng tự hít thở. Cố Gia Huy thấy cảnh này thì cực kỳ vui vẻ, tranh thủ chạy đến cạnh giường. Anh ăn một chút gì đó đi, nếu cứ như vậy thì anh sẽ ngất trước khi Hứa Minh Tâm tỉnh dậy đầy. Lần này thì Cố Gia Huy ngoan ngoãn hơn rất nhiều, anh còn phải chăm sóc cho Hứa Minh Tâm nữa, không thể ngã xuống được. Anh vội vàng ăn cho xong, hỏi dò, nhà họ Trình sao rồi? Trịnh Hoa đã bị bắt lại, hôm nay đầu óc cô ta có vẻ không bình thường lắm, nhà họ Trình định lấy cớ là cô ta bị điện để thoát tội, nhưng họ đã quên là em và Lệ Nghiêm đều là người học y, sao có thể để yên cho họ đạt được mục đích chứ? Khương Tuấn đã liên hệ với luật sư khởi tố rồi, đồng thời cũng thông báo cho mọi người là Trịnh Hoa phải chịu tội, dù không ở tù chung thân thì cũng phải vào tù 10 năm, chuyện khởi tố làm càng lớn thì càng tốt, để nhà họ Trình vĩnh viễn không bao giờ vực dậy lại được ấy. Chết là quá nhẹ nhàng cho họ, Trình An Hạng dung túng cho cháu gái mình rồi còn khiêu khích nhiều lần. Tôi sẽ để ông ta phải trơ mắt nhìn tôi đánh nát nhà họ Trình, khiến họ phải phá sản. Lợi dụng dư luận để tạo khí thế, sau đó âm thầm thu mua cổ phần của công ty họ. Đề phòng Cố Triệt, một khi nhà họ Trình rớt đài thì kiểu gì cổ phần của ông ta cũng sẽ trở thành một khối bánh ngọt, càng ít người ăn thì lợi nhuận thu được sẽ càng lớn. À, đồng thời hãy trợ giúp cho nhà họ Ngôn đi lên. Giúp nhà họ Ngôn, Cố Yên nhíu mày, mới đầu cô không hiểu sao anh lại làm vậy, nhưng nghĩ lại thì cô cũng nhận ra, đây là lời cảm ơn của anh. Sau này danh tiếng của Hứa Minh Tâm còn cần nhờ nhà họ Ngôn nâng lên nữa, có điều, món quà cảm con này hơi dày. Món quà này có vẻ hơi nặng rồi đấy. Ngôn Dương cũng là một thiên tài kinh doanh, nếu chút lợi nhuận của nhà họ Trình bị nhà họ Ngôn độc chiếm thì nhà họ sẽ phát triển rất nhanh, chẳng bao lâu sau họ sẽ chống lại JNC mất. Cố Yên nói ra nỗi băn khoăn của mình, đầu óc của Môn Dương đúng là khiến người ta phải khâm phục. Anh cũng phục, nhưng có Thẩm Thanh ở đó thì nhà họ Môn sẽ không làm ra sóng gió gì đâu. Anh cũng sẽ khống chế mọi chuyện, không để xảy ra sai lầm gì đâu. Nhà họ Môn đi lên, kết thân với nhà JNC rồi cộng thêm Hứa Minh Tâm là con gái nuôi của nhà họ Môn đứng ra làm cầu nối thì cô Triệt cũng sẽ đề phòng thôi. Em cứ bảo Khương Tuấn xử lý mọi chuyện trước đi. Dù tốn bao nhiêu tiền thì cũng phải làm xong thật sớm. Những gì anh không có thì Cố Triệt cũng đừng hòng chiếm được. Cố Gia Huy tỉnh táo lại, bình tĩnh ra lệnh. Cố Yên thấy Cố Gia Huy tỉnh táo, cơ chí thế này, giống như tất cả mọi chuyện đều nằm trong lòng bàn tay anh, làm đến đâu chắc thắng đến đó. Đây mới là anh ba của cô chứ. Cô nhìn Hứa Minh Tâm đang nằm trên giường bệnh, người này có thể khiến Cố Gia Huy mất hết lý trí, đồng thời cũng có thể khiến anh tỉnh táo lại. Sức mạnh của tình yêu có thể khiến người ta mù quáng, nhưng cũng có thể khiến người ta trở nên mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Cô cũng không biết thế này là tốt hay xấu, chỉ mong là ai cũng sống tốt thôi. Cổ Yên ra khỏi phòng bệnh, thầy Lệ Nghiêm đứng đó. Em muốn đến tập đoàn gặp Khương Tuấn, có mấy chuyện sợ nếu nói qua điện thi sẽ không rõ. Để anh đưa em đi. Vốn đĩ còn định tuần này sẽ đến nhà anh, nhưng giờ xảy ra chuyện như vậy rồi, em không rời khỏi bệnh viện được, em so. Cô Yên khó xử nói. Anh biết là em sẽ nói vậy nên anh đã giải thích với chủ rồi. Chú nói là không cần gặp mặt trực tiếp thì chủ ấy cũng rất hài lòng với cô cháu dâu như em rồi. Chủ ấy bảo anh đến nhà họ có gặp bố em trước rồi dẫn em về nhà sau, đợi xong chuyện này thì em dẫn anh về gặp bố em nhé. Bố em hơi dữ đấy. Anh nghe người ta nói, bình thường nuôi con gái thì giống như nuôi hoa, cẩn thận che chở từng ly từng tì một. Rồi đợi đến ngày nở hoa thì lại bị con rẻ bê cả hoa cả chậu đi mất. Vậy nên bố em hơi giữ một chút cũng không sao đâu. Cổ Yên nghe vậy thì bật cười. Từ lúc chuyện kia xảy ra đến giờ, tâm trạng của cô rất nặng nề. Mãi đến lúc nãy, sau khi chắc chắn là Hứa Minh Tâm không sao thì cô mới thấy khá hơn. Cô cũng biết Lệ Nghiêm nói vậy chi để trêu mình thôi. Rõ ràng là bông hoa xinh đẹp này đã cam tâm tình nguyện chạy theo anh dối mà. Cổ Yên khoác tay Lệ Nghiêm. Vừa cười vừa nói. Hai người vừa nói chuyện vừa đi đến thang máy. Đúng lúc này thì cửa thang máy mở ra. Bạch Thư Hân cắm giỏ hoa quả tươi, nhìn hai người trước mặt. Lệ Nghiêm đang mỉm cười, Cổ Yên thì nép vào lòng anh ta như một chú chim nhỏ, còn khoác lấy cánh tay anh ta nữa. Cảnh này đối với Bạch Thư Hân, có vẻ hoi trường mắt, trái tim cô như bị kim châm, mặc dù không có miệng vết thương nhưng vẫn rất đau, xót.
Thư Hàn. Lệ Nghiêm gọi. Bạch Thư Hân hoàn hồn lại, nắm chặt tay, đi ra khỏi thang máy. Em đến thăm Minh Tâm. Cô đánh mắt sang chỗ khác, không muốn thấy cảnh trước mặt, điều này quả tàn nhẫn với cô. Anh đang định chờ Cổ Yên đến tập đoàn, lát nữa anh quay lại gặp em nhé, ăn gì chưa? Em ăn rồi, anh đến thăm bạn một lúc rồi đi ngay, anh cử kệ em gì? Cô vội vàng nói xong rồi nhanh chóng rời đi. Lệ Nghiêm nhìn cô một lúc rồi rời tầm mắt đi chỗ khác. Còn Cổ Yên thì chỉ cảm thấy Bạch Thư Hân hơi là lạ, nhưng cô không hiểu là lạ ở chỗ nào. Sau khi vào thang máy, Cố Yên tò mò hỏi, em gái của anh chắc cũng 21 rồi nhi. Năm sau tốt nghiệp xong là cũng đến tuổi lấy trong giói. Em nhớ người nhà họ Bạch các anh trước giờ rất nghiêm khắc, nhất là về chuyện hôn nhân. Chuyện hôn nhân của em gái anh cũng là do chủ anh sắp xếp à? Anh sẽ không để cho chủ ấy giải quyết chuyện ấy. Con bé nên đi tìm hạnh phúc của cuộc đời mình. Anh không muốn con bé phải hy sinh vì nhà họ Bạch hay làm rạng danh tổ tông gì cả. Trong nhà có một người gồng gánh là đủ rồi. Lệ Nghiêm kiên định nói từng câu từng chữ. Em nhớ là, anh không thích học y, nhưng anh vẫn làm vậy vì Bạch Thư Hân đúng không? Anh là anh trai, chuyện này là nên làm. Vì con bé, anh có thể làm bất kỳ điều gì à? Cổ Yên hỏi. Cô hơi run run, không hiểu sao mà bản thân lại đột nhiên thấy rất hồi hộp. Lệ Nghiêm không trả lời mà chỉ gật đầu. Không hề do dự chút nào. Nhưng động tác này lại khiến cô không thể thở nổi. Anh trai có thể làm bất kỳ điều gì vì em gái, còn cô và anh ta bây giờ cũng được coi như là người yêu của nhau, lại còn đến trình độ cười gà rồi, vậy cô là gì chứ? Còn em thì sao? Cổ Yên thả tay anh ta ra, dù nói rất nhỏ nhưng vẫn rất bình tĩnh. Anh có thể làm bất kỳ điều gì vì cô ấy, vậy đối với đối tác của anh, với người luôn sát cánh bên anh, thậm chí là người sau này sẽ trở thành vợ anh thì anh định làm gì? Câu nói này của Cổ Yên như một nhát búa gõ vào lòng Nguyễn Doanh. Anh ta nhìn Cổ Yên, trước mặt anh ta, Cổ Yên luôn là người kiên cường, lạc quan, thích quần lấy anh ta để trêu đùa. Cô không bao giờ cho anh áp lực, mà luôn ở sau lưng anh ta để cổ vũ, ủng hộ mọi chuyện. Nếu có một ngày anh ta phải kết hôn, trừ cô ra thì anh không thể chọn được một ai khác. Anh ta có thể trả giá tất cả vì Thư Hàn, vậy đổi với người luôn ở bên cạnh anh ta trong lúc khốn khó thì anh ta có thể trả giá điều gì đây? Anh ta nặng nề trả lời. Cổ Yên nghe anh ta lên tiếng thì cảm thấy tim mình như chệch nhịp, chỉ có thể nhìn chằm chằm xem anh ta nói gì tiếp. Anh không giỏi ăn nói, đôi khi còn nói chuyện rất vụng, sợ rằng em sẽ không thích những lời anh nói ra. Những gì em vừa nói, anh sẽ suy nghĩ thật kỹ. Anh đã quyết định sẽ ở cạnh em, sau này kết hôn, xây dựng gia đình với em thì anh sẽ làm một người chồng tốt, sau này là người cha tốt, chung thủy với vợ, trung thành với cuộc hôn nhân của mình. Anh nghĩ, điều anh có thể dua cho em, chỉ có bản thân anh mà thôi. Cổ Yên nghe vậy, thầm cảm thấy rất cảm động, nhưng cô cũng thấy hơi lạ. Làm gì có ai nghiêm túc bày tỏ tình cảm như vậy? Chứ... Giống như đang tuyên thệ vậy. Anh trung thành với trách nhiệm của mình hay trung thành với em? Cố Yên nhướng mày, em không cần câu trả lời trang trọng hay chính thức nào, em cần câu nói thật lòng của anh. Đừng có nói chuyện hôn nhân, đạo đức với em. Chỉ cần nói cho em biết, anh trung thành với trách nhiệm hay trung thành với em. Cô lặp lại một lần nữa, cả hai đều có. Đúng là anh không biết ăn nói thật, nếu đổi thành người đàn ông khác thì phải nói là trung thành với em. Cố Yên cười khẽ, nói xong, cô kiễng chân, nhẹ nhàng hôn anh ta một cái trước khi cửa thang máy mở ra. Nguyễn Doanh cứng người lại, trong giây lát nào đó, anh ta đã nắm chặt tay lại theo phản xạ. Anh ta không muốn gì nhiều trong chuyện nam nữ, có thể nói là khá lãnh đạm. Nhưng vừa nãy, tim anh ta đã chệch mất một nhịp rồi. Đi thôi, đến tập đoàn nào. Cô cười, ra ngoài trước. Lệ Nghiêm chi cười rồi rảo bước đuổi theo cô. Bạch Thư Hân bỏ đồ xuống, sau khi biết Hứa Minh Tâm đã thoát khỏi tình trạng nguy hiểm thì thở phào một hơi. Mới đầu cô ấy không liên lạc được với Hứa Minh Tâm nên mới đến biệt thự tìm, sau khi hỏi chủ an thì mới biết là Hứa Minh Tâm nhập viện rồi. Cố Gia Huy, anh không thể bảo vệ cậu ấy tử tế được à? Bạch Thư Hân đứng cạnh anh, mặc kệ thân phận cao quý của anh, cử vây mà nói thẳng mọi chuyện ra, tôi biết. Thật ra ngay từ đầu tôi đã không đồng ý hai người yêu nhau rồi. Anh và cậu ấy không hợp nhau, cậu ấy đi học thôi mà cũng cần tôi bảo vệ, vậy mà anh lại khiến cậu ấy dính vào mớ bòng bong này,
gặp phải mấy người đáng sợ đó, thậm chí còn không thể bảo vệ cậu ấy cho tử tế. Tôi thật sự mong rằng cậu ấy và Ngôn Hải sẽ thành một cặp, tôi nghĩ chắc chắn Ngôn Hải sẽ không để cậu ấy chịu oan ức thế này. Cố Gia Huy, đúng là anh ưu tú hơn Ngôn Hải, nhưng anh cũng phức tạp hơn anh ấy rất nhiều. Nhà họ Cố cũng vậy, lục đục nội bộ, người lừa ta gạt. Dù Minh Tâm có thông minh hơn gấp trăm lần thì cũng khó mà tránh khỏi việc bị trúng kế của người ta. Ở bên anh, cậu ấy như một cái bia ngắm biết đi ấy, ai cũng nhầm vào cậu ấy. Mấy người phụ nữ yêu anh, những kẻ muốn hại anh, mấy người anh chị em cùng cha khác mẹ. Cố Gia Huy, lần này Minh Tâm suýt chết đẩy, lần sau. Anh còn muốn cậu ấy thế nào nữa? Bạch Thư Hân nắm tay lại, nổi giận nói. Cô đang khuyên tôi buông tay à? Hay muốn thuyết phục bản thân của mình rời khỏi tôi? Tôi sẽ không đứng ra quyết định cuộc đời cậu ấy. Bản thân cậu ấy cũng rất kiên cường, cứng đầu, một khi đã quyết định kiểu gì thì sẽ không chịu quay đầu lại đâu. Tôi nói thì giải quyết được gì chứ? Tôi chỉ yêu thương cậu ấy, mong anh đối xử với cậu ấy cho tối, đừng có khiến cậu ấy phải chịu uất ức nữa. Cậu ấy không phải là mèo, không có chín mạng sống để gặp dữ hóa lành đâu. Cảm ơn lời khuyên của cô, tôi sẽ nhớ kỹ trong lòng. Cũng cảm ơn cô vì đã ở cạnh Minh Tâm bao lâu nay. Cô ở lại với cô ấy một lúc đi, tôi nghĩ cô ấy cũng cần cô đấy. Từ đầu đến cuối, Cố Gia Huy chỉ nói chuyện chứ không nhìn vào Bạch Thư Hân, trong mắt anh chỉ có một mình Hứa Minh Tâm, không đủ chỗ cho bất kỳ ai nữa. Minh Tâm ngang bướng, Gia Huy cũng ngang bướng không kém. Đều là người không muốn buông tay, chỉ đành càng lún càng sâu. Thư Hàn biết mình khuyên can không được, Minh Tâm như vậy, cô đành yên lặng đau lòng, ra thì. Cậu ấy ngây thơ như vậy cũng tốt, vết liền rồi sẽ không đau nữa, qua rồi thì để qua đi, không cần phải cố nhớ lại làm gì. Hôm nay tính mạng gặp nguy, ngày mai lại tràn đầy sức sống, trong chốc lát đã quên được chuyện ngày hôm nay. Kẻ ngốc có phúc của kẻ ngốc, người thông minh có phần của người thông minh. Tôi trước giờ vẫn thấy cậu ấy rất ngốc, vì vậy mọi sai lầm của cậu ấy tôi sẽ đứng ra gánh thay. Giờ tôi đem cậu ấy giao lại cho anh, những sai lầm ấy phạm phải sau này phải do anh gánh vác. Cậu ấy sợ đau, sợ tối, sợ ma, sợ đói, sợ cô đơn một mình. Có lúc thích khóc nhè, có lúc ngang ngược thích trêu chọc người khác, nhưng cũng rất dễ dỗ, cho một viên keo sẽ ngoan ngoãn cười lên. Cố Gia Huy, tôi giao Hua Minh Tâm cho anh nhất định phải đối xử với cậu ấy thật tốt. Có được không? Coi như tôi cầu xin anh, tôi biết anh coi thường xuất thân của tôi, vậy tôi lấy thân phận em gái Lệ Nghiêm cầu xin anh. Có được không? Cô vừa nói vừa khóc, trong lòng khổ sở không thôi. Cô không ở lại được, chỉ có thể kính nhờ Cố Gia Huy ở bên cậu ấy. Hy vọng sau này, không khiến cậu ấy sợ hãi, không khiến cậu ấy lo lắng, không khiến cậu ấy phải lang thang lưu lạc. Cố Gia Huy nghe vậy bèn chuyển ánh mắt nhìn về phía bác Thư Hân. Anh đứng dậy, trinh trọng nói, Cố Gia Huy tôi, dù cô có cầu xin hay không, bất kể thế nào cũng sẽ đối xử tốt với cô ấy bằng cả tấm lòng. Vậy thì ổn rồi, tôi còn có việc không ở lại đây được, chờ cậu ấy tình tôi lại đến thăm sau. Bạch Thư Hân sợ mình ở đây mỗi ngày lại thấy cảnh Lễ Nghiêm và Cổ Yên thân mật, lúc đó chưa chăm sóc Hứa Minh Tâm được bao nhiêu thì bản thân đã chịu không nói dài vò. Cố Gia Huy cũng không ép cô ở lại, chỉ trinh trọng nói câu cảm ơn. Cảm ơn cô ấy đã quan tâm chăm lo Hứa Minh Tâm thật tốt. Cảm ơn cô ấy bất kể chuyện gì xảy ra cũng ở bên cô gái ngốc này. Cũng cảm ơn cô ấy đồng ý giao lại Hứa Minh Tâm cho anh. Sau khi Bạch Thư Hân rời đi, trong phòng bệnh chỉ còn hai người bọn họ. Cố Gia Huy giúp cô trinh lại chăn, nhẹ nhàng hỏi, cô bé, khi nào thì em mới tỉnh lại? Có chuyện này anh vẫn chưa nói với em, thật ra thì. Anh cũng có chuyện khiến bản thân sợ hãi, từ khi gặp em. Anh sợ có ngày em sẽ rời xa khỏi anh. Vừa nghĩ tới sinh ly đã đau khổ như vậy, thì nói gì đến tử biệt. Thế nhưng chúng ta chỉ một chút nữa đã thành như vậy. Anh vẫn cho là mình chịu đau rất giỏi, hồi đó mất nửa cái mang còn có thể chịu được. Nhưng giờ, sao anh lại trở nên yếu đuối như vậy, không còn chịu đau được nữa chứ? Khóe miệng Cố Gia Huy nhếch lên nụ cười khổ sở, âm thanh trầm thấp khàn khàn mang đậm mùi vị bi thương. Âm thanh không lớn nhưng cứ vang vọng quấn quanh không ngừng trong căn phòng nhỏ. Là anh trở nên yếu đuối hay Hứa Minh Tâm trong lòng anh quá mức mạnh mẽ? Hứa Minh Tâm hôn mê ước chừng hơn 4 ngày thì tỉnh lại. Chính xác mà nói thì chính là, đói mà tinh. Vừa đói vừa khát, cổ họng cũng sắp khát khô. Vừa mở mắt ra không phân rõ đông tây nam bắc, đầu lại đau gần chết,
cô chỉ biết có một đám người vẫy quanh mình không ngừng ríu rít gì đó, mà một câu cô nghe cũng không hiểu được. Sau khi kiểm tra cho cô, cuối cùng thì người trong phòng bệnh cũng ít dẫn đi, Hứa Minh Tâm nhìn thấy rõ người bên cạnh. Là Cố Gia Huy. Là Cố Gia Huy mà cô vẫn luôn một mực nhớ toi. Bàn tay nhỏ bé của cô từ từ đưa tới, nắm lấy tay anh, vẫn ấm áp như thường lệ. Cô không nhịn được thở phào nhẹ nhõm, thanh âm khàn khàn hỏi, em đang nằm mơ sao? Hay đây là thật? Thật, đều là thật, em tin lại là thật, anh cũng là thật. Vậy em đói tới tận bây giờ cũng là sự thật sao? Có thể ăn chút gì không? Hay cho em chút nước có được? Hứa Minh Tâm rốt cuộc cũng nói ra lời trong lòng. Từ lúc hôn mê đến giờ cô toàn dựa vào chút dịch dinh dưỡng ít ỏi, lúc hôn mê không cảm thấy gì nhưng khi tỉnh lại rồi thì một chút sức lực cũng không có nổi. Cố Gia Huy nghe vậy cũng thở phào. Hứa Minh Tâm của anh rốt cuộc đã trở lại rồi. Cô vừa mới tỉnh lại, chỉ có thể ăn chút thức ăn lòng nên Cố Gia Huy chuẩn bị cháo cho cô. Hứa Minh Tâm ngửi thấy mùi thơm của cháo thì cảm thấy vô cùng đói. Bụng của cô cũng rất phối hợp mà kêu ủng ục không thôi. Cố Gia Huy cũng không biết nên tức hay nên cười. Hứa Minh Tâm vội vàng đưa tay muốn nhận lấy nhưng lại bị Cố Gia Huy không khách khí vỗ cho một cái. Đau. Hứa Minh Tâm yếu ớt nói. Anh giúp em, đừng nhoi. Anh đỡ cô dậy, trên đầu cô vẫn quấn một tầng vải mỏng. Cô vẫn cảm nhận được chút đau đớn ở phía sau gáy, chắc là Trịnh Hoa muốn học theo trong TV dùng một gậy đánh cô bất tỉnh. Nếu đánh một cái bất tỉnh luôn cũng tốt, chứ không cô ta cứ đánh vài cái thì vết thương càng nặng hơn. May là đánh xong không gây ra tàn tật gì, nếu không cô khóc ngất. Nghe bác sĩ bảo não Minh bị chấn động, là ảnh hưởng đến trí lực sao? Trong lúc Hứa Minh Tâm suy nghĩ linh tinh, Cố Gia Huy đã thân thiết đút cháo được thổi nguội tôi miệng cô. Cô ngoan ngoãn há miệng. Ngon lắm. Cô không nhìn được nói. Ngon thì ăn nhiều một chút, ít ngày nữa về nhà anh từ từ chăm sóc em. Cố Gia Huy dịu dàng nói. Em còn tưởng lần này em không qua khỏi, còn. Mơ thấy quỷ sai đầu trâu mặt ngựa đến bắt em đi. Vốn em cũng muốn đi cùng bọn họ. Nhưng bọn họ nói sau này anh sẽ cô độc suốt quãng đời còn lại, khiến em sợ không dám đi nữa. Em liều mạng muốn quay lại nhưng không đi ra được, cuối cùng đánh không lại bọn quỷ đó nên bị bắt lại không cho em luân hồi. Sau đó thì sao, Cố Gia Huy nghe cô kể giấc mộng lạ lùng như vậy chỉ thấy có chút buồn cười, chỉ có Hứa Minh Tâm mới có thể nằm mơ những chuyện kỳ quái như vậy. Sau đó, có lẽ là do em ăn quá nhiều nên bọn họ để em đi. Đi đi một hồi, em trở về rồi. Hứa Minh Tâm nghiêng đầu nói, trong mơ không rõ ràng lắm, không biết có phải vì cái này mới trở về được không? Cố Gia Huy nghe vậy thì nghẹn họng. Cũng được, cô ấy trở về rồi. Cuộc đời con người quá cô độc, anh đã có được ngọt ngào thì không muốn phải chịu khổ nữa. Chịu đựng cuộc sống không có Hứa Minh Tâm quá đau khổ. Thật xin lỗi, là anh không tốt, nếu anh cùng em đi xuống sẽ không khiến em gặp phải nhiều chuyện như vậy. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Cố Gia Huy tự trách nói, những ngày qua anh vẫn luôn dằn vặt bản thân mình như thế. Anh hận người người nằm trên giường không rõ sống chết kia sao không phải là anh. Em không nghĩ như vậy, Trịnh Hoa hận em, hơn nữa nỗi hận này chất chứa đã lâu, cô ta chắc chắn sẽ không bỏ qua cho em. Lần này không ra tay thì vẫn còn lần sau. Đến lúc đó, anh ở xa thì không thể đến cứu em, cho nên em vẫn rất may mắn, ít nhất. Anh đã tới, em cũng tin anh sẽ tới. Hứa Minh Tâm bình tĩnh nói, nếu như toàn thế giới không ai để ý đến cô, nhưng cô tin, Cố Gia Huy nhất định sẽ để ý. Em tin tưởng anh như vậy, thế mà anh còn đến trễ, càng đáng chết hơn. Cố Gia Huy đưa tay vuốt ve gương mặt nhỏ gầy gò của cô. Hứa Minh Tâm nhìn thẳng vào đôi mắt phượng của anh, bên trong là một mảnh sâu xa, giống như trời sao mênh mông vô tận, trong đó toát lên ánh sáng vô cùng lấp lánh. Bóng dáng bé nhỏ của mình ảnh lên trong đó, có vẻ nhỏ bé đến nhường nào, nhỏ bé đến chẳng là chi. Nhưng thế thì có sao đâu, trong mắt của anh chỉ có một mình thôi, chỉ có một bóng dáng bé nhỏ là mình thôi. Em hy vọng, tương lai đều là em xảy ra chuyện, anh sẽ không bao giờ phải gặp chuyện gì cả. Đừng nói bậy, anh là đàn ông, anh có thể gánh vác, nhưng mà... Em không thể chịu được. Hứa Minh Tâm hơi cụp mắt xuống, nói khế từng chữ một. Lời này đánh vào trong mắt của Cố Gia Huy, làm thân thể anh khẽ run lên. Anh nhìn cô thật sâu, nơi mềm mại nhất trong trái tim mạnh mẽ sụp đổ xuống.
anh mạnh mẽ như vậy, nếu như em xảy ra chuyện chắc chắn anh sẽ chịu đựng được. Nhưng nếu như anh xảy ra chuyện, vậy em chắc chắn sẽ hoang mang lo sợ, chỉ có thể kêu cha gọi mẹ, cầu thần khẩn Phật. Em không thể chịu nổi cú sốc, vì thế vẫn nên để em xảy ra chuyện đi, anh cứ mạnh khỏe là tốt rồi. Tuy rằng thân thể đau đớn rất khó nhịn, nhưng mà cũng tốt hơn là đau lòng. Cô ấy còn chưa nói hết chữ cuối cùng, thân thể bé nhỏ đã hoàn toàn vùi vào trong lồng ngực của Cố Gia Huy. Anh cẩn thận ôm ấp cô, không dám dùng sức sợ làm cô đau. Song lại không dám thả lòng chút nào, dường như sợ cô chạy mất. Sao em biết được anh chịu nổi cú sốc? Sao em biết được anh sẽ không hoang mang lo sợ? Sao em biết được anh sẽ không đau lòng? Anh chưa bao giờ tin thần thánh, nhưng khi em gặp nguy đến tinh mạng, anh hận không thể vái lại thần thánh khắp nơi xin họ cứu em, cho dù có phải đánh đổi bằng tuổi thọ của anh. Hứa Minh Tâm, anh cứ nghĩ rằng anh rất mạnh mẽ thông minh có tấm nhìn xa trông rộng, những lần trước đứng bên bờ vực sống chết anh đều có thể thoải mái đối mặt, nhưng bây giờ anh không thể nữa rồi. Hễ là những chuyện có liên quan đến em thì anh không còn là Cố Gia Huy của trước đây nữa. Anh chỉ biết, người anh yêu nhất bị thương rồi, xem như anh có bản lĩnh phi thường đi chăng nữa thì anh cũng không thể nào cứu được em, cũng không thể nào cùng em gánh chịu. Vào lúc đó, anh chỉ là một người bình thường, xem như là em thương hại anh đi, lời như thế này em đừng nói nữa. Từng câu từng chữ của Cố Gia Huy nặng nề, quanh quẩn bên tai thật lâu không ngừng. Thân thể Hứa Minh Tâm cứng đờ, trái tim mạnh mẽ giật bắn lên. Cơ thể anh đang run rẩy nhẹ nhẹ, anh, như vậy là anh đang sợ hãi sao? Cố Gia Huy ở trong an tượng của cô vẫn luôn là người một có thể làm được tất cả mọi chuyện, vô cùng mạnh mẽ. Vấn đề rõ ràng đã sắp đi vào ngõ cụt, nhưng ở trước mặt Cố Gia Huy lại trở nên cực kỳ đơn giản, anh làm việc gì cũng dễ như trở bàn tay. Cô cứ nghĩ anh là người khổng lồ, cho dù trời có sập xuống, cũng sẽ không có lúc anh ngã xuống. Nhưng không ngờ là, Cố Gia Huy cũng là một người bình thường. Cũng biết sợ hãi, cũng có lúc yếu đuối, cũng sẽ cầu xin cô. Cố Gia Huy, thân thể anh đang run rẩy này. Anh cũng có lúc sợ hãi sao? Không được vạch trần anh. Giọng nói của Cố Gia Huy dẫu dĩ truyền đến, có hơi không vui. Hứa Minh Tâm nhịn không được cười rộ lên, tò mò hỏi, vậy anh khóc vì em sao? Không có. Cố Gia Huy nói rất dứt khoát. Nếu như không để ý đến đôi mắt ướt át. Ôi, thất vọng quá đi. Hứa Minh Tâm còn tưởng đầu Cố Gia Huy sẽ khóc bù lu bù loa lên nữa co. Nhưng cô suy nghĩ một lát, Cố Gia Huy là ai chứ? Sao anh có thể nói khóc là khóc được? Anh là đàn ông, không đến bước đường cùng, anh sẽ không nhượng bộ. Anh chờ hết 24 tiếng, Hứa Minh Tâm vẫn hôn mê không tinh. Lúc ấy anh chỉ muốn cho người nhà họ Trình cùng chôn theo. Ở đâu ra mà lo lắng được nhiều như vậy? Anh chỉ biết là, giải quyết xong mọi chuyện thì anh sẽ xuống suối vàng tìm cô. Nước mắt có tác dụng gì? Từ đó đến giờ anh vẫn luôn mạnh mẽ quyết đoán. Anh ba cổ, anh đừng ôm em còn chưa ăn no nữa. Cố Gia Huy vốn dĩ đang cảm thấy bầu không khí này rất tuyệt vời, còn muốn ôm lâu thêm chút nữa, nhưng nghe cô nói như vậy, anh không khỏi xa xắm mặt mày. Làm mất hứng. Trong mắt của em chỉ có ăn, không có anh à. Đối với em thì anh cũng là đồ ăn của em mà, o. Thể à, xinh xắn ngon miệng đó. Anh ôm em thì sao em nhìn anh được chứ? Em phải ăn cho ngon, cũng phải nhìn cho đã mắt. Cái này gọi là hai bên không thể bỏ lỡ bên nào. Em ngụy biện quá trời. Cố Gia Huy cười nói. Anh nhìn chằm chằm gương mặt nhỏ nhắn của Hứa Minh Tâm, trong lòng âm thầm ra quyết định. Chỉ cần anh giải quyết xong chuyện của anh hai, anh sẽ dẫn cô rời khỏi. Cô muốn đi nơi nào thì đi nơi đó, thích sống như thế nào thì sẽ sống như vậy. Trước đây anh theo đuổi tiếng tăm lợi lộc, nhưng bây giờ, anh muốn theo đuổi người mà mình yêu. Hứa Minh Tâm nằm trong bệnh viện tròn 10 ngày, người nên đến cũng đã nên đến hết rồi, bao gồm cả người của nhà họ Hứa. Chỉ có điều lần này Hứa Văn Mạnh đã đối xử lễ độ với cô hơn nhiều rồi. Dường như chuyện lúc trước xảy ra ở trong phòng trang điểm, tất cả đều giống như một giấc mơ vậy. Hứa Văn Mạnh không nhắc lại một chữ nào, trái lại còn hỏi han cô rất ân cần săn sóc. Hứa Minh Tâm biết ông ta giả tạo, nhưng không ngờ ông ta lại giả tạo đến mức này. Biểu hiện của cô cũng rất hờ hững, tùy tiện đuối gì. Có bọn họ ở đây chỉ tổ làm ảnh hưởng đến tốc độ ra viện của cô thôi. Cô xem tin tức mới biết được Trịnh Hoa đã bị tòa án phản ánh dối, phải ở tù 10 năm. Trịnh Hoa là một cô chiêu nhà giàu kiêu căng tự phụ như vậy.
cứ nghĩ bản thân mình siêu phàm. Lúc đến dạy dỗ cô đếu ngước cao đầu, vênh mặt hất hàm sai bảo. Nhưng không ngờ là lại rơi vào kết cục như vậy. Nhưng kết cục của cô ta có thể thảm hơn nữa thì Hứa Minh Tâm cũng chỉ cảm thấy đáng đời, là do cô ta gieo gió gặt bão. Cô cũng không dám tin được, Trinh Anh thậm chí có ý muốn hại người, đó là chuyện cô chưa bao giờ trải qua. Cô cũng chỉ mới nhìn thấy những người kia hành hung làm người khác bị thương, làm ra hành vi không còn tính người như vậy ở trên chuyên mục pháp luật mà thôi, Trịnh Hoa bị xử tội, cô không hề có bất cứ ý kiến gì. Cô cũng không biết Cố Gia Huy đã sắp xếp hết rồi, tháng ngày Trịnh Hoa ở trong tù sẽ không được dễ chịu, đừng nói là 10 năm, ngay cả 1-2 năm chưa chắc cô ta nhịn được. Người chết trong tù là chuyện thật sự rất bình thường. Cổ phiếu của nhà họ Trình cũng vì chuyện này mà bị xuống giá không phanh, thậm chí đã lâu rồi đều là số âm. Những đối tác làm ăn với nhà họ Trình cũng thi nhau bỏ đi, cuối cùng tan đàn xẻ nghé. Nhà họ Trình to lớn, trong mấy ngày ngắn ngủi đã tuyên bố phá sản, tài sản bị tòa án thanh lý. Mà người có lợi lớn nhất trong đó lại là nhà họ Ngôn, rất nhiều hạng mục khổng lồ của nhà họ Trình đều bị rơi vào trong tay của nhà họ Ngôn, còn lại một ít cổ đông chia chác gì đó của công ty. Hứa Minh Tâm không hiểu chút gì về những chuyện trên mặt làm ăn buôn bán này, chỉ quan tâm đến tin tức dư luận của mình. Chuyện tình anh đánh người bị thương trở thành tin tức nóng hối, mà cô là người bi hai tất nhiên cũng sẽ xuất hiện trên đấu đề. Cũng may có quan hệ xã hội giải quyết, cô không bị ảnh hưởng nhiều lắm. Rất nhiều người đều đang suy đoán quan hệ giữa Cố Gia Huy và Hứa Minh Tâm, dù sao buổi tối hôm đó, người ôm Hứa Minh Tâm đi dưới con mắt nhìn chăm chằm của biết bao nhiêu người cũng chính là Cố Gia Huy. Nhưng nhà họ Ngôn lại ra tay làm nhà họ Trinh phá sản. Vì thế mọi người cũng nhìn mà ngơ ngác không hiểu gì, chỉ có thể suy đoán Cố Gia Huy vừa khéo là người qua đường, hơn nữa vì hai nhà họ Cố và Hứa là thông gia nên mới đặc biệt ưu ái cho người bế dưới. Mà mọi người cũng thấy được hành động này của nhà họ Ngôn. Tất cả mọi người không dám động vào Hứa Minh Tâm nữa, nhà họ Trình đã phải bỏ ra cái giá lớn đến cỡ đó, ai còn dám làm mít lòng nhà họ Ngôn. Thân phận của Hứa Minh Tâm lập tức trở nên cao quỷ hơn, xem thái độ đó của nhà họ Ngôn thì con gái nuôi gì cơ chứ, con gái ruột cũng thừa sức nữa. Nhà họ Hứa vì để tránh dư luận nên cũng tạo một chút phiến phức cho nhà họ Trinh hất lon quan tâm giúp đồ. Hứa Minh Tâm xem tin tức, đầu óc muốn căng ra. Cô chỉ có thể tự mình an ủi mình, là di chứng sau khi não bị chấn động, thế nên đầu óc mới không thể tiếp thu nổi, không nhìn ra được vấn đề phức tạp như vậy. Cô cũng không để ý đến tin tức, chỉ quan tâm tới kỳ thi cuối kỳ của mình. Giữa tháng 1 sẽ đến ngày thi cuối kỳ, mà mình cũng phải nằm trên giường bệnh hơn 10 ngày, mắt thấy kỳ thi sắp tới gần, vậy phải làm sao bây giờ? Sang năm thi lại sao? Nhưng thi trượt mất mặt lắm. Hôm nay là ngày cô ra viện, nhưng Hứa Minh Tâm lại không vui, mặt ủ mày chau. Cố Gia Huy đi tới đón cô, vết thương của cô cũng đã lành lại kha khá, vết thương sau đấu đã được cắt chi. Lấy tóc che lai cũng không thấy nữa rồi. Nhưng vết thương còn lại trên người cô cũng đã chuyển biến tốt hơn, ngoại trừ một ít máu bầm chưa hé tan hết. Bác sĩ đề nghị nên nằm lại giường bệnh thêm vài ngày, nhưng cô không thích bệnh viện, thể là la hét đòi về nhà, vì thế cũng chỉ có thể về nhà. Cố Gia Huy thấy cô mặt mày ủ rũ, muốn cốc đầu cô mấy cái, nhưng sợ cô bị ảnh hưởng đến đầu óc, bèn ngừng tay lại. Sao vậy, mặt mày ủ rột? Không phải em vẫn la hét đòi về nhà à? Vẻ nhà tất nhiên là vui rồi, nhưng mà, còn có hơn 10 ngày nữa là đến ngày thi cuối kỳ rồi, em nghĩ học nhiều buổi như vậy, lấy gì thi bây giờ? Anh còn tưởng đâu em đang lo lắng chuyện gì nữa, không phải em còn có anh à? Hứa Minh Tâm nghe thấy thế, đôi mắt lập tức sáng rực lên. Sao cô lại quên mất chứ? Cố Gia Huy chính là đại thần số một mà, kêu anh dạy kèm cho cô. Vậy chẳng phải việc học hành của cô sẽ thành chuyện nhỏ hay sao? Hứa Minh Tâm lập tức nịnh bợ nhìn anh, nói, đại thần à, anh dạy em được không? Có câu nói này hay lầm, thấy giỏi có trò hay, thành tích của thầy cao như vậy, học trò như em chắc chắn cũng không kém hơn đâu. Thật à, anh chỉ sợ em làm anh mất mặt thôi, Cố Gia Huy như mày nói. Mới không có đâu, trước đây anh giảng bài cho em, nói cái gì em cũng nghe hiểu được mà. Em chắc chắn sẽ không làm anh mất mặt đâu. Hứa Minh Tâm vỗ ngực bảo đảm nói. Cố Gia Huy đau lòng liếc nhìn, ngăn cản bàn tay còn định vỗ tiếp của cô, trở lại chút cho anh. Hứa Minh Tâm nghe lời nói đầy thâm ý như thế, mặt thoát cái đỏ bừng, không đàng hoàng. Cô tức giận trừng mắt.
dọn dẹp về nhà, anh ôn bài giúp em. Được thôi. Hứa Minh Tâm về đến nhà, vốn cứ nghĩ là thích gì ăn nấy, thích gì uống nấy, nhưng không ngờ là thức ăn dinh dưỡng nhạt nhẽo trong bệnh viện làm đến nhà luôn rồi. Mỗi ngày cô học thêm với Cố Gia Huy, mỗi ngày đều phải dùng não, lại không cho ăn uống thỏa thích. Nếu không phải ngày nào cũng có canh bổ thì cô thật sự muốn qua đời luôn cho rồi. Cố Gia Huy thật sự là thầy giáo giỏi, vấn đề phức tạp như vậy vào miệng của anh lại trở nên cực kỳ bình thường dễ hiểu. Cũng vào lúc này cô mới biết được, thì ra Cố Gia Huy là sinh viên ưu tú học xong bằng ở nước ngoài. Anh học kinh tế và luật, lúc đó đã lấy được bằng tiến sĩ ở bên nước ngoài, nhưng vì về nước nên hoãn lai. Nhà kinh doanh bị trì hoãn chuyện học hành, thật sự đáng sợ mà. Hứa Minh Tâm vừa làm bài vừa cắn đầu bút nói, Cố Gia Huy, anh ở nước ngoài tài giỏi như vậy, chắc chắn có rất nhiều cô gái theo đuổi anh nhi. Xê chị nào tóc vàng mắt xanh không? Hứa Minh Tâm vẫn không ngẩng đầu lên, không thể nhìn thấy vệt u ám chợt lóe lên trong mắt anh. Cô không nghe thấy anh trả lời, không nhịn được ngóc mắt lên nhìn lại. Sao anh lại không nói chuyện? Không nói em biết, lo làm bài đi. Chậc, em đoán chắc chắn là có. 4 năm trước anh vẫn có vẻ ngoài như thế này, chắc chắn mê hoặc không ít người. Thế anh có làm chuyện gì có lỗi với em không thể? Làm sai rồi, có đáng đánh đòn không đây? Cố Gia Huy bất đắc dĩ gõ gõ vở của cô, anh trơ mắt nhìn Hứa Minh Tâm viết linh tinh. Á, em bị mất tập trung. Hứa Minh Tâm vội vàng tính toán lại từ đầu, cũng đã quên bén mất ban nãy mình đã nói chuyện gì. Dung lượng não của cô thật sự hơi bị nhỏ một tí, vừa sơ ý một cái là sẽ làm sai chuyên. Không thể làm hai chuyện cùng một lúc, chuyện no so chuyện kia càng không được. Có lẽ cô là sinh vật đơn bào. Ngày hôm nay cô hoàn thành nhiệm vụ rất sớm. Cố Gia Huy kêu cô ngoan ngoãn ở nhà, anh muốn đến xem công ty một lát. Ngôn Dương chủ động sang dây nói chuyện hợp tác, anh tất nhiên coi trọng. Hứa Minh Tâm gật đầu như dã tỏi, ước gì anh nhanh chóng rời đi. Ngày nào Cố Gia Huy cũng ở nhà, giống y chang như đang trông kẻ trộm, không cho cô bay nhảy bung xóa, không cho cô ăn đồ giấu mỡ hay đồ chua cay, cũng không cho cô đu phim. Hiểm lắm anh mới ra khỏi nhà, đương nhiên phải bung xóa một phen, cô chạy đến nhà bếp. Chủ An cũng không có ở đó, đây là thời cơ thích hợp để làm chuyện xấu nhi. Di Di, có thể làm gì đó ngon ngon cho cháu ăn được không? Cháu đói quá à? Ông chủ đã nói rồi, đồ ăn của cô phải làm theo bữa ăn dinh dưỡng, không thể ăn những món khác, không tốt cho sức khỏe của cô, cháu không muốn ăn thức ăn dinh dưỡng nữa, không ngon tí nào. Di thương cháu đi mà, làm món gì đó ngon ngon cho cháu ăn với. Con bảo đảm không ăn nhiều đâu, chỉ một miếng thôi. Dù là ngửi mùi thơm thôi cũng được mà. Hứa Minh Tâm nói cực kỳ tội nghiệp, khoảng thời gian này cô gái xuống, trước đó đều coi như ăn phí rồi. Di không chịu được cô nhõng nhẽo xin xỏ, quyết định nấu cho cô canh nấm tuyết. Đây là món bồi bổ sức khỏe, nhìn cô thèm ăn như vậy, thôi ăn chút đi, ông chủ hẳn là sẽ không nói gì đâu. Cảm ơn Di, Di lại trẻ ra thêm rồi. Cô Minh Tâm, miệng cô cũng ngọt quá rồi. Cháu nói thật lòng mà. Hứa Minh Tâm ăn uống no đủ, cũng vui về quay lại. Bài tập của cô làm gần xong rồi, thể là bèn đi giao khắp nơi trong phòng đọc sách. Bên trong phòng đọc sách của Cố Gia Huy cũng không có gì cấm kỵ, có thể tùy ý đi đâu thì đi. Những tài liệu làm ăn để trên bàn kia cô cũng xem không hiểu, cô mở hộp tủ ra, bên trong có thứ gì đó. Bên trong có một quyển Hồng Lâu Mộng, sao lại không xếp lên kệ sách? Hiếm lắm cô mới tìm được một quyển sách mình có thể đọc. Không ngờ là sách tiếng Trung được dịch sang tiếng Anh. Thế giới của ông trùm quả nhiên rất mạnh mẽ mà, đọc sách cũng không hề bình thường. Cô đang buồn chán muốn bỏ vào lại, nhưng bất ngờ phát hiện ra bên trong có một đồ vật. Cô mở ra nhìn, là một tấm ảnh chụp, là ảnh của Cố Gia Huy và Cố Trường Quân, chỉ là bên của Cố Gia Huy bị thiếu mất gắn phân nửa, cô không để ý cái chỗ trống kia, mà nhìn chằm chằm Cố Trường Quân. Đây là anh hai của Cố Gia Huy sao? Nhìn kỹ thì hai anh em này lại giống y chang nhau. Nhưng người thường vẫn có thể nhìn ra được một chút khác biệt từ chân mày đến ánh mắt. Đây rõ ràng ảnh từ 4 năm trước. 4 năm trước Cố Gia Huy rõ ràng không cẩn thận nghiêm túc như bây giờ. Anh còn biết cười với ống kính nữa cơ đây. Đến bây giờ cô và Cố Gia Huy còn chưa từng chụp chung tấm ảnh nào. Cô muốn lén lút giữ lại làm kỷ niệm. Cô lấy điện thoại di động ra, dứt khoát chụp lại. Ngay lúc này, phòng làm việc của tập đoàn JNC. Hôm nay tôi đến đây để nói lời cảm ơn.
anh Ngôn không cần khách sáo. Cố Gia Huy gọi một tiếng anh Ngôn, dường như hai người đã quen biết nhau lâu lắm rồi. Ngôn Dương biết, Cố Gia Huy đây là đang khách sáo, nhường nhịn mình. Hai người cùng thế hệ, ông ấy lớn tuổi hơn Cố Gia Huy, trên mặt tuổi tác thật sự áp đảo. Nhưng nếu như bàn về sự nghiệp của hai nhà thì nhà họ Ngôn rõ ràng không thể sánh bằng JNC. Cố Gia Huy thật lòng muốn hợp tác với nhà họ Ngôn, đây đối với nhà họ Ngôn là một chuyện tốt. Những tài sản kia của nhà họ Trình đã xử lý xong hết rồi chứ. Mấy ngày hôm nay đang vội vàng xử lý, muốn chiếm hết tất cả thì vẫn cần thêm một vài ngày nữa. Người ngoài đều biết là nhà họ Ngôn chủ động đối phó với nhà họ Trình, nhưng trên thực tế là cậu muốn đổ thêm rau vào lửa, tiêu tốn lợi ích của bản thân, kéo cậu triệt lại, mới có thể để cho anh có cơ hội. Sau này nhà họ Ngôn chắc chắn có thể bước lên thành tập đoàn đứng thứ ba, cậu em có nhu cầu gì cần giúp một tay thì cứ mở miệng. Ngôn Dương cũng không khách sáo, rời khỏi Thẩm Thanh, ông ấy nhìn xa thông minh bình tĩnh, có tầm nhìn xa trông rộng. Ông ấy biết hai anh em nhà họ Cổ ắt sẽ có một cuộc chiến tranh, nếu như ông ấy đã chịu ơn của Cố Gia Huy vậy tất nhiên sẽ dốc hết sức mình giúp đỡ cho anh. Thật ra điều tôi muốn đơn giản, tôi chỉ muốn nhà họ Cổ bảo đảm an toàn cho Hứa Minh Tâm. Yêu cầu này nằm trong dự liệu của Ngôn Dương, nhưng cũng là ngoài ý muốn. Nhà họ Ngôn đã chịu ơn của anh lớn đến như vậy, anh có đưa ra yêu cầu quá đáng hơn nữa thì ông ấy cũng sẽ cắn răng đồng ý. Nhưng bây giờ, vậy mà chi kêu nhà họ Ngôn bảo đảm an toàn cho Hứa Minh Tâm, đây trong mắt ông ấy có vẻ không đáng cho lắm. Ông ấy nhịn không được nhắc nhở, cậu Trung, yêu cầu này của cậu không phải đơn giản quá đầy chứ. Chỉ đơn giản là bảo vệ con bé kia thôi. Cũng không cần làm to chuyện như vậy, bán cho tập đoàn nhà họ Ngôn của bọn tôi ân huệ lớn như vậy. Bởi vì cô ấy xứng đáng, tôi nghĩ về điểm này thì anh Ngôn sẽ càng có tiếng nói hơn cả tôi đang cố gắng học tập từ anh đây. Ngôn Dương nghe thấy thế không nhìn được nhếch khóe môi mình cười nhàn nhạt, nhẹ nhàng lắc đầu, trong giới quyền quý ở Đà Nẵng, tôi luôn là tấm gương phản diện, bị người bàn tán như một chuyện cười, thế mà cậu lại học theo tôi. Bởi vì cô ấy đáng giá để tôi làm thế. Không phải vậy sao? Tôi nghĩ chị dâu trong mắt của anh cũng xứng đáng như vậy. Ngôn Dương nghe thấy thế đôi mắt cũng trở nên tối tăm thêm vài phần, nói như thế thì trái lại bọn họ có chút cùng chung chí hướng rồi. Cậu Trung, nếu như cậu và tôi về lại ngày xưa vậy chắc sẽ là bậc đế vương yêu người đẹp không yêu Giang Sơn rồi. Cô ấy chính là Giang Sơn của tôi, không có gì có thể quan trọng hơn cô ấy. Vì thế tôi không còn yêu cầu gì khác nữa, nhà họ Ngôn lớn mạnh. Vậy thân phận vợ chưa cưới của tôi cũng sẽ được nâng cao theo đó. Nhưng tôi vẫn còn cần anh Ngôn giúp tôi một chuyện. Tôi biết chị nhà thường hay tham gia những buổi tụ họp của các quý bà, xin nhờ dẫn vợ chưa cưới của tôi theo. Chỉ khi mọi người thấy nhà họ Ngôn xem trọng cô ấy thì bọn họ mới nhún nhường cô ấy mấy phần, cũng không dám tùy tiện có ý đố. Một mình tôi không thể bảo vệ cô ấy chu toàn, vì thế tôi muốn mời thêm người cùng giúp đỡ tôi. Đây tất nhiên là chuyện nhỏ, chi là... Tôi muốn đưa ra một yêu cầu. Ngôn Dương nghiệm mặt nói. Mời anh Ngôn nói, chỉ cần không quá đáng thì tôi sẽ đồng ý hết. Cậu và tôi hợp tác với nhau trở thành tường thành mạnh mẽ cứng rắn nhất ở Đà Nẵng. Tôi muốn khi người khác nhắc đến nhà họ Ngôn của tôi thì vừa nghe tên đã kinh hồn bạt vía, không dám đụng chạm tới. Một mình tôi không thể nào trở thành bá chủ của Đà Nẵng, nhưng cùng cậu thì chắc chắn được rồi. Nhưng mà, còn nhà họ Cô nữa. Anh cả tôi không phải là người bình thường. Cố Gia Huy có hơi ngạc nhiên với lời này của Ngôn Dương, ông ấy không giống như người có lòng tham, nếu thật sự có thì mấy năm nay cũng sẽ không sống như vậy. Anh rất khâm phục Ngôn Dương, mê muội sắc đẹp, nghe lời bà xã, còn có thể quản lý nhà họ Ngôn được thành như vậy, thậm chí còn làm Cố Gia Bảo khen không ngớt lời. Có thể thấy được người này xuất sắc đến cỡ nào, chỉ sợ. Năng lực còn hơn cả anh. Ngôn Dương vẫn luôn không thể hiện hết toàn bộ năng lực của chính mình. Cậu và tôi hợp tác mà còn sợ anh cả của cậu nữa sao? Tôi biết giữa cậu và anh cả cậu có xích mích với nhau, nếu cậu muốn bản thân mình an toàn, bà xã mình an toàn, vậy thì nhất định phải vượt mặt hơn người khác. Cố Triệt là trường ngại vật, có thể tiêu diệt, đến lúc đó cậu lên tiếp quản sản nghiệp của nhà họ Cố, không cần giúp đỡ tôi gì cả, tôi chỉ có một yêu cầu. Lúc tôi cần cậu giúp đỡ. Cậu nhất định phải dốc hết sức mình giúp tôi. Sau khi chuyện thành công, muốn tôi chắp hai tay nhường lại nhà họ Ngôn cũng không thành vấn đề, cậu chỉ cần đồng ý với tôi một chuyện. Ngôn Dương nói từng chữ nặng nề, cả người đều bắt đầu trở nên thâm sâu khó lường, giọng nói của ông ấy trầm thấp khàn khàn, ánh mắt tối tăm bí ẩn.
Trong thân thể ông ấy như có một con thú bị nhốt, rốt cuộc tìm được nơi để thoát ra, chạy nhào ra ngoài. Cố Gia Huy biết, xem như bây giờ có gặng hỏi. Thì Ngôn Dương chắc chắn cũng sẽ không nói đó là chuyện gì. Chi là, rốt cuộc là ai có thể làm cho ông ấy đánh đổi bằng một cái giả lớn như vậy, cho dù là phải trả giá bằng toàn bộ nhà họ Ngôn. Ngôn Dương điên dối sao? Cố Gia Huy nhíu chặt chân mày, rơi vào suy tư, đây không thể nghi ngờ là một cuộc đánh cược. Chi là cuộc đánh cược này, một vốn bốn lời, nhưng tôi vẫn phải suy nghĩ về nguy hiểm trong đó. Cậu Trung, cậu không cần lo lắng tôi sẽ giở trò bịp bom, tôi thật sự thành tâm thành ý muốn giúp cậu. Mấy năm tôi vẫn luôn tìm một người bạn cùng hợp tác, nhưng không ai có thể giúp được tôi. Mãi đến tận khi cậu xuất hiện, năng lực của cậu không hề thua kém gì tôi. Nhìn thì tường đâu chỉ có một tập đoàn JNC, nhưng vẫn còn có nhà họ Ôn ở nước Anh xa xôi giúp đỡ cậu. Cậu có nguồn tài nguyên phong phú ở nước ngoài, không lâu trước đó nhà họ Ôn cũng đã lấy được hiệp ước Mỹ Thư Kỳ. Cậu là một lưỡi dao bén, tôi chỉ muốn điều khiển cậu nhất thời, để giúp tôi một chuyện. Chờ đến chuyện này kết thúc, đường ai nấy đi, những gì nên đưa cho cậu tôi cũng sẽ không thiếu một phần. Cố Gia Huy nghe thấy thế có hơi giật mình, Ngôn Dương quả nhiên là một con cáo già. Thế mà lại điều tra ngọn nguồn của anh kỹ lưỡng như vậy. Bình thường người ngoài chỉ biết ông ấy là đấy tờ của bà xã, nghe lời thẩm thanh đấu đá lung tung. Nhưng lại không ngờ Ngôn Dương cũng có lúc ngang tàng điên cuống như vậy. Được, Cố Gia Huy không do dự nữa, nếu đã muốn đánh cược, vậy nên đánh cược hết mình. Ngôn Dương nghe thấy thế thở phào nhẹ nhõm. Ông ấy vẫn có chút lo rằng Cố Gia Huy không đồng ý, vì thế bất đắc dĩ phải đẩy nhà họ Ngôn ra làm mỗi câu. Cố Gia Huy đứng dậy đi đến trước mặt ông ấy, Ngôn Dương đứng bắt tay với anh. Hai người đàn ông cùng nhau bắt tay, mạnh mẽ đến như vậy. Hy vọng hợp tác vui vẻ. Ngôn Dương cười nói. Hợp tác vui vẻ. Ngôn Dương vẫn không nói gì thêm, quay người rời đi. Cố Gia Huy nhìn bóng lưng rời đi của ông ấy, dái vào im lặng, Ngôn Dương là loại người gì, ông ấy cũng không hám danh hám lợi, bây giờ lại có gia đình đám ẩm. Là thứ gì có thể xứng đáng cho ông ấy buông tay đọ sức, bất chấp hậu quả. Ngôn Dương còn bí ẩn và đáng sợ hơn rất nhiều so với những gì anh đã tưởng tượng. Cũng còn may, người này là bạn, không phải kẻ thù. Trên đường anh về nhà, nhận được một email, là của Ngôn Dương gửi đến. Sau khi anh mở ra có chút khiếp sợ, Ngôn Dương thề mà lại điều tra cổ triệt rõ ràng đến như vậy, tất cả những sản nghiệp cá nhân cũng điều tra rõ ràng như thế. Thậm chí còn có chứng cứ cổ triệt rửa tiền. Tuy rằng chứng cứ yếu ớt không đủ để lật đổ cổ triệt, nhưng ông ấy có thể điều tra ra được những chuyện này đã cực kỳ tài giỏi rồi. Không lâu sau Ngôn Dương gọi điện thoại sang, hỏi, đã xem tài liệu chưa? Tôi không ngờ là anh lại điều tra cổ triệt tỉ mỉ như vậy. Anh tốc sức làm ăn hết 4 năm trời mà cũng không điều tra được nhiều như vậy. Không cần ngạc nhiên, tôi đã sớm sắp xếp cổ triệt từng người tôi chọn lựa. Nhưng cậu ta lòng dạ hẹp hòi, tính tình cũng nhỏ nhen. Chi sợ hợp tác với cậu ta thì cậu ta lại nghĩ đến chuyện chiếm đoạt luôn đối tác của mình. Vì thế nên tôi mới từ bỏ, nhưng những thứ này vẫn còn đang nằm trong vòng điều tra của tôi. Tôi nghĩ cuối cùng rồi cũng sẽ có chỗ dùng đến, không ngờ là nhanh như thế đã có người cần dùng đến rồi. Đây là chút lòng thành nho nhỏ của tôi, sau đó tôi đã sắp xếp hết rồi, còn chó cảnh chờ tin tức của tôi thôi, tôi nhất định sẽ nhổ cài đinh trong mắt dùm cậu. Xem như là quà đáp lễ tặng cho cậu. Ngôn Dương, anh còn đáng sợ hơn những gì tôi tưởng tượng. Cũng không phải đâu, mà vì tôi lớn tuổi hơn cậu nhiều thôi, nếu như cậu đến cái tuổi như tôi thì những thứ này cậu cũng có thể cảm được. Chẳng qua là tôi có lòng kiến chi mà thôi, được rồi, không nói nhảm nữa, gặp sau nhé. Ngôn Dương vội vàng cúp điện thoại. Cố Gia Huy nhíu chặt lông mày, anh vẫn cảm thấy là mình đang điều khiển sợi dây này, chậm chậm đi về phía trước. Hứa Minh Tâm xảy ra chuyện, dược Thẩm Thanh cứu ra, sau đó Thẩm Thanh nhận lửa Minh Tâm làm con gái nuôi đế giải vây. Sau đó anh đổ thêm dầu vào lửa làm to tin tức này ra, uy hiếp kẻ khác, anh cho rằng mọi chuyện đang đi theo quỹ đạo của bản thân mình, nhưng... Bây giờ anh mới phát hiện ra, Ngôn Dương lại càng giống như người đứng đằng sau, ngay cả anh cũng trở thành con cờ. Cố Gia Huy nhíu chặt lông mày. Anh đã quen tính toán người khác, đột nhiên bị người khác tính toán. Cảm giác này không hề tốt đẹp gì cho Cam. Anh vẫn không có chứng cứ chứng minh những suy nghĩ của mình, nhưng luôn cảm thấy 8-9 phần 10. Ngôn Dương, người này không thể nào coi thường được. Lúc Cố Gia Huy quay lại, Di không giấu,
Cố Gia Huy cũng đoán ra được, anh không có nhà, sao cô có thể an phận cho được. Lần sau lấy ít huyết yến cho cô ấy bồi bổ, đừng nói cho cô ấy biết đó là gì. Vâng thưa cậu, tiện thể hãy trông cô ấy ăn, tôi sợ cô ấy ăn không hết lại đau bụng. Cậu đối xử với cô Minh Tâm tốt quá. Cô ấy đối xử với tôi cũng rất tốt nên tôi mới muốn dùng thân báo đáp tử tế cho cô ấy. Cố Gia Huy dịu dàng nói, nhắc tới Hứa Minh Tâm là nụ cười lại thoáng hiện bên khóe môi ẩn chứa đầy sự cưng chiều. Anh vừa bước lên tầng đã thấy Hứa Minh Tâm đang làm ổ trên ghế sofa. Anh liền bước chậm lại, sợ làm người đang ngủ kia tỉnh giác. Hứa Minh Tâm ngủ rất say nhưng khi anh vừa ngồi xuống, cô đã cảm nhận được mà mơ màng mo mát. Anh về rồi à? Ừ, đã giải xong để chưa? Xong rồi, anh có thể kiểm tra. Em đau bụng, anh xoa giúp em đi, máu bầm vẫn còn chưa tan nữa. Cô nắm tay anh đặt lên bụng mình, bụng của cô rất mềm, sờ vào còn thấy rất nhiều thịt. Anh vừa cầm bài tập kiểm tra cẩn thận vừa dùng tay chậm rãi xoa cho cô. Hứa Minh Tâm lại bắt đầu mơ màng, xem ra là sắp ngủ rồi, Hứa Minh Tâm. Cô nghe tiếng anh đang gọi cô bèn dùng giọng mũi nhẹ đáp lời. Đúng hết rồi, thường cho em nhé. Nói rồi anh cúi xuống dịu dàng đặt một nụ hôn lên trán cô. Nụ hôn tuy chỉ thoáng qua nhưng lại đầy yêu thương. Hứa Minh Tâm cảm nhận được, không nên được nhẹ cười nói, lần sau. Vẫn muốn. Hứa Minh Tâm đã ở nhà tĩnh dưỡng suốt nhiều ngày và uống không ít lục cá hạch đào. Đợi đến khi sức khỏe cô đã gần như hồi phục trở lại thì cuộc thi ở trường cũng bắt đầu. Viện trường cũng khuyên cô không được thì để năm sau đến nhưng cô lại cố chấp muốn đi. Có người thấy tài giỏi như vậy thì cuộc thi lần này chắc chắn sẽ rất thuận lợi, cần gì phải đợi đến năm sau thi bù chứ. Lúc đi thi, Cố Gia Huy giống y như phụ huynh giúp Hứa Minh Tâm chuẩn bị ba lô. Đồ dùng học tập cắn có không thiếu thứ gì, thậm chí anh còn nhét thêm hai món điểm tâm vào ba lô vì sợ cô đói quá ngất xiêu. Hứa Minh Tâm vô cùng vui vẻ đi thi. Lúc về Cố Gia Huy hỏi cô thi cử sao rồi. Em thấy cũng không tồi đâu, đạt chuẩn chỉ là vấn đề nhỏ thôi, Hứa Minh Tâm đắc ý nói. Cũng không xem thấy dạy em là ai chứ, Cố Gia Huy không nhịn được cười đáp. Thầy đúng là thầy giỏi mà. Hứa Minh Tâm ôm Cố Gia Huy không kiềm được hôn anh một cái. Cố Gia Huy nhìn cô bằng ánh mắt dịu dàng, đầy yêu chiều. Những ngày nghỉ đông vô cùng nhàn hạ. Hôm nay Cố Gia Huy đã xử lý xong hết công việc từ sớm, muốn nhanh chóng về nhà ở bên Hứa Minh Tâm. Anh còn gọi cho chủ An để biết hôm nay cô nhóc kia ở nhà có ngoan ngoãn, nghe lời hay không. Mặc dù vết thương trên người đã tốt lên nhiều, nhưng anh vẫn luôn sợ đại não sau khi bị chấn động sẽ để lại di chứng, sợ cô lại bị ngốc trước tuổi già. Chủ An nghe điện thoại nói rằng Hứa Minh Tâm đã đến trường rồi, còn bảo hôm nay có kết quả cuối kỳ nên Hứa Minh Tâm đã đến ký túc xá lấy ít đồ rồi. Cố Gia Huy nghe vậy khẽ cau mày, có kết quả cuối kỳ rồi, thời gian này anh đã giúp cô bố túc không ít, thấy giỏi dai ra trò tốt, người thấy như anh dạy hay như vậy thì chắc chắn theo lý thuyết mà nói, cô học trò này cũng có thể làm thấy giáo no mày nở mặt dối. Khương Tuấn, chuẩn bị xe đến Đại học Đà Nẵng đi. Trên đường đi, trong xe. Cố Gia Huy rơi vào trầm tư hỏi, Khương Tuấn, lần thi này Minh Tâm làm không tồi, tôi nên thường gì cho cô ấy bây giờ? Cô Minh Tâm chỉ thích ăn thôi, hay là anh đãi cô ấy một bữa đi? Ăn sao, vậy có phải không được chân thành lắm không? Thưa anh, tôi có biết một nhà hàng Tây, không khí vô cùng lãng mạn, nằm ở trên một hòn đảo, tối còn có pháo hoa bắn đấy trời nữa. Nếu anh bao cả, với ảnh trăng sáng rọi lên bờ cát và pháo hoa đầy lãng mạn, chắc chắn cô Minh Tâm sẽ bị anh làm cảm động đến không biết nói gì luôn. Đến khi ấy thì chẳng phải điều nên đến hay điều không nên đều sẽ diễn ra cả hay sao? Chỉ trong chốc lát Khương Tuấn đã trở thành lão làng như thể rất có kinh nghiệm trong loại chuyện như vậy. Nghe được nửa đầu thì Cố Gia Huy cũng thấy khả ổn nhưng càng nghe thì lại càng thấy không được đứng đắn. Anh cầm tài liệu lên gỗ thẳng xuống bả vai Khương Tuấn không chút khách khí. Thu lại cái suy nghĩ thô thiển ấy của cậu đi, tôi là người đàng hoàng. Mấy lời này đừng có mà nói trước mặt Minh Tâm. Đừng có làm hư cô gái của tôi, rõ chưa? Vâng vâng vâng, tôi đảm bảo sẽ không cho cô Minh Tâm biết. Ngoại trừ pháo hoa và bữa ăn Tây ra thì tôi còn cần chuẩn bị quà cáp gì hay không? Cố Gia Huy hỏi. Anh còn chẳng bao giờ phí tâm tư suy nghĩ để ký được những hợp đồng cả trăm tỷ như vậy. Nhưng hôm nay lại vô cùng đắn đo, tổn tâm, tổn sức vì tặng thưởng cho Hứa Minh Tâm. Anh nghĩ một chút lại không kiềm được muốn tự cười chính mình.
nhưng vậy thì đã sao, điều anh muốn chính là vậy. Anh muốn giao hết cho cô những thứ tốt nhất trên thế giới này. Nhẫn thì sao? Đất quá, tôi sợ sau này cô ấy gặp cướp lại tinh nguyện để người ta cắt ngón tay cũng nhất quyết không chịu tháo nhẫn ra. Cố Gia Huy ôm trán nói, anh quả là rất hiểu cái tình ham mê vật chất của Hứa Minh Tâm. Lúc vứt đồ cũ trong nhà đi, cả chú An cũng không dám để Hứa Minh Tâm biết được. Chủ ấy sơn Hứa Minh Tâm sẽ đau lòng suốt cả ngày. Cô vừa nghĩ đến chuyện đồng gia sản tỷ bạc của mình bị ném đi đã ăn không ngon, ngủ không yên, cuối cùng người gặp xui xẻo lại chính là anh. Vậy, quần áo cũng đắt quá. Anh lại nghĩ đến sau khi Hứa Minh Tâm biết đồ trên người đắt tiến ra sao lại ăn gì cũng cẩn thận từng chút. Chính thế nên cô còn học được lễ nghi trong bữa ăn của phương Tây, nhét một mảnh vải trắng trước cổ áo mình. Để tránh cho quần áo bị bắn, cô đúng là đã cố hết sức rồi. Khương Tuấn bất lực. Thưa anh, tôi nói thật cô Minh Tâm hình như có chút bất thường đấy. Chắc là cả Đà Nẵng cũng chẳng tìm nổi người thứ hai giống vậy đâu. Anh có nhiều gia sản như thế, bất động sản với cổ phần tính sơ chắc cũng hơn mấy nghìn tỷ rồi đi. Người khác mà biết người đàn ông của mình giàu như thế, chắc chắn sẽ vui mừng hớn hở, thích gì mua đó. Vậy mà cô Minh Tâm lại ngược lại, mở không ít tài khoản ngân hàng, mà lại để hết tiền dành dụm vào đó. Cậu đừng có mà nói cho Minh Tâm biết tôi có bao nhiêu gia sản, đừng có dọa cô ấy. Cố Gia Huy tức giận trừng mắt, tôi đã cười được một cô gái biết cần kiệm chăm lo gia đình, đó là chuyện tốt. Cậu mà dám nói năng lung tung thì nghi Tết cũng không có đâu, đừng mong có thể tìm được đối tượng xem mắt. Khương Tuấn nghe vậy vội vàng ngậm mồm lại. Lúc này cô Gia Huy vẫn chưa thể nghĩ ra sẽ tặng món quà gì nên đành gác qua một bên. Giờ vẫn còn sớm, có thể từ từ nghĩ ngợi. Cố Gia Huy đi thẳng đến ký túc xá sinh viên, anh sớm đã quen rồi, ai cũng chẳng dám cản anh lại. Nhưng Hứa Minh Tâm lại không ở trong ký túc xá, bạn cùng phòng cô bảo với anh, Hứa Minh Tâm đã đến phòng làm việc của viện trưởng rồi. Chắc là kết quả thi tốt lắm nên môi đến cảm ơn viện trưởng, Cố Gia Huy nở nụ cười rất đẹp. Hết cách rồi, cô vợ nhỏ của anh là vậy mà, lương thiện lại đáng yêu. Nhưng lúc này, Hứa Minh Tâm lại đang run rẩy đứng trước bàn làm việc. Viện trường, thầy có thể rủ chút lòng thương, cho em thêm ít điểm được hay không? Một môn 59, một môn 58, kém 1-2 điểm nữa là đạt rồi, thật sự đáng tiếc lắm. Cô nhớ lúc trước bản thân còn vỗ ngực khẳng định với Cố Gia Huy, đạt chuẩn chỉ là chuyện nhỏ. Bây giờ thì thành chuyện lớn rồi. Viện trường cũng rất khó xử, nếu không vì nể mặt Cố Gia Huy thì ông cũng sẽ không ra bài kiểm tra cẩn thận như vậy. Còn có rất nhiều bạn khác nữa. Thấy cũng không giúp nổi, đây đã là kết quả sau khi điều chỉnh điểm rồi. Em xem điểm thi của em đi, thấy nét chữ của em thấy cũng đã cho thêm 2 điểm rồi. Thật sự không thể tiếp tục nhắm mắt đưa tay thêm nữa. Em đang học chuyên ngành kế toán đó, mà em xem bài chuyên ngành và toán cao cấp của em đều thi thành như vậy. Nếu thấy mà để em qua rồi sau này em lại tính toán sai phạm luật, lúc đó em sẽ hận thấy mất. Viện trường khổ sở nói một mạch. Hứa Minh Tâm nghe vậy cũng vô cùng buồn giấu. Lúc trước cô Gia Huy đã bổ túc cho cô rồi. Rõ ràng là biết làm hết nhưng sao lúc thi lại không phát huy được hết chứ. Viện trường à, thật sự không thể nói tay thêm nữa được hay sao? Sang năm tới thi lại đi, thấy tin là em sẽ làm được. Viện trưởng dành cho Hứa Minh Tâm một cái vỗ vai đầy nghiêm túc và một ánh mắt rất kiên định, tin chắc rằng cô thi bù nhất định sẽ vượt qua được. Trái tim Hứa Minh Tâm như đám tro tàn, tiêu rối. Lần này về nhà phải đối diện với Cố Gia Huy thế nào đây? Xem Chi Chi có thể báo cáo láo mà thôi. Hứa Minh Tâm hạ quyết tâm, sau khi cảm ơn sự săn sóc của viện trường lập tức quay người bỏ đi, không ngờ vừa quay lại đã thấy Cố Gia Huy đứng trong phòng. Hứa Minh Tâm nhắm tịt mắt, cả người bị doa đến cứng đờ ra không dám động đậy. Cố Gia Huy nhìn cô đấy vui vẻ, miệng cũng cong lên thành nụ cười đấy cưng chiều bước đến xoa đầu cô. Nhờ anh không? Cố Gia Huy đứng trước mặt viện trường cũng không hề che đậy. Ai dám cả gan suy đoán xem rốt cuộc bọn họ có quan hệ ra sao? Nói là chủ cháu cũng được mà gái thành niên và ông chủ cũng đúng, nói sao cũng vậy. Sao, sao anh lại đến đây? Hứa Minh Tâm đang run rẩy nhưng bên ngoài lại cố tỏ ra bình tĩnh. Không thể để Cố Gia Huy biết cô thi được bao nhiêu điểm nếu không là chết chắc rồi. Vốn muốn về sớm với em nhưng mà chủ An lại bảo em đến trường rồi nên anh đến thẳng đây tìm em luôn. Nghe bảo có kết quả cuối kỳ rồi đúng không? Để người thấy này của em xem thành tích của học sinh mình ra sao nào,
xem có làm anh nở mày nở mặt không. Chuyện đó, chúng ta về nhà nói nhé. Nói mấy chuyện này trong phòng làm việc của viện trường không hay ho lam, chúng ta về nhà dối hằng nói. Hứa Minh Tâm kéo tay áo anh đi ra cửa nhưng lại bị Cố Gia Huy cản lại. Sao nào, thì tốt thì cần gì xấu hổ, chủ dù sao anh cũng là phụ huynh của em, hỏi đến kết quả của em một chút, vừa hay viện trường cũng đang ở đây, ông ấy chắc chắn sẽ nắm rõ tình hình của em đúng chứ? Cố Gia Huy không hề muốn bỏ đi mà còn bước lên trường. Viện trường vội vàng mời anh ngồi. Em cũng ngồi đi. Cố Gia Huy vỗ vào vị trí bên cạnh mình. Khôn, không dám. Hứa Minh Tâm run rẩy đáp. Cố Gia Huy nhìn dáng vẻ lúng túng của cô còn tưởng cô ngại ngùng trước mặt người ngoài. Không sao, ngồi đi. Hứa Minh Tâm nghĩ một chút, đợi chút nữa, dựa vào tính cách của Cố Gia Huy chắc chắn sẽ chặt. Đứt chân cô luôn, cô vẫn nên đứng đó để cảm nhận cảm giác khi chân còn chạm được đất vậy. Không, không được đâu. Anh ngồi đi. Hứa Minh Tâm lắp bắp đáp. Lúc này Cố Gia Huy cũng không ép nữa. Anh nhìn viện trưởng cười hỏi, đứa trẻ nhà tôi. Không gây thêm phiền phức gì cho viện trưởng chứ. Viện trưởng đưa trà nóng cho anh cười nói, lúc ở trường, Minh Tâm ngoan lắm, luôn lấy giúp đỡ người khác làm niềm vui, quan hệ với bạn bè cũng tương đối hòa hợp. Phải rồi, tôi hiểu rất rõ tính cách của đứa trẻ nhà tôi, em ấy quả đúng là một đứa trẻ ngoan. Nghe nói đã có kết quả cuối kỳ của học sinh rồi, lần trước Minh Tâm bị ốm, phải nghi rất lâu, tôi cũng dạy thêm cho em ấy rồi. Cơ bản là em ấy đã nắm chắc hết kiến thức trong và ngoài sách cả rồi, tôi nghĩ là biểu hiện lần này chắc không kém đâu nhi. Không biết kết quả của em ấy ra sao? Chuyện này, viện trường vừa nghe vậy đã không dám cả thở mạnh. Ông gượng gạo nhìn Hứa Minh Tâm, bản thân cảm thấy câu hỏi này giống như là một câu hỏi lấy mạng mình. Cố Gia Huy có chút hoài nghi. Sao anh hỏi viện trường mà ông lại nhìn sang Hứa Minh Tâm chứ? Anh lại quay ra nhìn Hứa Minh Tâm phát hiện một đã tái sinh cả đi, môi khô khốc, trán cũng ướt đẫm cô mồ hôi lạnh. Chẳng lẽ bệnh cụ tải phát sao? Có phải em thấy không khỏe không? À, không đâu, em chỉ thấy trong phòng nóng quá thôi, nhiệt độ điều hòa hơi cao rồi. Thật sự không sao chứ? Đợi anh hỏi xong kết quả sẽ dẫn em lên viện kiểm tra xem có cần ở nhà nghỉ ngơi tiếp không? Viện trưởng, kết quả thi của Minh Tâm đâu nhỉ? Đưa tôi xem chút đi. Tôi, để tôi in ra. Viện trưởng run rẩy đáp lời. Hứa Minh Tâm chỉ thấy choáng váng, hoa mắt chóng mặt. Tiêu rồi, năm nay không thể sống tốt được. Viện trưởng chẳng mấy chốc đã in xong phiếu kết quả, một mực cung kính đưa cho cô Gia Huy. Cố Gia Huy von còn giang cười, sau khi thấy phiếu kết quả thi khỏe miệng lập tức cứng đo. Sau đó anh từ từ thu lại nét cười, cuối cùng khuôn mặt trở nên cực kỳ khó coi. Anh đang thấy gì đây? Một môn 58, một môn 59. Viện trường, ông chắc là không chấm sai bài thi đấy chứ? Không sai. Viện trường lau mồ hôi lạnh trên trán. Vậy còn điểm chữ đẹp thì sao? Lúc Cố Gia Huy nói ra câu này, tự mình cũng thấy thật xấu hổ. Một cao tài sinh với hai bằng luật và tài chính như anh thì còn lạ gì đến điểm trinh bày, không ngờ lúc này lại phải hỏi đến. Viện trường khó khăn đáp, đã cộng vào rồi, đây là bài thi của rất nhiều bạn học được tôi cẩn thận lọc ra, anh xem qua đi. Bài thi hai môn của Hứa Minh Tâm đã đưa đến tay. Cố Gia Huy, sắc mặt Cố Gia Huy càng lúc càng trở nên khó coi, đen xì y như đáy nói vậy. Lông mày anh nhíu chặt. Nếp nhăn giữa hai lông mày cũng sắp ép chết một con ruồi đến nơi rồi. Anh siết chặt tờ bài thi trên tay, khớp xương tay chẳng đã nổi rõ, đến cả gân xanh cũng lộ ra thì có thể hiểu phải dùng sức nhiều ra sao rồi. Hứa Minh Tâm nuốt nước bọt, sợ đến không dám thở mạnh. Cô Gia Huy có thể bị cô chọc tức đến mức bệnh tim tái phát hay không? Có thể nào lại mất hết bình tĩnh mà hành hung có trước mặt viện trường hay không? Hu hu hu. Nếu như ông trời bằng lòng cho cô thêm một cơ hội thì cô nhất định sẽ thi cho thật tốt. Có quỷ mới biết lúc cô vào thi đầu óc đã chạy đi đâu. Viện trưởng nhìn bộ dạng nén giận của Cố Gia Huy, sợ đến mồ hôi lạnh đầm đìa. Anh Trung, trường chúng tôi thực sự không thể làm việc vì tình riêng được. Nếu để cho bạn học Minh Tâm thi qua thì tôi chỉ sơ khi em ấy làm kế toán sẽ tự minh hại mình mất. Chúng tôi thực sự chỉ có thể đối xử công bằng với các học sinh thôi, mong anh Trung thông cảm cho. Lời vừa dứt, Cố Gia Huy đã nằm chặt bài thi, đập mạnh xuống bàn. Một tiếng vang gõ mạnh vào lòng cả hai người khiến họ cùng giật bắn mình.
Viện trường làm rất đúng, thành tích như vậy để ra ngoài đúng là gây họa. Tôi rất cảm ơn thái độ nghiêm túc, có trách nhiệm của ông dành cho Minh Tâm. Là tôi không tốt, không giáo dục tử tế cho Minh Tâm còn gây thêm phiền phức cho nhà trường. Cố Gia Huy cổ nén giận, gắn lên từng chữ. Viện trường nghe vậy thở phào nhẹ nhõm, luôn miệng đáp, vâng vâng. Cũng còn may tư tưởng của Cố Gia Huy đúng là quả tốt. Sau đó Cố Gia Huy nhìn Hứa Minh Tâm bằng ánh nhìn hận không thể mài sắt thành thép. Anh không ngờ bản thân còn chưa được dạy dỗ con của mình thì đã phải đi dạy học cho cô dâu của bản thân rồi. Anh đứng dậy, Hứa Minh Tâm bị dọa đến hai chân mềm nhũn ca ra. Cố Gia Huy áp sát cô, anh rõ ràng rất giận, đôi mắt phượng nhìn cô như chỉ muốn ăn tươi nuốt sống cô vậy. Hứa Minh Tâm, anh bổ túc cho em hơn nửa tháng mà em lại thi ra kết quả như vậy à? Anh giơ bài thi lên với suy nghĩ muốn giết người, uống công trên đường đến đây anh còn suy nghĩ phải chúc mừng thế nào, tặng quà ra sao? Giờ thì hay rồi, Hứa Minh Tâm tặng ngay cho anh một cái tát thật đau. Em cũng đâu biết, em cũng nghĩ mấy câu hỏi này đều rất quen, theo lý thuyết mà nói thì em đều biết cả nhưng mà cuối cùng lại không thể làm nổi. Hôm thì em để đầu óc đi đâu hà? Vứt ở nhà dối sao? Trách anh không lái xe dẫn em vào trường thi có phải không? Cố Gia Huy giận đến toàn thân phát run. Anh đường đường là một cao tài sinh, sao có thể dạy ra một học sinh như vậy cơ chứ? Đúng là mất mặt, lúc này Cố Gia Huy cảm giác như trong nhà mình có một đứa trẻ vô dụng. Chủ ba, được dối mà chủ ba, em biết lỗi rồi, sau này em nhất định sẽ thi cho tử tế mà. Hứa Minh Tâm vội vàng nhận lỗi, thái độ vô cùng thành khẩn. Cố Gia Huy đứng trước ánh mắt vô tội của cô muốn tức cũng không thể tức nổi. Sau đó, anh nhìn viện trường nói, có thể cho tôi gặp qua giảng viên của hai môn học này không? Tôi muốn biết trong giờ học em ấy đã làm gì, được, tôi sẽ gọi lên ngay. Sau đó hai người giảng viên kia đều đến rồi, họ đều nói giống y nhau. Trong giờ học, Hứa Minh Tâm rất chịu khó, lần nào cũng ngồi lên hàng đầu, nhưng cô lại không hề tập trung chú ý, thường xuyên bị phân tâm. Nghe vậy Cố Gia Huy nhăn trán, giọng nói trầm khàn kiềm chế ngọn lửa giận trong lòng. Lúc học em nghĩ gì, nói anh nghe. Nghĩ gì? Hứa Minh Tâm cũng không biết mình nghĩ gì, hơn nửa tháng không đi học, có quỷ mới biết trong giờ học đầu óc đang treo ngược cành cây của cô nghĩ đến từ gì. Nhưng cô biết rõ không phải bản thân muốn đi vệ sinh hay nghĩ xem trưa nay nhà ăn có gì ngon không, cũng không phải nghĩ xem chút nữa tan học sẽ làm gì hay là phải tiêu tiền thế nào. Tuy nhiên, những lời này nhất định không thể nói cho Cố Gia Huy biết được. Rốt cuộc phải đáp sao mới khiến Cố Gia Huy hài lòng đây? Lúc cô còn đang vắt óc nghĩ câu trả lời thì Cố Gia Huy đã bắt đầu mất kiên nhẫn. Rốt cuộc là trong giờ học cô cứ mải nghĩ chuyện gì mà để kỳ thi cuối kỳ thành ra như thế? Bất luận là nghĩ cái gì thì cũng là tội không thể tha thứ. Khó trả lời thế sao? Hay là để anh đánh em hai cái cho em nhở ra vậy? Anh Trung không thể phạt em ấy như vậy được. Đây là cách giáo dục sai đẩy. Có gậy không? Không đành cho em ấy mấy cái thì đúng là tôi không thể nguôi ngoai cơn tức này được. Ôi mẹ gì, Cố Gia Huy phát điện rồi sao? Lại còn muốn đánh cô trong phòng làm việc nữa chứ? Bị phê bình đã đủ mất mặt lắm rồi. Hứa Minh Tâm lòng nóng như lửa đốt nhưng cũng rất nhanh trí chợt nghĩ ra gì đó vội vàng nói. Em nhớ đến anh. Bốn chữ ngắn ngủi nhưng lại có sức mạnh cực lớn. Cả bốn người còn lại đều ngơ ngác cùng quay sang nhìn Hứa Minh Tâm, nhất là Cố Gia Huy nhìn cô không chớp mắt, em bảo sao? Lúc lên lớp em không tập trung nổi là vì nhớ đến anh. Hứa Minh Tâm cảm nhận được những ánh mắt khác thường nhìn mình thì vội vàng bổ sung thêm, em nghĩ đến sự dạy dỗ bình thường của chú ba với mình. Lời vừa dứt, cả ba người kia đều tỉnh ra. Bọn họ còn tưởng là tình yêu bất chấp phai về chứ. Xem ra, thì cũng giống lắm. Đúng lúc này, viện trường đã tìm ra một cái thước. Anh Trung, gậy mà anh cần đây. Thôi, là hiểu lầm thôi. Cố Gia Huy vô lực xua tay, nếu có nhờ anh thì cũng đúng là không thể trách được. Sao? Viện trường cũng không ngờ Cố Gia Huy lại giở mặt nhanh như vậy. Vậy bây giờ, tôi đã làm phiền ba vị rối, là do tôi dạy dỗ không đến nơi đến chốn, trở về nhất định sẽ quản giáo nghiêm hơn. Sau này vẫn mong viện trường báo lại mọi chuyện với tôi để tôi là người đầu tiên biết được biểu hiện của em ấy ở trường học. Hiểm khi thấy tổng giám đốc Cố xem trọng cháu gái như vậy, tôi chắc chắn sẽ không phụ sự kỳ vọng của anh. Cảm ơn, vậy tôi xin phép đưa em ấy về trước. Cố Gia Huy kéo tay Hứa Minh Tâm rời khỏi.
phòng làm việc, anh đi rất nhanh, cô phải chạy bước nhỏ mới đuổi kịp anh. Cố Gia Huy có vẻ khá giận nhưng cô lại không dám dỗ dành, sợ vạ lây ngôi vô tội. Chẳng mấy chốc cả hai đã lên xe, Khương Tuấn cười nói, thưa anh, đã đặt xong nhà hàng rồi. Nhà hàng? Hứa Minh Tâm có phần ngạc nhiên. Phải rồi, tối nay anh muốn cùng dùng bữa với cô mà. Nhà hàng kia đẹp lắm, chắc chắn là cô Minh Tâm sẽ thích cho mà xem. Thật vậy sao? Vậy thì tốt quá, tôi lại có lộc ăn roi. Hứa Minh Tâm còn chưa vui được trọn vẹn thì đã nghe thấy giọng nói lạnh băng của Cố Gia Huy, không đi nữa. Sao à? Khương Tuấn ngạc nhiên, lúc này anh ta mới để ý đến sắc mặt khó coi của Cố Gia Huy, hoàn toàn không còn sự vui vẻ như lúc mới xuống khỏi xe nữa. Anh ấy bị sao vậy? Lái xe đi. Cố Gia Huy lạnh lùng nói. Khương Tuấn liếc mắt thấy dáng vẻ cúi đầu đầy sợ sệt của Hứa Minh Tâm, phút chốc đã hiểu ra. Chắc chắn là cô Minh Tâm lại chọc giận anh nhà. Khương Tuấn ngoan ngoãn ngậm miệng, chủ rồi. Tâm lái xe. Cả một đường im lặng mãi đến khi tới biệt thự, anh kéo cô xuống xe. Anh đột ngột đứng lại mà Hứa Minh Tâm lại không kịp dừng theo, nên đã đụng phải tầm lưng rắn chắc của anh, đau đến nhe răng. Đau quá đi. Cố Gia Huy chậm rãi quay người lại nói, Hứa Minh Tâm, anh cứ nghĩ mãi, có phải do phương thức giáo dục của anh sai rồi hay không? Hứa Minh Tâm đảo mắt ngắm nghĩ, thật ra lúc anh dạy em hiểu hết nhưng mà lúc em thi thì não em lại không thể nhớ được mấy cái đề bài ấy. Mà lại nhớ đến gương mặt anh. Sau đó lại bị phân tâm mất rồi, cuối cùng thì thi cử hỏng bét hết. Hứa Minh Tâm nghiêm túc đáp lời. Nghe vậy, Cố Gia Huy bất lực, anh cũng sắp bị cô nhóc này làm tức chết luôn rồi. Đây chính là lý do thi không nổi đó sao? Vậy nên... anh cũng đâu thể hoàn toàn trách em được đúng không? Chuyện em thi không tốt, anh cũng có một phần trách nhiệm mà. Hứa Minh Tâm nhỏ giọng thì thầm. Anh cực khổ dạy bổ túc cho em như vậy, chưa được lợi gì mà hôm nay còn bị em phản lại sao? Cố Gia Huy đau đầu nói. Anh cũng đâu thể nói như thể em vô tâm lắm vây được. Em, chẳng qua chỉ đang tìm ra cốt lõi vấn đề thôi. Lần sau em thay đổi không được sao? Không phải còn có thị lại đó sao? Em đảm bảo sẽ không rốt nữa. Hứa Minh Tâm, có phải là do bình thường anh trung tự do quá dối hay không? Sau này anh sẽ nghiêm khắc với em hơn. Hứa Minh Tâm nghe vậy thấy tim mình như rớt cái bột. Anh nói vậy ý là sao? Nghiêm khắc hơn, làm sao để nghiêm khắc cơ? Hứa Minh Tâm không hiểu nổi còn Cố Gia Huy sau khi vào nhà đã đi thẳng lên phòng sách trên tầng. Hứa Minh Tâm lo lắng để phòng, chú An thấy vậy hỏi, cô Minh Tâm sao vậy, có phải chọc giận câu chủ rồi không? Tôi thi rớt, làm anh ấy mất mặt, nhưng tôi cũng đâu có muốn đâu. Hứa Minh Tâm làm bộ đàng thương y như đứa trẻ mắc lỗi. Chú An nghe vậy thì cười hiền lành, lát nữa cậu ấy sẽ hết giận thôi, cậu ấy không nỡ giận cô lâu như vậy đâu. Chung quy là do cháu làm không tốt, cháu phải bù đắp thế nào đây? Bữa tối cần chuẩn bị ngay bây giờ, cô Minh Tâm muốn giúp một chút không? Có. Hứa Minh Tâm liên tục gật đầu, vội vàng chạy vào trong bếp. Nhưng cô chỉ biết làm chút cơm nhà, những món có hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa mà đủ sắc vị hương thì cô lại bất lực. Ngay lúc cô đang lúng túng, Di giúp việc cưới cười, cô Minh Tâm, chỉ cần cô để cậu chủ thấy tấm lòng của cô là được rồi, tôi tin rằng cô làm gì cậu ấy cũng thích hết. Nói đúng lắm, quan trọng là tâm ý mà. Hứa Minh Tâm gật gật đầu, bận rộn trong bếp một phen, rất nhanh đã có thể ăn cơm tối rồi. Cố Gia Huy bước xuống. Thấy Hứa Minh Tâm đang niềm nở bưng cơm. Chú Ba, anh xuống rồi à, mau chóng rửa tay ăn cơm thôi, thử mấy món này xem, rất ngon đấy. Cố Gia Huy nhìn bộ dạng bận rộn của cô, lúc nào cũng như con bướm đang tung tăng bay lượn, đôi mắt sáng như pha lê, giống như những vì sao trên thiên cung vây. Vợ anh còn nhỏ, vẫn chỉ là một đứa trẻ, sao anh có thể hà khắc với một đứa trẻ như vậy chứ? Càng huống hồ thái độ nhận lỗi của cô thành khẩn như vậy. Còn biết nấu nướng làm anh vui lòng, như thế đã vô cùng đáng quý rồi. Cố Gia Huy rửa tay xong ngồi xuống, Hứa Minh Tâm nhìn anh nếm một miếng, hỏi, thế nào? Có ngon không? Hương vị quả thực không tối, không ngờ tay nghề của em tốt thế đấy. Món ăn ngon như vậy, rõ ràng không phải em là mồi, là Di giúp việc làm đấy. Vậy em làm món nào? Cố Gia Huy quét mắt trên bàn ăn một vòng, muốn chọn đĩa nào xấu nhất, nhưng lại không có. Em, tay nghề em không tốt,
lại sợ làm ra món ăn bị cháy đen, anh ăn vào sẽ đau bụng, nên là không xuống bếp, làm hại phòng bếp. Đây là thái độ nhận sai của em à. Cố Gia Huy tức sắp chết, anh còn tưởng Hứa Minh Tâm vật và làm bữa cơm cho anh ăn cơ. Kết quả cả một bàn ăn không có món nào là cô làm. Thái độ nhận sai của em rất tốt mà, anh xem hoa quả em đã rửa sạch rồi. Còn có món phu là thỏ cà chua này em cũng rất vất vả để khắc ra đấy. Với lại anh xem, trên mỗi quả em đều khắc hai chữ xin lỗi, em khó khăn lắm mới khắc được, suýt nữa thì bị cửa vào tay đầy này. Hứa Minh Tâm hút hút bàn tay thon dài trước mặt anh, năm đầu ngón tay quả thật đã đỏ hồng lên, còn có vết bị cửa qua, xem ra cũng không phải là già. Cố Gia Huy bất đắc dĩ, anh dễ mềm lòng quả dối, bị đứa nhóc này lừa gạt hai câu liền muốn bỏ qua chuyện này. Anh ăn đi mà, xem thỏ cà chua em làm có ngon không? Cô cảm thấy đĩa thỏ cà chua mình tự tay làm, nình nọt đưa cho anh. Cô làm cái xít, chỉ cắm mỗi hai cái tai vào thôi. Vẻ mặt Cố Gia Huy bất lực, nhưng vẫn lấy ăn. Có ngon không? Em đã chọn cà chua rất khi đó, đảm bảo vô cùng ngớt. Hứa Minh Tâm, anh đã hoàn toàn xem xét lại bản thân, là anh sai rồi. Ha! Cố Gia Huy tức đến hồ đổ rồi sao? Sao lại tự thấy sai thế? Xong rồi, không phải là giận đến hỏng đầu rồi chứ? Chú ba, anh có thể tỉnh táo chút không? Anh rất tỉnh táo. Đúng lúc đó Khương Tuấn đến, trong tay còn bưng một chiếc hộp hình vuông bọc vô cùng tinh tế. Đồ anh cần đây. Được, lùi xuống đi, Hứa Minh Tâm nhìn chăm chăm chiếc hộp, thắt nơ bướm, dây gói bằng ren, trông rất cao cấp. Mở ra xem, quà anh chuẩn bị cho em. Em thì kém như vậy mà vẫn được quà sao? Hứa Minh Tâm chỉ vào mũi mình, cảm thấy chắc chắn mình đang nằm mơ rồi. Cô nhìn Cố Gia Huy gật đầu khẳng định, cũng không giống giả tạo chút nào. Đây là sự yên bình trước bão sao? Hay là Cố Gia Huy ăn chảo đá bát, cảm thấy cô khó mà đẽo gọt được, nên không quản cô nữa? Món quà này, có nên nhận hay không đây? Không muốn mở ra sao? Cố Gia Huy nhường mày hỏi. Hứa Minh Tâm gật đầu. Lẽ nào em muốn anh giúp em mở ra? Động tác nhanh chóng lên. Giọng điệu của Cố Gia Huy có chút nghiêm khắc, Hứa Minh Tâm vội vàng mở quà ra. Lần trước anh tặng giày cao gót, vậy lần này thì sao? Một chiếc hộp dài, có thể đựng cái gì? Để luyện tập. Hứa Minh Tâm trừng to mắt, nhìn thứ đó bên trong chiếc hộp, không dám tin vào nó. Cô dụi mắt, chỉ sợ bản thân bị sinh ra ảo giác nên nhìn nhầm. Sao lại có thể là thứ này? Đây là tặng cho em sao? Nếu em thi tốt, trời Nam đất Bắc, kỳ trấn di bảo gì cũng đều cho em lựa chọn. Nếu em thi không tốt, thì em phải ở nhà luyện tập cho anh, năm nay em đừng hàng qua dễ dàng. Đã xem xét lại vấn đề của mình, não chúng ta cầu tạo không giống nhau, phương pháp giảng dạy trực tiếp nhanh chóng của anh chỉ làm em hiểu bề mặt, một đề bài y như vậy nhưng đổi cách thức đi là em sẽ hiểu ngay thôi. Anh không hiểu nổi. Đổi cách thức không phải vẫn là để như vậy sao? Sao em lại không biết chứ? Anh đánh giá em quá cao rồi, anh đã tìm ra người có năng lực tương đương anh đến dạy em, như vậy tốc độ sẽ chậm hơn, em mới thực sự hiểu bài. Kỳ nghỉ đông này, em phải ngoan ngoãn luyện để cho anh, bài tập làm không xong thì không được ra khỏi cửa, rõ chưa? Hứa Minh Tâm nghe xong câu này, khóc không ra nước mắt. Không muốn đâu, cô đã lên đại học rồi, đâu phải tiểu học lớp 5 nữa đâu. Sao lại có cả bài tập nghi đồng thế? Chú ba, yêu cầu của anh có quá tàn nhẫn không? Để em luyện để cả một kỳ nghi đông. Đau khổ quả, khó khăn lắm em mới được nghi mà. Cô bắt lấy tay áo của Cố Gia Huy, cẩn thận lắc, muốn được anh thương hại. Cố Gia Huy nhắm mắt lại, không muốn nhìn ánh mắt vô tội ngập nước của cô nữa. Quả nhiên, không nhìn một cái, tổn thương cũng nhỏ hẳn đi. Đừng nói với anh những điều này, anh không mềm lòng đâu. Nếu anh còn dung túng em, lần sau anh không có mặt mũi nào đến trường em nữa. Có một loại gọi là con trong nhà không phấn đấu, mặt mũi anh sẽ mất sạch. Nếu Hứa Minh Tâm thì tốt, bây giờ anh đã kéo cô đi khoe khoang rồi. Nếu gặp phải người quen, sẽ khen thưởng Hứa Minh Tâm thi rất tốt. Nhưng bây giờ, anh hận không thể giấu Hứa Minh Tâm vào trong nhà, khi nào thông não giói mới lại thả ra. Chú ba, anh thương em đi mà. Không thương gì cả. Em làm đồ ăn ngon cho anh. Anh có thể bảo chủ An chuẩn bị hoa quà. Chồng đi. Hứa Minh Tâm chớp mắt, tung ra tuyệt chiêu.
Không nghe cô Gia Huy lại đứng dậy, nói, Hứa Minh Tâm, nếu em còn khóc lóc chơi xấu với anh như vậy, anh sẽ không ăn nữa, khi nào em ngoan ngoãn ăn cơm thì anh sẽ ra khỏi phòng sách. Anh biết, dù sao em cũng không thương xót anh, đói chết anh thì thôi. Cố Gia Huy lập tức quay người rời đi, đầu không thèm ngoảnh lại. Hứa Minh Tâm trợn mắt hả em. Lời này, sao lại quen thuộc thế nhỉ? Cô còn nhớ lần đầu tiên cô gọi Cố Gia Huy là trống, anh đánh mông cô cũng nói như vậy. Anh đánh đi, dù sao em biết anh cũng không xót sầm, đánh chết em thì thôi. Cố Gia Huy, anh cũng độc ác quá rồi. Lịch sử, luôn giống nhau một cách đáng kinh ngạc. Lần này Cố Gia Huy thực sự quyết tâm rồi. Cơm tối còn chưa ăn đã chui vào phòng sách, bây giờ đã 10 giờ rồi mà còn chưa ra. Cô đến cửa phòng sách van cả mấy lần nhưng Cố Gia Huy không thèm để ý. Cuối cùng cô bị ép đến bất đắc dĩ, Cố Gia Huy. Em đã kiểm điểm sâu sắc lỗi của bản thân rồi, quả thực là do vấn đề của em nhất định sẽ học hành chăm chỉ, anh nói gì em cũng sẽ đồng ý anh đừng ở bên trong nữa, ăn chút đồ ăn đi có được không? Em chắc chắn. Trong phòng truyền đến giọng nói trầm thấp khàn khàn của cô Gia Huy, cùng với sự nghi ngờ sâu sắc. Hứa Minh Tâm đương nhiên không muốn ngoan ngoãn khuôn phép như thế, nhưng cô cũng hiểu kế hoãn bình đấy có được không? Vâng vâng, anh ăn cơm trước, ăn xong rồi thì nói gì cũng được. Lời vừa dứt, Cố Gia Huy mở cửa cho cô vào, cô không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Em bảo gì giúp việc để phần ngon nhất lại cho anh đấy, ăn mau đi, để bụng đói làm việc hại thân thể lắm. Ngày mai anh sẽ bảo thấy dậy bù đến đây. Hai, vấn đề ngày thật nặng nề nha. Cố Gia Huy, em là học sinh đều hy vọng kỳ nghỉ của mình càng ngày càng nhiều. Cô muốn anh hiểu bằng cả cảm xúc và lý trí. Thân làm phụ huynh, đều hy vọng thành tích con mình càng ngày càng tốt. Hà, lời này nghe nó cứ quái quái thế nào ấy, thế nhưng cô lại không cách nào phản bác được. Phác, ai ra, Hứa Minh Tâm kêu thành tiếng. Ôm lấy đầu nói, đau đầu quá, hình như vết thương lại nửa ra rồi, em thấy em cần nhập viện tĩnh dưỡng, Hứa Minh Tâm chưa nói xong, sắc mặt Cố Gia Huy đột nhiên vô cùng khó coi, ôm lấy bụng Minh. Anh làm sao thế? Hứa Minh Tâm lo lắng. Đau dạ dày, bị em làm tức quá. Hỏi. Hứa Minh Tâm nhất thời hiểu ra, chiêu này cũng không dùng được. Cố Gia Huy học nhanh thật, đều dùng phương pháp của cô đối đầu lại, lão cáo già, quả nhiên là gian thương. Hứa Minh Tâm thở một hơi, chấp nhận nói, bỏ đi, nói cũng nói không lại anh, đánh cũng không đánh được anh, em thừa nhận. Anh là boss, anh nói gì thì là cái nấy, em ngoan ngoãn làm theo là được. Đi lấy hoa quả xin lỗi của em lại đây, anh còn chưa ăn cái đấy. Cố Gia Huy cười nói, anh đã sớm biết rõ mấy trò mèo của cô rồi. Không có sách lược vẹn toàn, sao anh dám làm cơ chứ? Thấy dáng vẻ chịu đựng của cô. Tâm tình tốt lên rất nhiều. Mấy ngày tiếp theo của Hứa Minh Tâm khổ không nói nên lời, ngày ngày học bù, voi lại còn luyện tập dưới mắt của Cố Gia Huy. Cố Gia Huy biết rõ, một khi anh bỏ đi, Hứa Minh Tâm chắc chắn sẽ chơi bời, cho nên anh nhất quyết đưa cô đến phòng làm việc, trực tiếp theo dõi. May mà trong tập đoàn còn có Bạch Thư Hân, lúc nghỉ chưa có thể gặp một chút, bày tỏ chút phiền muộn. Trong tập đoàn cũng có tin đồn, mọi người đều đang đoán quan hệ của bọn họ. Có người nói chỉ đơn thuần là chủ cháu, lại có người nói trông giống như người yêu. Nhưng vẫn chưa có ai chắc chắn, bọn họ cũng chỉ có thể âm thầm thảo luận thôi. Hôm nay lúc cô đang học bù thi Cổ Yên đến, khuôn mặt cười cười, bộ dạng vô cùng rạng rỡ. Vui vẻ thế, có liên quan đến Lệ Nghiêm sao? Cố Gia Huy vừa nhìn là đã đoán ra. Cổ Yên gật gật đầu, em đã đưa Lệ Nghiêm đến thăm nhà mình rồi, ngày mai chủ của anh ấy cũng sẽ từ bên ngoài quay về. Cho nên anh ấy định đưa em về nhà, gặp phụ huynh một chút. Kỳ nghỉ của bọn em vốn sẽ kết thúc vào tháng 1, nhưng bọn em nghĩ đến việc đính hôn, cho nên rời đến năm sau rồi. Nếu các em có thể sớm ngày kết hôn, anh sẽ cưng vui. Kết hôn là chuyện lớn, không thể đường đột được, em phải chuẩn bị thật tốt. Bây giờ thời gian ngắn quá, em không muốn Minh bị thiệt, con gái nói không chừng cả đời chỉ có một lần, em không thể để lại chút tiếc nuối nào. Cô Yên cười tươi như hoa, bộ dạng quả thực vô cùng vui vẻ. Có thể cùng người mình yêu kết hôn, đương nhiên là chuyện hạnh phúc nhất rồi. Anh, em muốn mượn Hứa Minh Tâm cùng em đi mua chút quần áo mới, để cô ấy xem. Hứa Minh Tâm nghe thấy vậy, đôi mắt trở nên điên cuồng hẳn, nhìn thấy Cổ Yên thì như nhìn thấy Phật Tổ Bồ Tát,
đèn thần Aladdin. Ân nhân đi. Cố Gia Huy nghe vậy, nhướng mày ghét bỏ nhìn Hứa Minh Tâm, phong cách các em không giống nhau, ánh mắt cô ấy không chuẩn, anh có thể để Khương Tuấn đi cùng em, anh có thể để Khương Tuấn giúp em bê đó, nhưng mua đố thì thôi, con gái với nhau mới có cùng chủ để có được không hả? Chỉ có một tiếng thôi, đi xom về sớm. Biết rồi. Cổ Yên kéo Hứa Minh Tâm đi, sau khi ra khỏi cửa Hứa Minh Tâm hận không thể ôm cô ấy mà manh liệt hôn một cái, nhưng lại bị Cổ Yên ngăn lại. Nhìn cậu bị chống kiểm soát kia, đáng không? So anh ba của tôi đến vậy à? Thủ đoạn của anh ba cậu quả thâm sâu, tôi chỉ biết vài ba mánh khóe, anh ấy đều biết cả, lại còn bắt chước làm theo dùng trên người tôi. Trái tim đàn ông như kim đáy bể vậy. Cổ Yên nghe vậy nhịn không được cười cười, cũng chỉ có Hứa Minh Tâm mới làm anh cô hao tâm tổn sức đến vậy thôi. Người ngoài, anh ấy nhìn còn không thèm nhìn một cái, đừng nói đến việc tổn nhiều tâm tư như vậy. Cố Yên chọn vài bộ quần áo, còn mua chút quà, cũng mua cho cả Bạch Thư Hân vài đồ nữa. Cô ấy tò mò hỏi, cậu có biết Bạch Thư Hân với Lễ Nghiêm không? Thư Hàn rất ít khi nhắc đến, nhưng cũng có nói một chút. Bọn họ, là anh em, đúng không? Cô tò mò hỏi. Quan hệ ngày trước không tốt lắm, Thư Hàn nói áp lực nhà họ Bạch rất lớn, đều phải nhập ngũ gì đó, nhưng bác sĩ Doanh gánh vác rất nhiều, chỉ để cho cô ấy có thể sống vui vẻ tự do. Cô ấy luôn cảm thấy bản thân mình làm liên lụy bác sĩ Doanh, cho nên rất ấy náy tự trách, cũng muốn ra sức đẩy bác sĩ Doanh ra. Như vậy sao, hóa ra chi là ấy náy tự trách, xem ra tôi nghĩ nhiều rồi. Cổ Yên thở phào một hơi, cô càng nhìn cặp anh em Lễ Nghiêm với Bạch Thư Hân càng thấy không đúng. Cô cũng là con gái, ánh mắt nhìn người đàn ông trong lòng chỉ có bản thân có thể hiểu được. Nhưng khi cô nhìn thấy Bạch Thư Hân, lại cảm thấy ánh mắt của cô ấy rất quen. Ánh mắt ấy, như đang vô cùng lưu luyến mà nhìn người đàn ông trong lòng mình, cho dù có giấu đi nữa, cũng có lúc bị lộ ra, Cổ Yên trong quân đội nhiều năm, cũng không hiểu phụ nữ lắm, cô cũng không dám nghĩ nhiều. Bây giờ hỏi Hứa Minh Tâm rồi, nói gần nói xa mãi cũng mới yên tâm một chút. Quả nhiên là cô nghĩ nhiều rồi. Sao lại có thể chứ? Anh em ruột, thì không thể có khả năng. Hôm sau, Lễ Nghiêm lái xe đến đón cô nhấc ra một hộp quà nho nhỏ. Bên trong là loại trà nổi tiếng. Sao còn đem cả quà nữa? Em đi tay không họ cũng sẽ rất vui vẻ. Em vốn mua nhiều lắm, nhưng bố em nói con gái lần đầu đến nhà trai, đem nhiều quá sẽ làm người ta hiểu nhầm mình nịnh nọt, vẫn nên mang ít thôi. Sau này từ từ tặng vậy, em còn mua quần áo cho Thư Hàn nữa, em nghĩ em ấy sẽ thích. Vất vả cho em rồi. Lễ Nghiêm nằm bàn tay nhỏ của cô, không vất vả, chỉ cần có thể thuận lợi làm chuyện này cùng anh. Cái gì cũng tốt hết. Đi thôi, im có chút hồi hộp rồi đấy. Đừng sợ, anh ở dây. Vòn ven năm chữ, khiến trái tim Cố Yên nháy mắt yên bình lại. Rất nhanh đã đến trước cửa nhà họ Bạch. Chủ của Nguyễn Doanh tên là Bạch Tùng Dương, là thượng tưởng của quân khu Đà Nẵng. Năm nay đã hơn 5 tuổi rồi, nhưng vẫn oai hùng như một con sư tử, dáng vẻ vô cùng uy nghiêm vì đã làm chi huy nhiều năm. Bước vào cửa nhà. Người nhà họ Bạch rất nhiệt tình tiếp đón cô vào bên trong. Cô vốn còn đang lo lắng vì nhà họ Cổ là thương gia, nhà họ Bạch sẽ khinh thường mình, nhưng giờ xem ra là cô nghĩ nhiều rồi. Chỉ cần môn đăng hộ đối, bọn họ sẽ không có thành kiến gì đâu. Bà Bạch bắt lấy tay của Cổ Yên, nói, Yên à, cuối cùng cháu cũng tới rồi. Nghe Nguyễn Doanh nói tháng trước cháu muốn tới đây, nhưng lúc đó chủ vừa nhận nhiệm vụ, rời nhà đến tận bây giờ. Trong nhà chỉ có mình cô là phụ nữ, gặp cháu thì thật tác trách quả, nên vẫn trì hoãn tới bây giờ. Không sao đâu ạ, công việc của chủ quan trọng, dù sao. Lễ Nghiêm cũng không chạy mất được, đến sớm đến muộn đều giống nhau cả. Cô cười cười nhìn Lễ Nghiêm cũng mỉm cười nhìn cô. Ngay lúc này thì có người nhân chuông cửa. Bà Bạch nói, chắc chắn là Thư Hàn đến rồi, lâu lắm rồi không gặp con bé. Cháu đi mở cửa. Lễ Nghiêm mở miệng, cửa vừa mở ra, quả nhiên là Bạch Thư Hân. Cô thấy trong nhà rất náo nhiệt, bởi vì có thêm một người ngoài, trong lòng cô hơi run rẩy. Hai người đều đến rồi sao? Em đến muộn rồi, cô chủ, đây là chút hoa quả. Ngồi xuống đi, cô đi pha chút trà cho cháu. Bà Bạch nhiệt tình tiếp đãi, pha trà xong lại chạy xuống bếp làm việc, cả một hàng người ngồi xuống, Bạch Tùng Dương bắt đầu hỏi han Cố Yên chút chuyện. Nghe Lễ Nghiêm nói hai đứa là quân y trong quân đội,
giúp đỡ lẫn nhau là sự hợp tác tốt nhất. Vâng, Lệ Nghiêm giỏi hơn cháu, bình thường cháu chỉ giúp anh ấy làm việc, lo liệu các vết thương nhỏ thôi à. Cháu đừng khiêm tốn, cái thằng Lệ Nghiêm này chủ biết rô, không hiểu đạo lý đối nhân xử thế, cũng không biết chăm sóc bản thân. Có cháu ở đây, chủ cũng yên tâm phần nào. Hai đứa định đính hôn trong năm nay sao? Nếu hai người tinh đầu ý hợp, chú cũng mong hai đứa có thể sớm ngày kết hôn. Anh cả chị cả mất sớm, không thể thấy hai đứa lớn lên, trong lòng chủ vẫn luôn áy náy. Hai đứa sớm ngày kết hôn, chú cũng có thể ăn nói lại với anh cả rồi. Kết hôn? Cổ Yên còn chưa kịp lên tiếng, đã bị người khác cướp mất. Cô nhìn sắc mặt hơi chút trắng bệch của Bạch Thư Hàn, không khỏi nghi ngờ. Tại sao cô ấy còn kích động hơn cả mình nữa vậy? Anh cháu đã 28 tuổi rồi, không nhỏ nữa, nên kết hôn rồi. Kết hôn, ý của cháu là, nhà họ Bạch với nhà họ Cổ đều là những gia tộc máu mặt, quyết định kết hôn đường đột như vậy, có phải quá? Vội vàng không? Nhà họ Bạch ta không có nhiều tục lệ như vậy, vẫn là tuân theo các cụ thôi. Cháu cho rằng chú nóng vội, nói lời vờ vấn thì cháu có thể về thương lượng với bố cháu. Qua vài ngày nữa chúng ta sẽ đến nhà thăm hỏi, cũng xem như gặp mặt thông gia. Vâng, cháu sẽ nói lại với bố cháu, còn về kết hôn. Cháu với Lệ Nghiêm còn đang thương lượng một chút, cô cười nói, không biết vì sao mí mắt cứ giật suốt. Những gì nên nói Bạch Tùng Dương đã nói hết rồi, ông ấy nhìn bác Thư Hàn, sắc mặt trở nên nghiêm khắc. Cháu học ở Đà Nẵng đã gần 4 năm rồi, cũng không đến nhà chủ được mấy lần, nếu không phải ngày nào cũng kêu người đi dò hỏi tin tức. Biết rằng cháu vẫn tốt thì chú còn nghi ngờ chủ không có người cháu này đấy. Chuyện của anh cháu đã định rồi, sau này chủ lo lắng chuyện của cháu thôi, chú đã sắp xếp được người rồi, ngày mai dẫn cháu đi xem chút. Chú, cháu không muốn xem mắt. Bạch Thư Hân đau đầu nói, mỗi lần Bạch Tùng Dương muốn giới thiệu đối tượng cho cô, giống như sợ cô không thể gà đi vậy, không đến phiên cháu quyết định. Bạch Tùng Dương uy nghiêm nói. Người trong quân đội không thích nhất là có người chống lại mệnh lệnh của mình. Ngay lúc này Lễ Nghiêm không nhịn được mà nói, chú, Thư Hàn còn nhỏ, huống hồ nghiệp học còn chưa hoàn thành. Châu nghe nói Thư Hàn muốn thi học thạc sĩ, bây giờ còn son quá. Cháu còn định thi học thạc sĩ, cái chuyên ngành nát kia của cháu có tác dụng gì? Nếu không phải anh cháu ngăn lại, chú đã sớm sắp xếp cho cháu đến trường quân đội nữ rồi. Chú, đều là lỗi của cháu. Nguyễn Doanh Thành khẩn nói. Bạch Tùng Dương có chút bất đắc dĩ, Lễ Nghiêm cái gì cũng tốt, lần nào ông nói cũng nghe lời. Nhưng chỉ cần nhắc đến Bạch Thư Hân, thằng bé liền đối chọi với ông. Ông đánh cũng đánh rồi, mắng cũng mảng rồi, nhưng vẫn không đâu vào đâu cả. Bỏ đi, chuyện này chủ cũng lười nói. Bạch Tùng Dương kết thúc chủ đề này, Bạch Tùng Dương gọi Lễ Nghiêm đến phòng sách, để Bạch Thư Hân dẫn cô đi tham quan. Cô bước vào phong sách của Nguyễn Doanh, rất ngăn nắp sạch sẽ. Không giống dáng vẻ mà một người đàn ông nên có chút nào, cô mở tủ quần áo ra, bên trong là quần áo được gấp rất tinh tế, chăn màn cũng được gấp vuông vẫn. Những quy tắc học được trong quân đội, về nhà cũng không hề quên mất. Cô đều có thể tưởng tượng ra dáng vẻ mỗi ngày Lệ Nghiêm tỉnh dậy gấp chăn màn, thực ra. Anh tôi rất vô vị. Đúng lúc này, đằng sau lưng truyền đến giọng nói nhỏ nhẹ của Bạch Thư Hân, Cổ Yên đảo mắt nói, tôi biết. Tôi thấy hai người nên suy nghĩ lại. Anh tôi rất cứng nhắc, nói chuyện cũng rất nghiêm túc, anh ấy không hiểu lãng mạn, ngày lễ cũng không biết tặng hoa tặng quà cho chi, có khi còn quên mất những ngày kỷ niệm quan trọng. Cổ Yên nghe vậy cau mày lại, tiến đến gần cô. Mặc dù cô không hiểu phụ nữ, nhưng cô cũng là ấy. Nửa quân nhân, có năng lực quan sát nhạy bén của quân nhân. Cô cảm thấy Bạch Thư Hân hôm nay rất kỳ lạ, lần trước còn tác thành cho bọn họ, sao hôm nay gặp mặt lại úp úp mờ mờ nói bọn họ không hợp nhau. Có ấy rốt cuộc đang muốn thể hiện diêu gì? Chị Yên, chị xuất sắc như thế, có thể tìm được người tốt hơn, anh tôi vô vị như vậy, sau này chắc chắn chị sẽ khó mà chịu nổi. Với lại nhà họ Bạch lại là nhà làm quân nhân, nên thực ra con dâu nhà họ Bạch cũng phải rất thận trọng, có rất nhiều quy tắc, chị nhìn chủ tôi nghiêm khắc như thế là biết đấy. Tôi thấy chị tùy hứng quen rồi, không nhất định sẽ chịu nổi nhà họ Bác đâu. Cổ Yên ép đến gần, cô ấy bị dọa lùi sau mấy bước. Cuối cùng chạm phải tường. Cô đang khuyên tôi chia tay anh cô sao? Cô đang bị bệnh tâm thần sao? Cô cảm thấy tôi cướp mất anh cô rồi, cô không còn là người thân nhất nữa sao? Có thể là, nhưng tôi thực sự cảm thấy chị nên suy nghĩ lại, anh tôi. Người này thực sự không phải chị.
Bạch Thư Hân gắt gao nắm tay thành quyền, cô biết bản thân mình điên rối môi nói ra những lời này, lại dám khuyên bọn họ chia tay. Lẽ ra cô nên phóng khoáng tác thành, nhưng vừa rồi nghe chú khuyên bọn họ kết hôn xong, trong lòng cô giống như bị xé ra vậy, đau đến mức khó thở. Cô không dám tin rằng khi Lệ Nghiêm kết hôn, cô dâu của anh ấy không phải là bản thân. Sau này Lệ Nghiêm sẽ xoay quanh người con giải khác, sẽ có đứa con của riêng bọn họ. Nghĩ tới những điều này, cô như bị ác mộng mà tỉnh giấc, toàn thân ướt đẫm mồ hôi lạnh, sau đó cả đêm không ngủ nổi, cô hoảng loạn bất an, cô không thể hào hiệp như. Vậy được, cô đánh giá bản thân mình quá cao, lại đánh giá cảm tình của Lệ Nghiêm quá thấp. Nó mạnh mẽ hơn cả tình yêu, giống như thiêu thân lao vào ngọn lửa vậy. Sắc mặt cô trắng bệch, trên trán lắm tấm mồ hôi. Cô nói năng không lưu loát nữa, lắp ba lắp bắp. Cô cũng không dám ngẩng đầu nhìn Cổ Yên, sợ cô ấy nhìn thấu được điều gì đó. Cô có thể cảm nhận được ánh mắt mạnh mẽ trên dinh đầu mình, giống như sắp xuyên thủng cô vậy. Giọng nói lạnh lùng của Cố Yên vang lên bên tai Hiệp hay không, không phải cô nói là được, là Lệ Nghiêm nói mới tính. Tôi tôn trọng cô vì cô là em của anh ấy, đã nhường nhịn cô ba phần rồi, nhưng cô cũng không nên quá đáng quá, đừng nghĩ đến việc cầm tù anh ấy cả đời, nếu không đừng trách Cố Yên tôi không khách khí. Tôi không quan tâm bệnh thần kinh của cô nặng đến mức độ nào, đó là chuyện của cô. Tôi khuyên cô đừng có quá đáng. Nhưng, nếu tôi nói cho anh ấy biết, tôi không muốn hai người ở bên nhau, anh ấy chọn chị sẽ khiến tôi không có cảm giác an toàn, sẽ khiến tôi cảm thấy mình thật cô độc, chị cảm thấy. Anh ấy sẽ chọn chị hay chọn tôi? Bạch Thư Hân siết chặt tay, cô ta không biết có phải do mình bị ma nhập hay không mà lại dám thốt ra những lời như vậy. Cô Yên nghe nói vậy thì hơi kinh hãi và hoảng hốt nhìn cô ta, hiển nhiên không ngờ cô ta lại nói thế. Tương chứng như cô gái này và Bạch Thư Hân đã từng chúc phúc họ là hai người hoàn toàn khác nhau. Cô điên dối sao? Cố Yên nổi giận nói, tôi không điên, tôi chỉ cảm thấy hai người không hợp thôi. Bạch Thư Hân hít sâu một hơi rói dũng cảm nói ra. Đúng, họ không thích hợp nên sẽ không thể bên nhau lâu dài. Cô ta chỉ đang bảo vệ Lệ Nghiêm, bảo vệ người thân ruột thịt của cô ta, bảo vệ người đàn ông mà cô ta yêu nhất mà thôi. Lệ Nghiêm quá cứng nhắc, bạc tình và tẻ nhạt, dường như không có thứ gì có thể khiến anh ta dao động. Người đàn ông như vậy nên tìm một cô gái dịu dàng và lặng lẽ để dìu dắt phía sau anh ta. Thế nhưng Cố Yên quá mạnh mẽ đến nỗi muốn nhổ tận gốc và mang Lệ Nghiêm ra khỏi cuộc đời của cô ta. Sau khi họ sống với nhau rồi, liệu Cố Yên có còn cho mình thân thiết với Lệ Nghiêm nữa không? Chắc chắn sẽ không, cô gái này có dã tâm, chị ta muốn độc chiếm Lệ Nghiêm. Vậy còn mình thì sao? Dù cô ta không yêu anh nhưng cũng không thể để anh trai duy nhất của mình bị người khác chiếm đoạt được. Cô ta càng nghĩ cảm thấy đây là chuyện đương nhiên. Bây giờ mọi hành động của cô ta đều đúng đắn cả. Cô ta đứng thẳng lưng, nhìn Cố Yên với vẻ không hề sợ hãi. Hai người không hợp nên, chị phải chia tay với anh ấy đi, tôi cũng không muốn dùng mấy phong pháp quá kích để chia rẽ hai người đâu. Tôi thấy cô điên rồi, được thôi. Tôi cũng muốn biết giữa tôi và cô thì anh ấy sẽ lựa chọn thế nào. Cố Yên lạnh lùng đáp lại rồi quay người đi mất. Cô thật sự không muốn dùng tình yêu của mình để đánh cuộc nhưng vào giờ phút này, cô không thể không cược một lần. Rốt cuộc Lệ Nghiêm sẽ chọn em gái hay cắn một người vợ để làm bạn cả đời. Không thích hợp, quả là hoang đường, trên đời này ngoài cô ra thì không còn cô gái nào thích hợp với Lệ Nghiêm cả, Bạch Thư Hân đúng là đổ điện, đổ tâm thần. Cố Yên hít thở sâu một lúc lâu mới có thể bình ổn sự tức giận của mình. Cô là lá ngọc cành vàng đáng kiêu ngạo của nhà họ Cố, nếu theo tính cách khi xưa của cô thì chắc chắn cô sẽ không bỏ qua cho Bạch Thư Hân. Nhưng sau khi cô nhập ngũ thi tinh tình điềm đạm hơn rất nhiều. Cô không thể ra tay với Bạch Thư Hân vì cô ta là cô em gái mà Lệ Nghiêm quan tâm nhất. Cục tức này, chỉ có thể nhịn. Cô siết chặt quả đấm, đau như ai sát muối vào. Cô ấy đứng ở trong sân lộng gió. Mùa đông gió tim. Càng lạnh hơn thổi buốt cả người, dường như trái tim cô đang bị cắt ra tạo thành ngàn vạn vết thương. Lệ Nghiêm đi tới khoác áo ngoài lên người cô, nói, Yên, trời lạnh lắm, em đừng để bị cảm. Cố Yên cảm nhận được hơi ấm thì trong lòng mới dẫn ẩm lại. Cô quay lại vùi đầu vào lòng anh ta, ôm thật chặt eo của anh ta. Lệ Nghiêm cảm nhận được cơ thể của cô giang run rẩy. Sao thế em? Lệ Nghiêm. Anh có vứt bỏ em không? Tại sao em lại hỏi vậy?
Em biết con người của anh mà, nói một là một, nếu đã quyết định cưới em thì anh sẽ không phụ lòng em. Vậy thì tốt, vậy thì tốt. Giọng nói của Cố Yên nghẹn ngào. Thật ra cô rất sợ và không hề có lòng tin với bản thân. Nhắc tới thật buồn cười, cô không sợ trời không sợ đất nhưng lại cứ sợ Lễ Nghiêm không yêu mình. Đúng lúc này, trong nhà vang lên tiếng kêu thảm thiết của Bạch Thư Hân. Lễ Nghiêm run bắn người, vội vàng tách khỏi Cố Yên rồi vứt vào trong nhà. Cố Yên cứng người đứng như trời trống, trước kia cô có thể tha thứ cho hành động sốt ruột kiểu này của Lễ Nghiêm nhưng khi cô nghe những gì Bạch Thư Hân nói thì cảm thấy Lễ Nghiêm quá tàn nhẫn. Chỉ cần Bạch Thư Hân gặp chuyện không may, anh ta nhất định sẽ đẩy mình ra. Anh ta, không để ý đến cảm nhận của mình sao? Cô cảm thấy hai chân mình như đeo chì, khó nhọc bước vào nhà. Cô nhìn thấy bác Thư Hàn đang ngồi trên ghế sofa, ly bị vỡ nên đã cắt vào ngón tay cô ta. Lễ Nghiêm quỳ một chân xuống đất, né sang một bên lấy hòm thuốc giúp cô ta xử lý vết thương một cách cẩn thận. Cô nhìn thấy diệu bộ cẩn thận kia thì trong lòng chợt đau nhói. Có đôi khi phụ nữ nhỏ mọn thế đấy, cô đang ghen với Bạch Thư Hân. Cô hít sâu một hơi cố đè nên nội tâm chua xót của mình rồi bước lên. Để em làm cho, em cũng là bác sĩ. Không cần đâu, anh sẽ nhanh chóng xử lý tốt thôi. Lễ Nghiêm không ngẩng đầu lên, vẫn tập trung xử lý vết thương. Bạch Thư Hân hà hề nhìn Cố Yên, đây chỉ là một đòn phủ đầu nho nhỏ mà thôi. Cố Yên cảm nhận được ánh mắt khiêu khích no nên trái tim càng đau đớn hơn, cô ấy bèn im lặng, ngồi xổm xuống muốn nhặt mảnh vỡ dưới đất lên. Đột nhiên Lễ Nghiêm quay sang ngăn cản, nắm chặt tay cô. Em đừng đụng vào chúng, Thư Hàn đã bị cắt vào tay rồi đấy. Để đó đi, anh sẽ giải quyết cho, con gái hay lơ đăng lắm. Cố Yên nghe vậy bất chợt trái tim như sống lại, xuân về hoa nở đâm chồi này lộc. Cô nghẹn ngào không dám nói gì vì sợ anh ta sẽ nhận ra có điều khác thường nên cô chỉ có thể gật đầu lia lia. Ngồi xuống đi, để anh làm cho. Bạch Thư Hân thấy vậy thì sự hà hệ vừa nãy nhanh chóng biến mất không còn một mình. Cô ta cảm thấy, Lễ Nghiêm chỉ có tình cảm anh em với mình nhưng lại có tình yêu nam nữ với Cố Yên. Chẳng lẽ, cô ta không ngăn cản được chuyện hai người ở bên nhau sao? Nhưng rõ là họ không thích hợp mà. Bạch Thư Hân tự nhủ với lòng rằng họ không thích hợp, ở với nhau sẽ không có hạnh phúc. Thế nên cô ta nhất định phải chia rẽ. Cô ta không thích Cố Yên, không thích bất kỳ ai cướp đi Lễ Nghiêm. Sau khi trò hề này kết thúc, lòng Cố Yên cũng yên ổn hơn nhiều, có lẽ cô không nên nghi ngờ Lễ Nghiêm. Cô ở lại ăn tối, buổi tối Lễ Nghiêm và Bạch Tùng Dương uống nhiều rượu, mặc dù còn giữ được tỉnh táo nhưng anh ta không thể lái xe được. Cô được tài xế đưa về. Tóm lại bữa ăn hôm nay rất hoàn hảo, vợ chồng Bạch Tùng Dương rất thích mình, tin chắc hai người sẽ nhanh chóng được đính hôn thôi, độ khoảng một năm sau thì có thể kết hôn rồi. Thư Hàn, anh bảo tài xế đưa em về. Anh có thể ra ngoài đi dạo với em một chút không? Nhà em thuê cách đây không xa, anh đưa em về nhé. Cũng được. Lễ Nghiêm không từ chối. Đi xuống lầu, Bạch Thư Hân rón hết can đảm nắm tay Lễ Nghiêm. Lễ Nghiêm cứng đờ trong phút chốc rối muốn rút tay ra nhưng bị Bạch Minh Châu cản lại. Khi còn bé, chúng ta thường như vậy đúng không? Bác Thư Hàn hỏi ngược lại. Lễ Nghiêm không nhịn được chìm vào hồi ức, khi còn nhỏ Bạch Thư Hân rất bảng anh ta, không thấy được anh ta thì sẽ khóc nhè. Đến giờ tan học, người giúp việc trong nhà đi đón em ấy về nhưng em ấy không chịu đi, cứ muốn chờ mình tới thì em ấy mới chịu về. Lúc đó bố đã nói đùa rằng không ai có thể lừa được con bé này đâu. Nó tinh ranh lắm rồi. Khi còn bé, em rất lém lỉnh, chỉ thích đi sau đuôi anh thôi. Bây giờ, em và anh lại lạnh nhạt với nhau, anh cũng không còn thân thiết với em nữa. Lễ Nghiêm, em thật sự chỉ mong bây giờ có thế giống như khi chúng ta còn nhỏ. Chúng ta, chỉ có chúng ta thôi, không có người thứ ba chen vào. Thế thì có gì không tốt chứ? Anh hai có em không đủ sao? Chẳng cần có yên được không anh? Bạch Thư Hân lấy hết can đảm nói ra những gì mình ấp ủ. Cô ta thật sự rất sợ, cô ta không muốn ánh mắt của Lễ Nghiêm dừng chân ở chỗ người con gái khác. Lễ Nghiêm nghe vậy chỉ nghĩ bệnh tâm thần của Bạch Thư Hân đang tái phát. Anh ta xoa đầu cô ta, dịu dàng nói, không phải em đã nghĩ thoáng hơn rồi sao? Bây giờ sao vậy, lo lắng sau khi bọn anh sống với nhau thì sẽ bỏ rơi em ha? Đúng, em lo lắng thể đẩy, em sợ. Em sợ Cố Yên sẽ ngăn cản chúng ta ở cùng nhau. Ngốc quá,
em gái và anh trai sống cùng nhau là đương nhiên, nhưng cuối cùng anh phải cưới vợ sinh lẽ con, còn em cũng sẽ lập gia đình. Em vẫn là em gái của anh sẽ luôn bất chấp gian nguy vì em. Lệ Nghiêm, nếu em lập gia đình, anh sẽ thể nào? Cô ta dè dặt hỏi. Lệ Nghiêm nghe vậy thì đôi mắt trở nên sâu xa hơn, trông như màn đêm yên tĩnh. Trước kia anh ta chưa từng nghĩ Bạch Thư Hân sẽ lập gia đình, nhưng khi thấy cô ta đến trưởng thành, anh ta biết Bạch Thư Hân sớm muộn sẽ rời đi. Vừa nghĩ đến cô em gái anh ta thương yêu, chiều chuộng và che chở cả đời này sẽ ở bên người khác thì trái tim của anh bỗng thấy khó chịu. Nhưng khó chịu thì khó chịu, anh ta vẫn sẽ chúc phúc. Nếu tìm được người ấy, nhất định phải dẫn tới để anh xem thử, anh sẽ kiểm định cho em. Nếu anh hài lòng thì sao? Nếu hài lòng, vậy đương nhiên anh sẽ phải chúc phúc cho em rồi. Anh sẽ chuẩn bị cho em thật nhiều đồ cưới, chắc chắn sẽ không để nhà chồng khinh thường em. Bạch Thư Hân nghe vậy thì trái tim như bị tắc nghẽn. Cô ta không cần anh ta chuẩn bị đồ cưới gì cả, cô ta chỉ mong anh ta có thể từ chối người khác thôi. Lệ Nghiêm, em không muốn lập gia đình, anh cũng đừng cười người khác được không? Từ nhỏ đến lớn chúng ta luôn ở bên nhau, sao phải sống riêng chứ? Lệ Nghiêm, em không thích Cố Yên, thật sự rất không thích, anh có thể đổi người khác nhưng chị ta thì không được. Anh không cảm thấy tính cách của hai người không hợp sao? Anh quen bình tĩnh và hờ hững nhưng Cố Yên rõ là người hấp tấp. Cô ngốc này, em cũng vậy mà. Em, sao em có thể giống cô ta được? Em sống với anh hơn 20 năm, còn cô ta mới quen biết anh được mấy năm thôi. Nhưng em là em gái của anh, còn Cố Yên là người anh muốn lấy làm vợ. Lệ Nghiêm bình tĩnh nói. Bạch Thư Hân há to miệng, còn muốn nói thêm gì đó nhưng khi nghe anh ta nói thì cổ họng đẳng chát, không thốt ra nổi một chữ. Đúng vậy. Cô ta chỉ là em gái, còn Cố Yên mới là người anh muốn lấy làm vợ. Dù cô ta ba hoa trích chòe thế nào thì trong mắt Lệ Nghiêm, cô ta cũng chỉ là em gái mà thôi. Cô ta cúi đầu xuống, khóe mắt đỏ thẫm. Cô ta cố sức chớp mắt, nước mắt lăn xuống đất rồi nhanh chóng biến mất không còn thấy gì nữa. Khi ngẩng đầu lên, cô ta cười cười, thôi không nói nữa, mình về nhà đi. Ừ. Đi thôi. Lệ Nghiêm đã ngà ngà say nên không chú ý tới, sau đó nắm chặt tay của cô ta lảo đảo đến nhà trọ của cô ta. Đi khoảng 20 phút mới đến, Lệ Nghiêm muốn về nhưng lại bị Bạch Thư Hân cản lại. Lệ Nghiêm, hôm nay chuyện của hai người đã được quyết định, là chuyện vui nên anh có thể uống với em một ly không? Cô ta muốn say một trận, cùng anh, sống mơ mơ màng màng, mong rằng khi cô ta tỉnh táo thì vẫn sẽ là một Bạch Thư Hân lý trí. Chỉ cần không gặp Lệ Nghiêm nữa, cô ta sẽ ổn thôi. Nhưng khi vừa gặp được anh, lý trí của cô ta nhanh chóng tan rã. Cả ngày cô ta cứ cảm thấy bối rối, biết rõ mình sẽ chi liên lụy đến anh ta, hai người sẽ không có kết quả gì nhưng cô ta vẫn nảy sinh lòng tham. Lòng tham muốn có nhiều hơn, cô ta không nên ngăn cản hạnh phúc của Lệ Nghiêm. Được, Lệ Nghiêm không từ chối, Bạch Thư Hân lấy rượu cất trong nhà ra. Vốn định chỉ nhấp một miếng rồi thôi nhưng rượu quá nóng và có thể dập tắt khổ đau nên cô ta không kiếm được uống vài ly. Lệ Nghiêm cũng mơ màng cứ uống liên tục ly này tới ly khác. Cuối cùng Lệ Nghiêm uống nhiều quá nên ngủ mất. Bạch Thư Hân nhìn đường nét anh tuần của anh ta, nước mắt cũng không thể nén nổi nữa bỗng tuôn rơi. Lệ Nghiêm. Cô ta lớn tiếng gọi tên anh ta nhưng Lệ Nghiêm không nghe thấy. Lệ Nghiêm, anh hãy nghe cho kỹ đây, em thích anh. Em. Bạch Thư Hân thích anh. Thích ghê gớm, thích đến đánh mất bản thân, thích đến phát điên. Chuyện này thật sự rất vô liêm sỉ, em xin lỗi anh, thật lòng xin lỗi. Nhưng em có thể làm gì đây, em không kiểm soát được bản thân mình. Lệ Nghiêm, anh là bác sĩ giỏi nhất, anh có thể khám thử cho em không? Rốt cuộc em phải làm gì mới có thể quét anh ra khỏi tim em? Rốt cuộc em phải làm thế nào mới có thể không thích anh nữa? Anh nói câu em biết đi. Trong lòng em rất khổ sở. Anh có biết không, anh có thể yêu người khác nhưng em đã đánh mất quyền để yêu rồi. Bạch Thư Hân mượn rượu đau khổ gào thét nhưng, Lệ Nghiêm không biết. Anh ta không biết nỗi đau của cô ta. Cô ta quả nhập vai vào vở kịch này nhưng anh ta lại như người ngoài cuộc. Cuối cùng cô ta hét lên khàn cả cổ rồi buông ly bản thân. Cô ta âm thầm gạt nước mắt, Lệ Nghiêm, em không muốn yêu anh nữa, em muốn tự kiểm soát bản thân mình. Cô ta thở hắt ra một hơi, để cái ly xuống. Sau đó đỡ anh ta nằm lên ghế sofa. Vốn dĩ chỉ muốn cho anh ta nằm xuống nhưng không ngờ anh ta đột nhiên nắm được áo của mình, cả người cô ta cũng ngã xuống theo.
Cô ta đụng vào lồng ngực của anh ta, quanh mũi đều là mùi thuốc khử trùng nhàn nhạt trên người anh ta. Không quá đậm mà có chút man mát, mặt của anh ta gần trong gang tấc. Trái tim của cô ta bất chợt đập lên liên hồi. Tối nay, có phải cô ta có thể buông thả bản thân một lần không? Cô ta đánh bạo nghĩ, sau đó có người lấy hết can đảm hôn lên đôi môi mỏng của anh ta. Lần này, cô ta không hôn lướt qua mà hôn rất sâu, sâu đến tận xương tủy. Cô ta hôn một cách vụng về, muốn cậy mở răng của anh ta nhưng chỉ tốn công vô ích. Ngay khi cô ta muốn từ bỏ thì đột nhiên người đàn ông bên dưới có phản ứng. Cô ta chỉ cảm thấy trời đất đảo lộn, cơ thể bị Lệ Nghiêm đặt lên ghế sofa. Cô ta mất đi tất cả quyền chủ động. Cô ta khiếp sợ nhìn người đàn ông bên trên, thấy anh mở đôi mắt phượng hẹp dài ra. Trái tim của cô ta cũng vọt lên tới cổ họng. Lệ Nghiêm, biết không? Cô ta vô cùng căng thẳng, đúng lúc này, bên tai vang lên giọng nói nhỏ nhẹ của Lệ Nghiêm, đừng quay. Ngoan nào, Lệ Nghiêm, anh nhìn em, anh biết em là ai không? Cô ta cẩn thận hỏi. Đừng quậy. Lệ Nghiêm uống say mềm nên hoàn toàn không biết cô ta đang nói gì. Anh ta chỉ biết cô ta làm Minh rất không thoải mái, cơ thể. Có một cảm giác quái lạ. Bạch Thư Hân nghe vậy thì thở phào nhẹ nhõm, ý thức của anh không còn tỉnh táo nữa. Lệ Nghiêm có một tật xấu là uống nhiều quá sẽ bị quên những chuyện đã xảy ra vào lúc đó. Vậy có phải nghĩa là tối nay dù xảy ra chuyện gì thì ngày mai anh ta sẽ chẳng nhớ gì nữa? Cô ta bỗng trở nên vui vẻ, cánh tay ngó sen ôm lấy cổ anh ta rối chủ động đưa đôi môi đỏ mọng lên. Cô ta chỉ đơn giản muốn hôn anh ta thôi nhưng, càng không thể cứu vãn nữa rồi. Anh ta trở nên điên cuồng hơn, thậm chí bắt đầu lần mò trên người cô ta. Cô ta như nhận ra điều gì nên lập tức nhíu mày, theo bản năng muốn đẩy anh ta ra nhưng ma suy quỷ khiển. Cô ta do dự. Cô ta không nở. Trong lúc cô ta chần chừ thì Lệ Nghiêm đã triển khai đợt tấn công mãnh liệt. Đêm đó thật sự rất hoang đường. Hôm sau, Cố Yên gọi điện thoại cho Lệ Nghiêm nhưng điện thoại lại tắt máy. Là một người lính, anh phải để máy 24/7 đợi lệnh, sao anh có thể phạm một sai lầm cơ bản như thế được chứ? Chẳng lẽ đã xuất hiện chuyện ngoài ý muốn gì sao? Cố Yên hơi lo lắng nên đi một chuyến đến nhà họ Bạch. Kết quả Bạch Tùng Dương nói cho cô biết tối hôm qua Lệ Nghiêm đưa Bạch Thư Hân về nhà nhưng cả đêm chưa về. Thấy dáng điệu của Bạch Tùng chẳng hề lo lắng, dường như hai anh em này qua đêm với nhau là chuyện rất bình thường. Nhưng Cố Yên vừa nghĩ đến bộ dáng điện cuống bệnh hoạn hôm qua của Bạch Thư Hân thì trong lòng chợt thấy bất an, cô vội vàng tạm biệt Bạch Tùng Dương rồi nhanh chóng lái xe đến nhà Bạch Thư Hân. Bạch Thư Hân, Lệ Nghiêm mở cửa. Cô nhấn chuông cửa nhưng bên trong không ai đáp lại. Trái tim Cố Yên trùng xuống, gõ cửa càng lớn hơn. Bên trong nhà, Bạch Thư Hân bị tiếng gõ cửa đánh thức. Tối qua cô ta uống nhiều quá, cuối cùng vô thức ngủ mất. Cô ta mở mắt ra, lúc thấy cảnh tượng trước mắt mình thì trợn mắt há mồm. Cô ta điên rồi sao? Tối qua sao thế này được? Cô ta chưa kịp nghĩ kỹ lưỡng rồi chợt sợ tiếng gõ cửa sẽ đánh thức Lệ Nghiêm. Nom Lệ Nghiêm phải mất một lúc lâu mới có thể tỉnh dậy. Cô ta vội vàng mặc áo khoác của Lệ Nghiêm, gắng gượng che cơ thể lõa lồ của mình lại. Cô ta vội vàng ra mở cửa, có Yên thấy cô ta mặc áo của Lệ Nghiêm, đôi chân trồng trong, cũng không mang giày thì đầu như ù đi. Cô vội vàng đi vào trong, đẩy Bạch Thư Hàn ra và thấy được cảnh kinh khủng kia ở phòng khách. Lệ Nghiêm trần truồng, quần áo của hai người. Họ bị ném lung tung dưới đất, cô sững sờ tại chỗ, hồi lâu không thể bình tĩnh lại. Lòng Bạch Thư Hân cũng như lửa đốt, tối qua cô ta thật sự bị ma nhập rối nên mới làm ra chuyện hoang đường như thế. Chị Yên, tôi. Cô ta còn chưa dứt lời thì Cố Yên đã hoàn hồn lại. Cô tóm chặt lấy cổ tay của cô ta, kéo cô ta vào phòng ngủ rồi khóa trái cửa lại. Chị Yên, chị làm gì vậy? Cô hiểu Lễ Nghiêm phải không? Biết anh ấy uống nhiều sẽ quên mất chuyện đã xảy ra. Cô ngoan ngoãn chờ ở đây cho tôi, không được ra ngoài. Sau đó có Yên xông ra ngoài gom sạch toàn bộ quần áo dưới đất vào phòng rồi hùng hổ và xuống. Chị muốn làm gì? Có Yên mạnh mẽ kéo áo khoác trên người có ta xuống. Cô ta vội vàng lượm quần áo dưới đất để che kín bản thân mình. Nhưng, những cái quần chiếc ảo đã rách nát kia thì sao có thể che hết được chứ? Trên người cô ta đầy vết đỏ, có thể thấy được tối qua kịch liệt thế nào. Cố Yên chỉ cảm thấy trợn mắt và ghê tởm. Cô thật sự rất muốn nhào lên tát tới tấp vào mặt.
Bạch Thư Hân để cô ta tỉnh táo lại, nhưng cô đã cố nhịn được. Hiện giờ, cô còn cần Bạch Thư Hân phối hợp với mình diễn một cảnh khác. Che gì mà che, có gan quyến rũ người đàn ông của tôi nhưng không có can đảm đối mặt với tôi sao? Chị hiểu lắm rồi, tôi cũng không biết sao mọi chuyện lại thành ra thế này. Tối qua tôi uống quá nhiều, đầu óc hơi mất tỉnh táo. Câm miệng, cô cho rằng bây giờ tôi còn có tâm trang nghe mấy lời nhảm nhí này của cô sao? Làm ơn tìm thứ gì đó che cơ thể bẩn thỉu của cô lại dùm đi. Nữ chính đêm qua không phải cô mà là tôi. Lát nữa cô chỉ cần phối hợp diễn kịch với tôi để Lệ Nghiêm tin là dược, nhưng... đây là lừa gạt. Vậy cô muốn thế nào? Cô Yên cô nén tức giận, gắn giọng gào lên, cô bước nhanh lên trước, dùng sức nắm chặt lấy cổ tay cô ta khiến cổ tay cô ta đỏ bừng lên. Bạch Thư Hân cảm thấy đau buốt muốn vùng ra nhưng không thể được. Vậy cô muốn nói cho Lệ Nghiêm biết chuyện hai người đã quan hệ, cả hai đã làm ra hành vi trái với luân thường đạo đức sao? Cô có thể hại mình nhưng cô không được hại anh ấy nữa. Nếu anh ấy biết mình làm chuyện không bằng súc sinh đó thì cô cảm thấy Lệ Nghiêm có thể tiếp tục sống nổi không? Cô phải ép anh ấy điên lên mới chịu ư? Tôi không muốn. Không muốn, vậy cô ngoan ngoãn chờ ở đây cho. Cố Yên lạnh lùng nói. Bây giờ cô chỉ muốn giết người thôi. Nhưng cô yêu Lệ Nghiêm, rõ ràng phải chịu nỗi tủi nhục lớn như vậy nhưng cô chấp nhận gánh lấy nó. Nếu Lệ Nghiêm biết những gì xảy ra tối hôm, cô không thể vượt qua được, lỗi nổ súng tự sát trước chắc hẳn sẽ không chấp một tội lỗi tày đình như không Lệ Nghiêm gặp chuyện tô màu cho sự giả dối. Lệ Nghiêm, em tin anh sẽ không phụ lòng em. Lệ Nghiêm, cô lẩm bẩm tên của người yêu, bàn tay nhỏ bé ôm lấy anh để hai cơ thể kề sát vào nhau. Còn trong phòng ngủ, Bạch Thư Hân thấy cảnh ấy qua khe cửa thì cơ thể bất lực ngã phịch xuống đất. Cô ta nhìn vết đỏ trên người, không kìm nổi phải vọt vào phòng vệ sinh cọ rửa liên tục. Cô ta muốn gột rửa hết đi, những thứ này đều không phải thật, chỉ là một cơn ác mộng mà thôi. Cô ta thật sự thích Lệ Nghiêm nhưng cô ta không thể gây ra chuyện hoang đường như vậy được. Cô ta còn là người sao? Cô ta quả là ma quỷ, cứ khăng khăng nghĩ cách ngăn cản Lệ Nghiêm và Cố Yên. Tại sao tình yêu của cô ta lại trở nên đáng ghét như vậy? Cô ta nhìn vào gương thấy bản thân mình thật chật vật. Tuy trước kia cô ta thích Lệ Nghiêm nhưng luôn biết cách kiềm chế mình lại. Nhưng bây giờ, cô ta đang tự tay đẩy anh đến vực sâu. May mà Cố Yên tới, nếu không Lệ Nghiêm nhất định sẽ tan xương nát thịt. Bạch Thư Hân, sao mày lại biến thành người như vậy? Mày có biết, tình yêu của mày ích kỷ lắm không? Cô ta ôm lấy cơ thể, cuộn tròn mình lại. Từng giây từng phút trôi qua, nửa tiếng sau Lệ Nghiêm mới đau đầu dẫn tinh táo lại. Anh ta mở mắt nhìn thấy hoàn cảnh quen thuộc thì hơi nhíu mày. Chẳng lẽ tối qua mình không về nhà mà ở lại nhà Thư Hàn sao? Anh ta muốn ngồi dậy nhưng lại phát hiện có điều không đúng vì trong lòng mình có ai đó. Anh ta nhìn xuống thì vô cùng kinh ngạc, sao Cố Yên lại nằm trong lòng mình? Hơn nữa, cả hai người đều chấn như nhộng. Lệ Nghiêm cố gắng lục lại trí nhớ trong đầu nhưng không thu hoạch được gì. Anh ta chỉ nhớ sau khi đưa Thư Hàn về, mình có uống thêm một y sau đó xảy ra chuyện gì, anh ta hoàn toàn không nhớ gì cả. Đúng lúc này, cô gái trẻ trong lồng ngực khẽ lên. Cố Yên mở mắt ra liếc nhìn Lệ Nghiêm, ra vờ như mới vừa thức giấc. Anh dậy rồi à? Anh, chúng minh, Lệ Nghiêm lắp bắp. Chuyện rõ rành rành cả rồi, chẳng lẽ anh không nhận ra sao? Cố Yên lườm anh với vẻ tức giận, không lẽ châm ANS muốn quyệt no à? Không phải vậy, đương nhiên anh sẽ chịu trách nhiệm với em. Lệ Nghiêm nắm lấy tay của Cố Yên, ánh mắt sâu thẳm nhìn vết đỏ tươi trên sofa. Chỉ là anh ta không thể lơ mơ hồ đổ lấy đi lần đầu của Cố Yên như thế này. Cái tật uống say rồi không nhớ gì của anh ta thật là nguy hiểm mà. Chỉ là anh không hiểu, sao em lại ở đây, Thư Hàn đâu? Xem ra anh quên thực sự rồi. Tối qua Thư Hàn gọi điện cho em, nói hai người uống say rồi, bảo em qua đưa anh về. Lúc em đến, Thư Hàn để cửa cho em rồi cô ấy đi ngủ trước. Sau đó chúng ta đã. Cô ấy nói ra hết những lời đã chuẩn bị trước, cho dù Lệ Nghiêm suy nghĩ kỹ càng cũng không nhận ra được điều gì. Vốn gì em muốn chống lại, nhưng sức của anh quá mạnh, khiến cho em rất đau, nên em đã ngoan ngoãn theo sự chi phối. Dù sao, chúng ta cũng sắp kết hôn rồi. Không phải sao, xảy ra quan hệ sớm hay muộn thì có khác gì đâu. Cô ấy nhìn xuống và nói, cố thể hiện dáng vẻ cô gái nhỏ.
Cô Yên cũng không ngờ mình lại biết diễn xuất thế này. Cô ấy không thể không làm như vậy. Cô ấy mau chóng mặc đồ vào, hai má đỏ ứng, không phải xấu hổ mà là căng thẳng. Chỉ là, tối qua anh uống say quá, không còn nhớ gì nữa cả. Điều này đối với em mà nói không công bằng rồi. Có phải tối qua anh, rất thô lỗ không? Lệ Nghiêm có chút lo lắng hỏi. Không có, anh rất dịu dàng. Lòng Cố Yên nghẹn lại, cô nhịn nỗi đau, cô ấy cười nói. Cô ấy chỉ có thể làm ra bộ dạng rất hạnh phúc, để không thấy mình thảm hại. Lệ Nghiêm cũng nhanh chóng mặc đồ vào, rồi dọn dẹp cái bọc sofa. May mà Thư Hàn vẫn đang ngủ, nếu như biết chúng ta bừa bãi một đêm trong phòng khách thì anh Sơ sẽ làm hư con bé. Anh tưởng bác Thư Hàn vẫn còn là trẻ con sao? Thật ra, chỉ là anh xem cô ấy là trẻ con mà thôi, cô ấy đã trưởng thành rồi, có kỹ năng sống, anh không nên chuyện gì cũng lo lắng cho cô ấy. Cố Yên nhỏ nhẹ nói, nắm chặt lấy bàn tay lớn của anh ta, khi nào anh có thể để một nửa tâm tư của cô ấy lên người em, thế thì em thật sự chết không hối tiếc. Em nói bậy cái gì thế, đừng có nói mấy lời xui xẻo này nữa. Thư Hàn là em gái, còn em là một nửa đời anh, tình cảm không giống nhau. Anh thật sự chi xem cô ấy là em gái. Cái đó thì đương nhiên dối, anh với cô ấy lòn lên từ nhỏ, anh hơn cô ấy 7 tuổi, đã quen với việc bảo vệ cô ấy rồi. Thế Thư Hàn đối với anh thì sao? Tình cảm của cô ấy đối với anh biết không? Bây giờ Cố Yên mới cảm thấy bản thân thật ngây thơ, có lẽ cô ấy đã nhận ra sớm rồi, nhưng lại lừa mình dối người cho rằng là do bệnh tâm lý. Bạch Thư Hân chính là đã yêu Lệ Nghiêm, đó hoàn toàn không phải là tình cảm anh em. Cô ấy đổi với anh đương nhiên là tình cảm của em gái đối với anh trai rồi. Yên, em sao vậy? Hình như anh có gì muốn nói với anh. Không. Không có. Cô ấy khẽ lắc đầu, cô kiềm chế sự bất an. Chỉ cần tình cảm của Lệ Nghiêm là đúng, thế thì tốt rồi. Lệ Nghiêm tiến tới, nhẹ nhàng ôm lấy cô ấy. Anh xin lỗi, anh đảm bảo lần sau sẽ không uống say nữa. Được, anh nhớ lời này. Cô ấy cũng không muốn bị người khác thừa cơ xâm chiếm nữa rồi. Anh đi xem Thư Hàn dậy chưa? Để em đi cho, dẫu sao cũng là phòng con gái. Cũng đúng. Em đi đi, anh đi mua đồ làm bữa sáng cho hai ngôi. Lệ Nghiêm quay người ra ngoài, Cố Yên nhìn anh ta rời khỏi thì nước mắt không nhìn được nữa mà rơi xuống, cô ấy mới là người bị giày vò đó. Cô ấy mạnh mẽ lau đi nước mắt, sau đó gọi điện thoại. Điện thoại cúp thì Bạch Thư Hân cũng từ trong phòng ngủ đi ra. Cô ta đã thay bộ do sạch sẽ, áo len trắng tinh. Chi là màu sắc thuần khiết đó không thích hợp trên người cô ta. Chị Yên, xin lỗi, tôi cũng không ngờ chuyện lại xảy ra như vậy. Tối qua tôi uống say rồi, cho nên moi. Dưới lầu có tiệm thuốc không? Có Bạch Thư Hân giống như đứa trẻ có lỗi vậy, cẩn thận dè dặt nói. Cố Yên không nói lời nào mà đi thẳng đến tiệm thuốc, mua thuốc tránh thai. Uống đi. Bạch Thư Hân nhìn viên thuốc nhỏ nhỏ màu trắng, liền hiểu ra đây là gì. Cô ta không có bất cứ do dự nào mà lây nước uống vào. Cô ta không thể có thai, có Yên nhìn thấy cô ta dứt khoát uống xuống thì cũng thở phào một hơi. Cô ấy thật sự lo Bạch Thư Hân rắc rối lắng nhằng đấy. Cô thích Lệ Nghiêm, đúng không? Tôi. Bạch Thư Hân cũng biết, chuyện đến ngày hôm nay, cho dù cô ta có che giấu thế nào thì cũng không giấu nổi sự thật này. Cô ta hít sâu, nắm chặt bàn tay nhỏ của mình, nói, đúng. Tôi thích Lệ Nghiêm. Bắt đầu từ khi nào? Không biết. Lúc trước tôi không hề nhận ra, sau đó lúc học cấp 3 anh tôi có dẫn một người bạn là con gái về, hành vi của tôi lúc đó có quá trớn. Tôi mới nhận thức được là tôi thích Lệ Nghiêm, chứ không phải tình cảm anh em. Cho nên cô hoàn toàn không phải là có bệnh tâm lý gì, mà là tình cảm của cô đã trở nên dị thường từ lâu. Dị thường. Hai chữ này rất xấu xí, nhưng cô ta lại không có cách nào phản bác. Ánh mắt cô ta âm giảm, không đáp lại, Cố Yên tiếp tục nói, cho nên. Cô cũng không thích tôi. Là, thật ra lần trước tôi thật sự muốn tác thành cho hai người, nhưng tôi nghe chủ nói muốn hai người kết hôn sớm chút, thì không biết tại sao tôi lại trở nên mất lý trí. Quả thực tôi rất tham lam, muốn buộc Lệ Nghiêm lại cả một đời. Nhưng mà tôi đã biết mình sai rồi, tôi có lỗi với chị, cũng có lỗi với Lệ Nghiêm. Một câu xin lỗi là xong sao, có thể hiểu được cảm nhận của tôi không? Người đàn ông tôi yêu nhất, tôi vẫn chưa được hưởng. Cô dựa vào đầu mà đụng vào anh ấy.
Tôi vẫn luôn biết cô ích khi, giam cầm anh ấy, không cho anh ấy cuộc sống của mình, luôn xem cô là trung tâm. Tôi tưởng đó là tình cảm anh em, tôi thật sự quá ngốc quá ngây thơ dối. Nếu như, tôi nhận ra sớm hơn thì tuyệt đối tôi sẽ không cho hai người có bất cứ cơ hội nào ở riêng với nhau. Tôi căm giận, nếu như dựa vào tinh khí của tôi thì tôi đã nóng lòng giết cô rồi. Nhưng mà cô lại là em gái của anh ấy, tôi không động vào được. Bạch Thư Hân, rốt cuộc cô muốn thế nào mới tha cho anh ấy, cũng tha cho tôi. Cả đời này tôi chưa cầu xin ai, tôi cầu xin cô ấy được không, tôi cầu xin cô tha cho anh ấy sẽ bị cô hại chết đây, xin cô đầy. Câu nói sau cùng của Cố Yên xẻ nát tâm can, Bạch Thư Hân ngơ ngác đứng ngay tại chỗ, màng nhĩ đau đớn. Anh ấy sẽ bị cô hại chết đấy. Lệ Nghiêm. Lời này, quanh quẩn sâu trong đầu, giống như âm ma vậy. Nếu như đoạn tình cảm dị thường này tiếp tục lớn mạnh, thì đời này của Lệ Nghiêm thật sự sẽ bị cô ta hủy hoại. Vốn dĩ chi một mình đơn phương, tại sao lại phải làm hại đến người khác, liên lụy anh ta vào trong đó. Bây giờ tôi rất mơ hồ, tôi không biết nên làm thế nào. Chị giúp tôi nghĩ cách được không, tôi cũng biết mình sai rồi. Cô thật sự biết mình sai rồi sao? Đúng, tôi biết tôi đã yêu một người không nên yêu, chính là lỗi của tôi. Yêu, khiến cô ta biến thành người có tội ác tày đình. Rời khỏi. Cô chỉ có rời khỏi mới tốt cho anh ấy, cho tôi và trời, cả cho cô. Để tôi sắp xếp chuyện này, cô chỉ cần phối hợp với tôi là được. Bạch Thư Hân nghe vậy, hô hấp có hơi khó khăn. Cô ta không muốn rời khỏi, hiểm khi anh mới quay về. Cô ta vẫn chưa kịp nhìn anh cho đàng hoàng thì phải rời đi. Tôi, có thể không đi không, không lẽ không còn cách nào khác sao? Đủ rồi. Cố Yên có chút bùng nổ nói, thậm chí không kiềm chế được cảm xúc mà hất tung đổ trên bàn xuống dưới đất, thủy tinh rơi xuống đất, phát ra tiếng giòn tan, đánh vào lòng người. Bạch Thư Hân giật mình, nhanh chóng lùi ra sau mấy bước. Cố Yên bước loạng choạng, cuối cùng ngã xuống dưới đất. Mảnh vỡ thủy tinh đầu vào lòng bàn tay, máu tư đi. Chảy ra, nhưng cô ấy dường như không cảm nhận được cơn đau vậy. Tay của chi? Bạch Thư Hân muốn tiến lại xử lý vết thương cho cô ấy, nhưng lại bị cô ấy bảo lại dừng lại. Đừng có qua đây, cô khiến tôi cảm thấy thật đáng sợ. Ham muốn chiếm hữu của cô quá lớn, tình yêu của cô cũng quá ích kỷ. Tôi, nếu như là chị có thể thoải mái buông tay không? Anh ấy là người đàn ông mà tôi đã yêu nhiều năm, tôi với anh ấy cùng lớn lên từ nhỏ, chị có hiểu được tình cảm này không? Chính xác, thời gian hai người ở bên nhau nhiều hơn so với tôi, từ lúc bắt đầu hai người đã là quan hệ anh em sâu đậm vững bền. Tình yêu của cô, quả thực rất sâu, nhưng mà bây giờ, những gì mà cô gọi là yêu đã uy hiếp đến anh ấy. Cô đi nói với Lệ Nghiêm đi, cô nói với anh ấy cô yêu anh ấy, xem thử anh ấy có thể chấp nhận cô không? Lệ Nghiêm cương trực công chính, trong mắt không thể có hạt cát. Cô chỉ cần chọc thủng lớp giấy cửa sổ đó, thì anh ấy sẽ rơi xuống vực sâu. Trước giờ cô luôn nghĩ cho mình, không lẽ cô vì tình yêu của cô mà hy sinh Lệ Nghiêm sao? Lệ Nghiêm không thể ở bên cô được đâu, rốt cuộc cô có hiểu không? Cũng chính vì tôi hiểu, cho nên chị hoàn toàn không có cách nào hiểu được nỗi đau của tôi. Chỉ nói thì rất đơn giản, tôi rời khỏi thì sẽ tốt cho anh ấy, tốt cho chị. Nhưng đối với tôi không hề tốt chút nào. Có Yên, chị cũng yêu anh ấy, tôi cũng yêu anh ấy, tôi không thể khoác lên tội chết được. Tôi sẽ không rời khỏi, cho dù bỏ cuộc thì tôi cũng muốn ở một nơi trong tâm tay của anh ấy. Lòng Bạch Thư Hân kiên định, cô ta lùi ra sau từng bước, nhìn Cố Yên một cách cứng cỏi. Lời này, mỗi một chữ đều là cây gai sắc nhọn nhất đâm vào trong tim. Cố Yên nắm chặt lòng bàn tay lại, mặc kệ cho mảnh vỡ thủy tinh đỏ đâm sâu vào tay. Cô ấy đứng dậy, hình dáng lảo đảo, suýt chút nữa đứng không vững. Máu tươi theo vết nứt chảy xuống dưới đất, đầu óc choáng váng. Bạch Thư Hân, cô nhớ kỹ lời hôm nay cô nói. Sau này, tôi với cô là kẻ địch, có Yên tôi xin thề, hè là có làm khó dễ tôi hay Lệ Nghiêm thì cả đời này tôi cũng sẽ không bỏ qua cho cô. Lời này, một chữ một ngắc, chữ nào cũng tàn nhẫn. Không một chút cảm xúc, giống như được vết ra từ vực sâu địa ngục vậy. Bạch Thư Hân nghe vậy thì tim run lên kịch liệt, sống lưng cũng chảy cả mồ hôi lạnh. Cô ta kiên định nhìn Cố Yên, đôi mắt đầy sự thù địch, mang màu sắc khát máu. Cô ta hận bản thân mình, nhìn mình với đôi mắt hình viên đan. Mà lòng Bạch Thư Hân cũng bị dày vò. Sự việc sao lại biến thành như vậy rồi chứ?
Đúng vào lúc hai người đang căng như dây đàn, thì Lệ Nghiêm đẩy cửa bước vào, nhìn thấy mở bừa bộn dưới đất. Anh ta nhìn thấy máu thì lập tức xông qua đờ lấy Cố Yên, cố gắng mở cái tay nhỏ của cô ấy ra. Mảnh vỡ thủy tinh đỏ đã đâm sâu vào trong thịt, máu tươi đầm đìa, Yên, sao lại như thế này? Đi, anh đưa em đến bệnh viện. Thư Hàn, em tự nấu đồ ăn đi, anh đi trước đây. Anh ta cũng chưa kịp nhìn Bạch Thư Hân một cái thì đã gấp rút đưa Cố Yên rời khỏi rồi. Anh ta dùng tốc độ nhanh nhất đưa Cố Yên đến bệnh viện. Sau đó lấy dụng cụ ra, tự khử trùng cho Cố Yên. Cố Yên không dám để cho anh ta nhìn ra manh mối, cô ấy luôn cố nhịn sự đau khổ chua xót. Sao lại như thế này? Em không cẩn thận làm bể ly thủy tinh, lúc dọn dẹp thì bị đâm vào tay. Em không phải là người bất cẩn như vậy. Có thể là do nghĩ đến chuyện tối qua, nên không chú ý. Cô ấy cười, chỉ là cười đến cuối cùng có vài phần cay đắng. Lệ Nghiêm nghe vậy thì liền ngây ra. Lần đầu của con gái có lẽ là khắc cốt ghi tâm. Nhưng anh ta không nhớ gì cả. Anh ta đã nợ Cố Yên quá nhiều rồi. Em đang trách anh sao? Không có, em vui còn không kịp nữa đây chứ Lệ Nghiêm, anh yêu em không? Trước giờ cô chưa từng hỏi Lệ Nghiêm câu này, tự yêu này quá phù phiếm rồi. Cô ấy tin rằng Lệ Nghiêm có thể cảm nhận được lòng của mình. Cô ấy giao cả con tim nóng bỏng của mình cho anh ta, cho dù anh ta là một tên ngốc thì cũng có thể cảm nhận được. Cô ấy cảm thấy, giữa hai người họ có tình yêu, cho nên vẫn luôn không hỏi vấn đề này. Nhưng bây giờ, cô ấy muốn hỏi thử, nghe anh ta nói như thế nào. Anh nói thực lòng, em có lấy dao đâm anh không? Em không nỡ, anh nói đi, cho dù là anh nói không yêu em. Em cũng có thể chịu đựng được. Lệ Nghiêm nghe vậy thì lông mày giãn ra, ngồi xuống bên cạnh cô ấy, nhẹ nhàng nói, quả thực anh không có nghiên cứu sâu về từ yêu này. Anh rất kém về phương diện tình cảm, thậm chí đần độn không biết nên trả lời như thế nào. Cả đời này của anh cũng chỉ có lãnh đạo Giang Sơn trên bàn phẫu thuật, nhưng đổi với tình cảm thì thực sự không hiểu gì hết. Quả nhiên, em không nên ôm quá nhiều hy vọng vào anh. Em hiểu anh quá dối. Những lời này không nằm ngoài dữ liệu của em, cho nên em sẽ không đả manh. Anh vẫn chưa nói hết. Lông mày anh ta rủ xuống, đường nét mềm mại, anh ta đang cẩn thận từng ly từng tí bằng bó vết thương cho Cố Yên, sợ làm cô ấy đau. Anh có nghĩ đến kết hôn với em. Lúc trong quân đội, thượng tướng còn đặc biệt gọi anh đến văn phòng nói chuyện, hỏi anh khi nào tổ chức đám cưới. Tất cả mọi người đều cảm thấy chúng ta xứng đôi, và anh cũng cảm thấy chúng ta hợp nhau. Nếu như thật sự bảo anh kết hôn, thì anh chỉ muốn kết hôn với em. Anh không hề biết nói những lời ngon tiếng ngọt, cũng không biết lãng mạn. Nhưng anh sẽ lấy dao phẫu thuật ra để bảo vệ em. Anh ta nói xong, vết thương của Cố Yên cũng được anh ta băng bó xong rồi. Anh ta ngẩng đầu lên nhìn Cố Yên đang ngần nước mắt, không khỏi đau lòng lau đi nước mắt của cô, nói, cô bé ngốc này, sao em lại khóc rồi? Anh, từ khi nào mà anh biết nói những lời xến xắm này vậy? Xến xắm sao, từng câu từng chữ của anh đều xuất phát từ đáy lòng. Anh không có nói ra từ mà y me uốn nghe, em có trách anh không? Đợi khi anh hiểu rồi, anh sẽ nói cho em biết đó là gì. Lệ Nghiêm 28 không hiểu thế nào là yêu, nhưng anh ta biết được đờ nào là giúp đỡ lẫn nhau. Anh ta với Cố Yên đi cùng nhau nhiều năm như vậy, thói quen giống nhau và ăn ý với nhau, thậm chí ánh mắt thưởng thức cũng giống nhau. Anh ta thích dáng vẻ cô ấy cầm dao phẫu thuật. Chị thương cứu người, và cô ấy cũng đúng như vậy, đều là người hoàn hảo nhất trong trái tim của nhau. Đây không phải là yêu, thế thì là tình cảm gì đây? Cố Yên khẽ lắc đầu, không kiềm được mà ôm lấy Lệ Nghiêm. Đủ rồi, có những lời này là đủ rồi. Em cũng không dám tin rằng những lời này lại phát ra từ miệng của anh, nhất định là em đang nằm mơ. Nguyên một ngày xảy ra quá nhiều chuyện. Cô ấy rơi vào vực thẳm, đau đớn, tuyệt vọng, sống không bằng chết. Nhưng bây giờ, Lệ Nghiêm đã cứu sống cô ấy lại rồi, làm cho cô lấy lại lòng tin, tin chắc vào tình cảm giữa hai người họ, cho dù Bạch Thư Hân có cản trở, thì cô ấy cũng nguyên tin rằng Lệ Nghiêm sẽ xử lý tốt. Cho dù là anh mơ hồ, không sao, bản thân cô ấy sẵn sàng chờ. Lệ Nghiêm, chúng ta kết hôn sớm hơn chút được không? Em không cảm thấy bây giờ quá gấp gáp sao, còn phải chuẩn bị một khoảng thời gian nữa. Anh cũng cảm thấy không thể để em cho em uất ức hoài được. Nhưng mà, chuyện kết hôn anh sẽ bàn bạc với chú, tuyệt đối sẽ không đối xử tệ với em đâu. Em chỉ cần yên tâm đợi gả cho anh là được rồi.
Lệ Nghiêm cắt ngang lời cô ấy. Cô mở miệng vẫn còn muốn nói gì đó, nhưng do dự một lúc rồi cuối cùng không nói gì nữa. Nếu như tình cảm của Lệ Nghiêm đối với Minh không đủ kiên định thì cho dù bây giờ kết hôn cũng không được gì. Nếu như anh ấy yêu mình sâu đậm, không còn gì nghi ngờ, thề thi. Trong một năm hay hai năm có khác gì đâu. Rốt cuộc cô ấy không tin tưởng bản thân mình hay là không tin tưởng anh ta. Nếu như thật sự không tin tưởng, thế thì tình cảm này sớm muộn cũng sẽ xa rời. Em tin anh. Cô ấy nói từng câu từng chữ chắc nịch, cô chỉ có thể toàn tâm toàn ý tin tưởng người đàn ông trước mặt, tin rằng anh ấy sẽ không phụ lòng mình, sẽ cho cô ấy một hôn lễ hoàng tráng. Buổi trưa họ ăn cơm xong thì Lệ Nghiêm đưa Cố Yên về biệt thự. Tinh thần cô ấy có chút không tốt, mặt mày ủ rủ. Hôm nay Cố Gia Huy nghi, cho nên phòng học của Hứa Minh Tâm cũng chuyển từ văn phòng về nhà. Cô nhìn Cố Yên hốn bay phách lạc, không khỏi lo lắng. Yên, em sao vậy? Không, không sao. Cô ấy miễn cưỡng no cụ người. Đây làm gì giống với dáng vẻ không sao? Hứa Minh Tâm mau chóng đỡ cô Yên ngồi xuống, sau đó rót ly nước. Đang chuẩn bị đi gọi Cố Gia Huy xuống thì cô bị Cố Yên cản lại. Không cần đâu, tôi chỉ là bị thương nhỏ, có chút khó chịu mà thôi. Tôi nghỉ ngơi một lát là khỏi, cậu làm xong bài tập rồi. Vẫn còn một chút, thì cậu nằm ở đây, tôi đi lấy cái chăn. Minh Tâm, Cố Yên đột nhiên gọi cô lại. Sao thế? Nếu như có một ngày, tôi với Bạch Thư Hân đứng về phía đối lập nhau, cãi nhau rất căng thẳng, cậu sẽ chọn giúp ai? Hứa Minh Tâm nghe thấy lời này thì chau mày lại, hai người họ sao lại cãi nhau căng thẳng? Nếu như Cố Yên gả cho bác sĩ Doanh thì bác Thư Hàn không phải là em chống của cô ấy sao? Hứa Minh Tâm vẫn đang chìm vào thắc mắc, thì Cố Yên có hơi mệt mỏi khua khô tay, nói, chỉ là tùy tiện hỏi thôi, cậu đi lấy chăn giúp tôi đi, Hứa Minh Tâm vội vàng trả lời. Cô không chỉ lấy chăn mà còn lấy rất nhiều đồ ăn vặt nữa. Nếu như cậu có gì không vui thì phải nói cho tôi biết, tôi có thể giúp cậu đưa ra biện pháp giải quyết. Cái thế giới này nghĩ cũng nhỏ thật. Cậu là em chống tương lai của tôi, Bạch Thư Hân là em chống tương lai của cậu. Còn tôi với Bạch Minh là bạn thân, Lệ Nghiêm với cô Gia Huy cũng là bạn. Quả nhiên đúng với câu nói, khôi phải người một nhà, không vào cùng một cửa nhà. Vậy sao, nhưng có nhà có cửa sống, có nhà có cửa chết. Cố Yên đau buồn nói, giọng nói trầm thấp nghẹn ngào, trong nhất thời Hứa Minh Tâm không có nghe rõ. Tôi phải quay về đây, đừng nói cho anh ba tôi biết là tôi có đến. Cô ấy vốn dĩ muốn tìm người tâm sự, nhưng những lời đó làm sao nói ra được. Đến cuối cùng vẫn phải tự mình nuốt xuống. Cô ấy đã tìm hacker, hack camera, xóa hết những đoạn ghi hình đó. Cô ấy hủy bỏ hết tất cả chứng cứ chuyện này xem như hoàn toàn qua đi rồi, sẽ không gây sóng gió lên nữa. Hứa Minh Tâm nhìn bóng dáng rời đi của Cố Yên, đột nhiên cô rất đau lòng. Cố Yên ở trước mặt cô lúc nào cũng cười nói vui vẻ. Là cô gái có tinh thần phấn chấn, nhưng bây giờ, sao lại biến thành con người trầm lặng đến đáng sợ thế này? Cố Yên đi đến cửa, không ngờ Hứa Minh Tâm đột nhiên lao đến ôm lấy mình, sao vậy? Cố Yên cơ hơi ngạc nhiên. Không biết tại sao, trực giác của tôi nói cho tôi biết, bây giờ cậu rất yếu đuối rất đau buồn, cắn tìm một người để ôm. Mặc dù tôi không biết cậu đã xảy ra chuyện gì, nhưng tôi muốn cho cậu một cái ôm. Cậu sẽ không phải ở một mình đâu, anh cậu. Ông cụ và còn có tôi. Đều ở phía sau cậu. Cố Yên nghe thấy lời này thì tim đập thình thịch, khóe mắt đỏ bừng lên. Cô ấy ôm chặt lấy Hứa Minh Tâm, kiềm nén không khóc nhưng nước mắt cứ tùy ý rọi xuống. Khóc ra dược là tốt rồi, dừng giữ trong lòng, tôi đưa cậu đi giải tỏa áp lực nha. Hứa Minh Tâm kéo Cố Yên lên xe, một đường đi đến tiệm đồ ngọt. Cô chọn rất nhiều loại bánh kem đặt trước mặt Cố Yên. Cái này, giải tỏa áp lực. Cậu thử đi. Cô nhìn Cố Yên với vẻ mặt đầy mong đợi. Cố Yên bán tín bán nghi, thử một cái, rất ngọt rất béo, nhưng cô ấy không nỡ bỏ xuống. Vị đắng cuộn trên đầu lưỡi đã bị vị ngọt lấp đầy hoàn toàn. Cô ấy nhét cả một cái bánh vào miệng, vừa ăn vừa khóc, nước mắt chảy dài trên mặt. Hứa Minh Tâm nhìn dáng vẻ của cô ấy, trong lòng vô cùng đau xót. Lúc trước cô cũng như vậy, vừa ăn vừa khóc, cho nên cô biết cảm giác này thật sự rất khó chịu. Hứa Minh Tâm cũng bắt đầu ăn theo, cô cũng không vui rồi, trong chớp mắt bánh kem đã được ăn hết, không ngờ Cố Yên lại mua thêm vài cái nữa, đứng ăn nữa. Ăn nhiều sẽ mập đấy. Nhưng mà,
Ở đây vẫn rất đau, phải làm sao? Cố Yên chỉ vào tim của mình, đôi mắt đỏ au, nước mắt lăn tròn nhìn mình. Cậu sẽ không nói cho tôi biết đã xảy ra chuyện gì đúng không? Cố Yên gật gật đầu, không chỉ là cậu, mà ai tôi cũng không nói được. Cái đau không thể nói ra là đau đớn nhất, cậu thử lớn tiếng khóc to lên, giống như con nít vậy, kiểu khóc òa lên ấy. Khóc một trận là được rồi. Nhưng mà tôi hét không được. Ai cũng có lần đầu tiên mà, kiểu òa òa đó, nếu như cậu cảm thấy mất mặt thì tôi có thể che mặt lại giúp cho cậu. Cố Yên nghe vậy thì vừa muốn khóc lại vừa muốn cười, cô ấy khẽ rủ mắt xuống, nước mắt rơi lã chã. Cô ấy run vai, sau đó nức nho rồi âm thanh từ từ phát ra. Cuối cùng Cố Yên nằm sấp trên bàn, oa một tiếng đau khó, a. Giọng cô gào thét rất khản, giống như cất giấu một nỗi khổ sâu đậm vậy. Hứa Minh Tâm không thể làm gì được, chỉ có thể đứng ở bên âm thầm vỗ vào lưng của cô ấy. Mọi người xung quanh đều đổ dồn ánh mắt kỳ lạ về họ, lần này Hứa Minh Tâm rất hào phóng, bao cả tiệm, cho cô ấy khóc một trận thật đã. Thời gian trôi qua từng phút từng giây, Cố Yên khóc nguyên nửa tiếng đồng hồ, mắt sưng húp lên rồi. Cô ấy lau nước mắt, thở một hơi dài, quả thực thoải mái hơn lúc này rồi. Đồ hơn chưa? Tôi muốn uống rượu, tôi đưa cậu đi uống rượu nha. Tâm trạng của Cố Yên đã đơn hơn nhiều rồi. Cô ấy phỏng khoáng vỗ vỗ vai của Hứa Minh Tâm. Cô bị dọa đến run lẩy bẩy, vội vàng khô tay, nói, không được đâu, anh cậu sẽ đánh gãy chân tôi đó. Tôi bảo vệ cậu, anh ấy dám, cùng lắm để bổ tôi ra mặt, để ba tôi chút giận cho cậu. Thật không, cậu có chắc có thể bảo vệ được tổ không? Hứa Minh Tâm yếu ớt nói. Đương nhiên rồi. Sau đó cô Yên với Hứa Minh Tâm khoác vai nhau đến quán ba. Buổi chiều. Quán bar đã bắt đầu mở cửa rồi, dẫn dần náo nhiệt lên. Đây là quán bar khá cao cấp, không có nhiều thứ hỗn tạp, những người đến đây hơn nửa là người có máu mặt. Đương nhiên, cũng có kiểu phục vụ giải trí tiêu khiển cho khách. Hứa Minh Tâm nhìn thấy một tên mập trái ôm phải ấp hai cô gái đẹp lên lầu, sởn gai ốc khắp người. Mập như vậy, liệu có đè chết người ta hay không? Cậu uống thử đi. Cố Yên đẩy ly rượu tới trước mặt cô. Dễ uống không? Đây là rượu cốc tai, hương vị không tối. Hứa Minh Tâm nghe vậy, không nhịn được nhấp thử một ngụm. Chua chua ngọt ngọt, quả nhiên dễ uống. Hứa Minh Tâm khó chịu uống rượu, hết ly này đến ly khác, không lâu sau khuôn mặt cô đã đỏ rực. Cố Yên vỗ vỗ bả vai cô, nói, tôi đi WC một lát, cậu ở đây chờ tôi nhé. Chờ có Yên đi rồi, cô mới bất chợt nhận ra thôi rồi. Tôi cũng muốn đi WC, cậu đợi tôi vội. Hứa Minh Tâm lảo đảo đứng lên, cố gắng tìm kiếm bóng dáng Cố Yên, nhưng trong quán ba toàn người là người, cô căn bản không nhìn thấy rõ. Hình như cô thấy được chữ WC, chân nam đá chân chiêu đi tới. Không ngờ lại đụng phải một bức tường. Cứng quá. Cô vươn tay sờ sờ, đây là cái gì? Cô ngẩng đầu lên nhìn mới phát hiện là một người. Ông chú trung niên mặt râu quai nón này trông na ná Trương Phi. Xin lỗi. Làm ơn nhường đường, tôi muốn đi WC. Cô muốn đi, nhưng ông chủ kia lại bắt lấy tay cô. Ông làm gì đấy, tôi muốn đi WC. Anh biết WC ở đâu, anh dẫn em đi nhé. Thật không, chỗ đó không phải WC sao? Chỗ đó không sạch sẽ, anh dẫn em đến nơi sạch sẽ hơn. Ông chủ cười dâm đãng nói, còn nhân cơ hội sờ mó tay nhỏ của Hứa Minh Tâm, làn da mịn màng quả, sờ thật thích. Không ngờ lại gặp được một em gái tuyệt như vậy đây, tuy rằng hơi nhỏ chút, nhưng chỗ khác vẫn rất on. Hơn nữa gương mặt còn ngây thơ non nớt, vừa nhìn đã biết em gái còn là học sinh, chắc là lần đầu tiên học người ta ăn chơi dối, vẻ ngoài thiếu kinh nghiệm non thật đáng thương. Ông chủ cẩn thận đỡ cô tới căn phòng của mình ở tầng 2, WC ở trong kia. Hứa Minh Tâm chạy vội vào, đang chuẩn bị cởi quần thì phát hiện ông chủ kia vẫn khỏi. Chú à! Đây là WC nữ đó. Anh không nhìn, anh chờ em ở. Bên ngoài, ông chủ cũng không vội vàng, ông ta phải chuẩn bị kỹ lưỡng đã. Ông ta lấy ra vài công cụ từ dưới giường, cởi áo, cởi quần, cởi sạch. Hứa Minh Tâm đi WC xong, ra ngoài thì thấy cách đó không xa có một pho tượng ngồi yên không nhúc nhích. Cô đi lên nhìn ngắm. Xấu quá, mẹ nó, ai làm pho tượng này thế, đúng là cay mắt. Phải nhanh chóng rời khỏi đây thôi. Hứa Minh Tâm muốn ra ngoài,
lại bị ông chú mập kia nhanh chân đến trước, khóa trái cửa lại. Em gái nhỏ, đừng vội vã rời đi thế chứ, chơi cùng anh một trò chơi nhé. Ông xấu quá, tôi không muốn chơi với ông, tôi có mắt thẩm mỹ bình thường. Hứa Minh Tâm lắm bẩm nói. Ông chủ nghe vậy, vẻ mặt cứng đờ. Mẹ nó, dám chê ông ta xấu, đợi lát nữa phải cho cô ta khóc lóc một trận. Ông chú cũng không khách sáo, trực tiếp ném cô lên giường. Hứa Minh Tâm thần trí đã không rõ ràng, bây giờ lại bị ném mạnh, não càng không kịp phản ứng. A, cô muốn rên lên một tiếng, lại cảm giác được có một quái vật khổng lồ đang đè lên người mình, nặng như con voi, cô cố gắng đẩy ra, nhưng chẳng mày may lay động, ông chủ biến thái thỏ đầu tới, hít manh. Con mẹ nó, thật là thơm. Hôm nay ông đây may mắn, lại tìm được em gái ngon lành như vậy, đúng là có lộc ăn. Mà giờ phút này roi lau, có Yên trở về, phát hiện không thấy Hứa Minh Tâm, cô tim trong sảnh lớn một lúc lâu vẫn không thấy bóng Hứa Minh Tâm. Lúc lòng cô đang nóng như lửa đốt, không ngờ Cố Gia Huy lại tới. Anh ba. Trái tim cô run rẩy, vội vàng gọi người. Hứa Minh Tâm đâu? Cố Gia Huy ngửi thấy mùi rượu thơm nồng, không khỏi nhíu chặt mày. Em không biết nữa, em chỉ đi WC một lát, quay lại đã không thấy cô ấy đâu. Em đã cho người đi check camera theo dõi, sắp xong rồi. Cố Yên không dám nhìn vào đôi mắt có. Gia Huy, lần này chết chắc rồi. Rất nhanh đã check được camera, Cố Gia Huy thấy Hứa Minh Tâm vậy mà bị người ta dẫn vào phòng. Trong nhảy mắt trái tim Cố Gia Huy nhảy vọt, vội vàng lao lên tầng 2. Anh không kịp chờ người phục vụ mở cửa, trực tiếp đá văng cửa, kinh động đến hai người bên trong. Anh chỉ thấy ông chủ trung niên kia bị trói chặt, còn Hứa Minh Tâm đang múa roi bên cạnh. Hứa Minh Tâm thấy Cố Gia Huy tới, lập tức nói, người này kỳ cục quá, ông ta bắt em tra tấn mình. Còn nói em đánh ông ta một trận, ông ta sẽ cho em tiền. Vì vậy em vì tiền mà cứ thể đánh. Cố Gia Huy đen mặt, sắc mặt xa xắm. Đánh một cái được 300.000 nha. Hứa Minh Tâm nghiêng đầu, giơ ngón tay, em vừa mới đánh tổng công. Đánh được bao nhiêu cái ta? Em cảm thấy tay mình sắp đứt rối, ít nhất cũng phải được vài chục nghìn cái. 400.000 cái. Cố Gia Huy giúp cô tính. Anh híp mắt nhìn người đàn ông râu quai nón trên giường. Đã từng gặp một lần, là ông chủ một công ty. Từng muốn thu mua công ty đó với giá 120 tỷ, roi này, có thể mua. Hình như em không đánh được nhiều như vậy đâu. Anh nói có là có, Cố Yên, dẫn cô ấy xuống, anh tính số với ông chủ Vương một lát. Giọng nói lạnh lẽo của Cố Gia Huy vang lên, không chứa một chút tình cảm nào. Cố Yên nào dám nói nhiều. Vội vàng tái mặt khiêng Hứa Minh Tâm đi. Cô Gia Huy tiến lên, không ít đồ vật trên mặt đất đều là đồ chơi tình thủ. Anh nhìn đồ vật dơ bẩn nhơ nhuốc trên mặt đất, trực tiếp dẫm mạnh lên bước qua. Còn ông chủ Vương trên giường đã nhận ra thân phận của Cố Gia Huy từ giây phút anh vào phòng. Ông ta sợ đến run lấy bẩy, không ngờ được em gái tình cờ gặp thế mà lại là người của Cố Gia Huy. Ông ta muốn đứng dậy, nhưng lại vướng dây trói trên người. Cô bé kia uống xong rượu, nhìn qua ngơ ngơ ngẩn ngẩn, vậy mà vừa học đã biết cách trói người. Hiện tại đội tay ông ta đang bị trói gỗ ở đằng sau, thắt chặt. Nhưng không nghĩ tới mình vẫn chưa kịp đứng lên, Cố Gia Huy đã nhấc chân đạp mạnh lên lưng ông ta, cơ thể ông ta lại rơi bụp xuống giường. Đừng để tôi nhìn thấy bản mặt của ông, tôi sợ mình không nhịn được sẽ hủy đi gương mặt này. Đừng, Tổng Giám Đốc Trung xin hãy nương tay. Vừa nãy tôi nói 400.000 cái, một roi 300.000, vậy chính là 120 tỷ. Ông muốn tự mình mang đến hay để tôi tự đi lấy? 400.000 cải, Tổng Giám Đốc Cổ đừng đùa, cô bé kia vừa nãy cùng lắm đánh tôi được mười mấy cái mà thôi, dấu vết trên người tôi chứng minh tất cả. Tổng Giám Đốc Cố, tôi thật sự không biết cô ấy là người của cậu, người không biết là người vô tội, cậu đại nhân đại lượng tha cho tôi đi mà. Tha, Cố Gia Huy nhặt roi trên đất lên. Sau đó quất mạnh lên người ông ta, khiến ông chủ Vương la oai oái. Được thôi, cho ông toại nguyện, ông nói tôi nói dối là 400.000 cái, vậy tôi đây sẽ quật ông đủ 400.000 cái. Gần đây tôi đang rất rảnh, thua thời gian nên cứ thử từ tính, sau đó Cố Gia Huy không hề khách sáo quất roi, tiếng kêu trong phòng còn thảm thiết hơn cả heo bị giết, tiếng sau to hơn tiếng trước. Đưa, tôi đưa. Cuối cùng ông chủ Vương cũng hết chịu nổi, chỉ có thể đầu hàng.